Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta cùng nghe tiếp bộ truyện Đặc Công Xuyên không? Ta chuẩn bị vật dụng cho tận thế. Ở tập trước ta đang nghe đến đoạn, Tần Phi Yến và nhóm của cô cùng đi với mấy nhóm tiểu đội dị năng để tìm vật tư, sẽ có tình huống gì nữa? Mọi người cùng nghe tiếp chuyện nào? Tập 13. Nhưng dẫu sao bọn họ cũng không chỉ kém nhau một hai phần. Trường chính quy có cơ chế giáo dục hoàn thiện và công cụ dạy học tiên tiến, không nói đến cái khác, chỉ riêng phòng thí nghiệm thôi thì tư lập đã không bằng rồi. Chẳng hạn như nhân viên mở khóa này, những tên trộm mở khóa không thể so với kỹ thuật của bọn họ được. Trong căn cứ Tây Bắc cần người thế nào thì chỉ cầm tóm bừa ra cũng có một hàng, nhưng trong tiểu đội dị năng tự do mà tìm được một hai người thôi đã tốt lắm rồi. Lúc cánh cửa sắt mở ra, cảnh tượng bên trong không hề đầy bùn đất như bên ngoài, cứ như bước vào một thế giới khác vậy. Đây là một thế giới trong lòng đất nhưng bên trong lại như thế giới bên ngoài, có cửa, có tường, có cửa sổ, có thủy tinh. Trên đỉnh đầu còn có từng dãy bóng đèn nhưng chúng nó đều đang tắt mà thôi. Dưới chân bọn họ là sàn nhà, dù trên đó đã đóng một lớp bụi dày đặc. Mọi người cẩn thận, Cố Thành dẫn đầu nói. Cả đoàn cẩn thận bước vào trong. Tần Phi Yến khẽ cau mày, dù có cẩn thận thì hơn 200 người thế này, chỉ cần mỗi người thở một hơi cũng cảm thấy nóng rồi. Nếu trong này thật sự có mấy thứ như zombie thì e là không lâu nữa bọn chúng sẽ phát hiện và công kích thôi. Nếu bọn họ đã không thể núp trong tối thì lúc gặp nguy hiểm thật chỉ có thể dùng đèn pin để ứng chiến, thế này thì bọn họ hơi yếu thế. Chẳng mấy chốc xung quanh cũng có người có cùng suy nghĩ với Tần Phi Yến, nhắc tới chuyện này. Cố Thành nhìn bóng đèn trên đỉnh đầu rồi bảo mọi người tìm kiếm xung quanh xem có mấy thứ như nguồn điện tổng hay không. Theo lý mà nói thì bình thường lúc mới vào cửa đều sẽ lắp một nguồn điện tổng hoặc công tắc tổng. Không lâu sau bọn họ tìm thấy một căn phòng nguồn điện gần đó. Nhìn vệt máu đen nhánh trên mặt đất, không biết nó đã dính ở đây từ bao giờ rồi, trong lòng ai nấy cũng run lên. Chẳng lẽ trong này cũng có zombie ư? Nhưng tìm một vòng xung quanh cũng không thấy chút dấu vết gì của zombie cả. Nếu tìm được zombie hay thi thể còn tốt hơn, không phát hiện được gì thế này mới bất ổn đó. Rõ ràng chỗ này từng xảy ra giết người nhưng có lẽ người bị hại đã biến thành zombie rời đi rồi. Rời đi, từ này có hàm nghĩa rất sâu xa. Tìm xung quanh một vòng cũng không phát hiện được gì cả, vậy rốt cuộc zombie này đi đâu rồi? Đây là một nghi vấn chôn trong lòng mọi người. Kiểm tra tuyến đường một hồi cứ như là bị khống chế cắt đứt toàn bộ vậy. Như thể trong căn phòng này xảy ra chuyện bất trắc gì đó nên chặn mọi đường lui từ bên trong, ngăn cách hoàn toàn trong với ngoài. Người kia loay hoay với dây điện một chút, không lâu sau bốn phía trên đỉnh đầu, thậm chí là dưới chân đều có ánh sáng ôn hòa, chiếu sáng toàn bộ thế giới dưới đất như là ban ngày vậy. Mật thất này trông chẳng khác gì thế giới trên mặt đất cả. Trước đó đèn pin chỉ chiếu được nửa sáng nửa tối mới nhìn thấy một phần. Bây giờ vừa nhìn ngắm không gian xung quanh đã thấy những tấm thủy tinh ngăn cách ra từng căn phòng riêng biệt. Rất dễ thấy trên những tấm thủy tinh kia thậm chí còn có những vệt máu màu đen như thể phun ra trước khi chết vậy. Bọn họ không tìm được con zombie nào nhưng những dấu vết màu đen trên mặt đất đều uốn lượn kéo đến phía xa. Tần Phi Yến khẽ híp mắt lại. Nếu lúc trước trong này có người sống, bị cắn biến thành zombie thì chúng nó sẽ rời khỏi đây, đến một nơi khác. Nếu những người kia chết hoàn toàn thì sẽ có thi thể ở đây, vậy rốt cuộc những thi thể kia bị kéo ra khỏi nơi này là nhằm mục đích gì? Không, hoặc là có lợi gì đó, đừng nói là dự trữ đồ ăn như con người nhé. Một suy nghĩ lướt nhanh qua trong đầu Tần Phi Yến. Dù là khả năng nào đi nữa thì chắc chắn chỗ này không phải là chỗ chứa vật tư. Nếu vị trí khó tìm thì không nói nhưng nhà kho đựng vật tư kia sẽ được xây dựng tinh xảo vậy ư, thế thì có hơi lãng phí. Lúc này không chỉ Tần Phi Yến mà trong lòng những người khác cũng có nghi ngờ. Nhưng Cố Thành, An Hành Chỉ và Vân Thư đại diện cho ba thế lực đi trước liếc nhìn nhau, bọn họ cũng biết được đôi chút chuyện liên quan đến kho quân sự này. Đối với bọn họ, không giống nhà kho mới là bình thường. Có phải mấy người đang lừa bọn tôi không? Chỗ này có giống nhà kho đựng vật tư đâu? Có người bất mãn đặt câu hỏi với tiểu đội dị năng Thanh Mộc. Đúng đó, chỗ này thậm chí còn chẳng có nổi một túi vật tư nữa. Mấy người giải thích đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Chẳng lẽ mấy người lừa bọn tôi đến đây là có mục đích khác ư? Một câu này lập tức khơi dậy sự phẫn nộ của mọi người. Mẹ nó, ông đây cũng dễ dàng gì đâu, khổ cực tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm được cửa, vào xem thì chẳng có cái mẹ gì cả. Thấy những nghi vấn và ánh mắt chất vấn đó, Y Niệm chưa từng trải qua tình huống thế này nên rất nóng nảy. Cô ta cũng cần có công đức để thăng cấp nữa. Tuy hệ thống tốt, thỉnh thoảng tuyên bố nhiệm vụ sẽ giúp mình nhận được một lợi ích to lớn. Nhưng mọi thứ đều có hạn chế của nó. Y Niệm dựa vào hệ thống không chỉ mình dị năng của cô ta thăng cấp nhanh mà còn cung cấp,
bồi dưỡng cao tầng của tiểu đội dị năng Thanh Mộc, dù có lẽ bọn họ không hề biết. Nếu mình làm mọi người phẫn nộ thì công đức, hy vọng ban đầu sẽ giảm xuống. Điều này cũng hạn chế ý niệm không thể làm chuyện xấu trái lương tâm nên giờ cô ta không nóng nảy được ư. Cô ta hé miệng định giải thích nhưng vừa mở miệng thì nhận ra bản thân mình cũng chỉ có kiến thức nửa vời về chuyện này, ngay cả cô ta cũng đang hoang mang đây. Những người trong tiểu đội dị năng Thanh Mộc đều phẫn nộ, Vệ Phong thấy Cố Thành đứng gần đó không cản thì thầm cười nhạo, anh ta nói thẳng, lạ thật, mấy người nghe ai nói trong này có vật tư vậy? Câu này khiến mọi người phải ngậm miệng lại, không biết phải đáp trả thế nào. Nhóm bọn họ chỉ nghe tin đồn là ở đây có số vật tư lớn, thấy tiểu đội dị năng Thanh Mộc đã ở lì chỗ này mấy ngày nên tự động đá vấn đề ấy cho tiểu đội dị năng Thanh Mộc, vậy nên vừa có vấn đề đã chất vấn tiểu đội dị năng Thanh Mộc. Có chuyện thì đá sang bọn này, mấy người hay nhỉ? Trái lại là mấy người đó, chắc mấy người đã hỏi sai người rồi, đây đâu phải sân sau nhà bọn tôi, sao tôi biết nó thế nào chứ? Vệ Phong đáp trả từng câu, không chỉ đẩy hết trách nhiệm đi mà còn suýt chỉ vào mũi mấy người kia mà mắng, mấy người không có đạo nghĩa. Dù vậy Vệ Phong cũng thầm mắng tổ tiên ba đời của người đã tung tin này ra, trong mắt anh ta lướt qua sự hung ác, thầm nghĩ, chờ mình ra ngoài rồi nhất định sẽ tìm cho được người kia, tra tấn người đó sống không bằng chết, ai bảo kẻ đó lắm miệng. Những người khác bị nói vậy thì chút lương tri còn lại trong lòng bị bọn họ bỏ quên cũng khiến bọn họ cảm thấy hơi ngại. Nhưng chẳng mấy chốc bọn họ đã vứt mấy thứ đó đi, chỉ quan tâm rốt cuộc đống vật tư kia được giấu ở đâu. Lương tri không thể lo được cơm áo sau này, tỉnh táo lại thôi. Trong mắt nhóm Cố Thành lướt qua sự thất vọng nhưng lập tức thả lòng. Tiểu đội dị năng Thanh Mộc tìm được nơi này đầu tiên, họ còn nghĩ bọn họ hiểu biết nhiều về chỗ này. Nếu thật là chỉ biết một chút thì họ dễ dàng đạt được mục đích kế tiếp rồi. Ba người che giấu tâm tư rất kỹ, không để ai phát hiện ra sự bất thường cả. Chỗ thế đẹp có lối vào thì chắc chắn sẽ có lối ra, đôi khi còn không chỉ có một hai lối nữa. Mọi người đi dọc theo vết máu trên mặt đất, vết máu đó biến mất dưới một vách tường đá. Bọn họ nhìn quanh bức tường trước mặt, dù đã được che giấu rất kỹ nhưng mọi người vẫn phát hiện ra điều khác thường. Nhân viên kỹ thuật lúc nãy bước lên xem thử, cánh cửa trước mặt bị khóa bằng hệ thống. Bọn họ trực tiếp cắt đứt hệ thống khóa, tháo bộ phận co trên cửa, dùng tốc độ nhanh nhất và bạo lực nhất mở nó ra. Sau khi cánh cửa mở ra, trước mặt là một dãy hành lang khép kín. Nó dài chừng vài chục mét, vuông vức, không có bất kỳ điều gì khác thường, trông như một cái hộp sắt khổng lồ hình chữ nhật vậy. Nhóm Cố Thành không bước vào ngay, sắc mặt của nhân viên kỹ thuật rất nghiêm trọng. Lúc trước bọn họ từng dùng đồ an ninh này rồi nhưng là đề phòng người khác, còn thứ trước mặt lại đang đề phòng bọn họ. Giờ cứ đi thẳng qua luôn thì cũng được nhưng độ khó rất cao, có khi sẽ phải bỏ mang lại đây. Nếu làm hỏng nó luôn thì nói dễ cũng dễ, nói khó cũng khó, cái này như tháo dỡ lò xo vậy, nhất định phải có người ra tay đồng thời ở hai đầu mới được. Nếu động tác không đồng đều, lệch thời gian thì sẽ dẫn đến hệ thống tự hủy của nó phát nổ, tương đương với việc chặn hết con đường này. Mấy nhân viên kỹ thuật đi theo cũng không phải yếu nhưng không biết tốc độ của thứ này. Nếu nó chậm hoặc bình thường thì trong số bọn họ vẫn có người có thể đi sang đối diện rồi giúp nhau thực hiện, nhưng nếu nó quá nhanh thì mấy người họ không sang đối diện được. Vài phút trôi qua, nhân viên kỹ thuật vẫn không nghĩ được cách vẹn toàn đôi bên, trái lại khiến cho mấy người đang chờ phải nổi cáu. Có được không thế? Đó chỉ là một lối đi nhỏ thôi mà phải nghiên cứu cả nửa ngày thế à? Nhìn nó là nó sẽ nở hoa chắc. Người ngoài ngành thì xem náo nhiệt, người trong ngành thì tìm cách. Lối đi nhỏ được chế tạo từ sắt thép trước mặt không có gì hay ho để xem nên bọn họ cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Nhân viên kỹ thuật dẫn đầu bị ngắt ngang suy nghĩ, nét mặt có phần không vui. Nhóm bọn họ có địa vị khá cao trong căn cứ Tây Bắc, thực lực của riêng anh ta cũng không tầm thường, dù là những cao tầng cũng phải nể ba phần. Thế là anh ta trầm giọng nói, không biết thì đừng hỏi. Câu này như chọc vào nỗi đau của người nọ. Ông đây ít học thì sao, xem thường người khác à? Sắc mặt người kia thay đổi, lên tiếng, tôi thật sự không tin nổi, để ông đây đi qua cho cậu xem. Nói xong người nọ bước lên, còn cố tình đi lướt qua người nhân viên kỹ thuật rồi bước vào trong. Nhân viên kỹ thuật cãi nhau khi nãy thấy vậy thì lên tiếng định cản lại nhưng bị ánh mắt của Cố Thành làm cho khựng lại. Người nọ bước vài bước vào hành lang, thấy không có bất kỳ nguy hiểm gì thì quay sang nhìn cả đám còn đứng tại chỗ đầy khinh thường, nguy hiểm đâu, chẳng phải ông đây vẫn ổn đó. Anh ta còn chưa dứt câu thì cả người đã bị dây đỏ chợt lóe lên chiếu vào trên dưới. Người cường tráng trước mặt như một khối băng vỡ vụn, ngã ầm xuống. Chỗ ngay dưới chân anh ta đang đứng chợt mở ra hai bên, sau đó nhanh chóng khép lại, không chừa lại chút gì cả, chỉ còn mấy giọt máu loang lổ trên mặt đất. Cảnh tượng này như đổi mới năng lực chịu đựng của cả đám đông. Thủ đoạn này thật sự
nhắm mắt lại, cảnh tượng máu me đó lại hiện lên trong đầu, quá tàn nhẫn. Thậm chí có người còn có ý định lui quân. Đây mới chỉ là cửa vào, không biết trong đó còn bao nhiêu thủ đoạn đang chờ bọn họ nữa. Vật tư thì kiếm ở đâu cũng được, đâu cần phải liều mạng ở đây. Giờ đã xác định được tốc độ chưa? Cố Thành lạnh lùng hỏi. Câu hỏi của Cố Thành như một tảng băng đột nhiên ném vào trái tim anh ta chỉ cảm thấy khắp người lạnh buốt. Nhân viên kỹ thuật dẫn đội không dám tin nhìn chằm chằm người trước mặt, lúc đối diện với đôi mắt lạnh lẽo kia, anh ta lạnh hết cả người như thể thế giới quan cũng bị lật đổ. Nhân viên kỹ thuật dẫn đầu tên là Tăng Ngọc, người của căn cứ Tây Bắc. Nhà họ Tăng sau lưng anh ta chỉ là một gia tộc không nổi bật nên anh ta hoàn toàn không địch nổi ba nhà kia. Tăng Ngọc nhắm nghiền mắt lại trong thời gian ngắn, sau đó lại mở mắt ra như đang đè nén nỗi thống khổ gì đó, giọng khàn khàn đầy mỏi mệt, tốc độ trung bình. Tốt lắm, Cố Thành vẫn lạnh lùng nói với mấy trợ thủ sau lưng Tăng Ngọc, các cậu qua đó giúp kỹ thuật viên Tăng Ngọc tháo dỡ cơ quan đi. Mặc dù gia tộc của Tăng Ngọc không có thế lực gì nhưng thầy của cậu ta thầy Cát lại là một nhân viên chủ chốt của bộ phận vũ khí nên mọi người cũng nể mặt học sinh của thầy Cát là Tăng Ngọc vài phần. Còn mấy người trợ thủ sau lưng Tăng Ngọc thì hoàn toàn không có được đãi ngộ như Tăng Ngọc. Nhiệm vụ lần này nguy hiểm thế này nên mới dẫn Tăng Ngọc theo để đề phòng, ai ngờ anh ta thật sự có tác dụng. Trong lòng Cố Thành hơi tiếc nuối, chàng trai trước mặt không quả quyết, chưa đủ tàn nhẫn lắm, như vậy cũng không tốt. Tam quan của Tăng Ngọc vừa bị đổi mới, vẫn hoàn toàn không biết suy nghĩ của Cố Thành. Mọi người lấy dụng cụ ra đo đạc bên trong một hồi, trên hình ảnh xuất hiện một đồ thị gợn sóng. Đây chính là năng lượng dao động khi nãy vẫn chưa biến mất. Lúc điểm hạ xuống thấp nhất, ba người các cậu phải chạy qua ngay, nhớ là phải nhanh, nếu có chút do dự nào thì khi năng lượng chuyển hướng về mà chưa đến đối diện thì nguy đấy, hiểu chưa? Tăng Ngọc dặn dò ba người kia. Anh ta luôn đi theo thầy Cát nên địa vị cũng tăng theo thầy, cấp dưới của anh ta cũng ngày càng nhiều. Mặc dù có đôi khi bọn họ chỉ được đặt dưới tên mình, thỉnh thoảng mình chỉ bảo đôi điều, dẫu tình cảm không sâu đậm như mình với thầy Cát nhưng vẫn có tình cảm nhất định. Thường thì lúc bọn họ nghiên cứu ra bộ phận vũ khí mới thì mình đều phải thử số liệu trước một lần, sau đó mới tiến hành điều chỉnh. Có khi vì để kiểm tra mọi người mà cậu ta cũng lấy ra một hai thứ để huấn luyện, nếu thành tích không tốt thì sẽ tạm thời rời đi rèn luyện trước, khi nào phù hợp rồi trở về. Cơ quan trước mặt có tốc độ trung bình, hơi khó nhưng mấy người sau lưng cậu ta cũng khá ưu tú. Bọn họ đã thử nghiệm cơ quan này rồi, nhưng lúc đầu thử nghiệm thì tia laser kia không có lực sát thương gì, không hề giống vũ khí giết người như cái trước mặt. Mấy người cẩn thận gật đầu, bọn họ cũng biết tính nguy hiểm của nhiệm vụ lần này, chỉ cần sơ sẩy là sinh mạng sẽ lập tức biến mất như người trước đó. Trong ba người chỉ có một người là hơi đổ mồ hôi. Người nọ trông rất anh tuấn nhưng trong lòng lại không dám chắc. Trước đó cậu ta thi đạt nhưng thành tích không ổn, giờ cậu ta có thể nói không được ư? Dù là trước tận thế hay sau tận thế, đã vào bộ nghiên cứu vũ khí rồi thì thứ bọn họ cần có nhất chính là thực tế, nhất là khi làm việc. Lúc nghiên cứu cũng như thí nghiệm, làm 5 lần sẽ có 5 số liệu. Mẹ nó, bọn họ phải cải tiến hết lần này đến lần khác, cố gắng đạt được thành quả số liệu cho tốt, cho ổn định. Lúc khảo nghiệm cuối cùng, có khi vì bị lệch số lẻ phía sau nên phải làm lại toàn bộ thí nghiệm lần nữa. Hết lần này tới lần khác, lúc trước là tiếp xúc với thứ xa lạ, bây giờ thì ngay cả một cái ốc vít cũng có thể thuận miệng đọc thuộc lòng 8 đời tổ tiên của nó. Có người gần đến đích cảm thấy dẫu sao kết quả cuối cùng cũng chỉ có vậy, cần gì phải phí thời gian. Lần đầu cẩn thận từng ly từng tí, trong lòng không kìm được nói chỉ lần này thôi, cảm thấy may mắn vì không ai phát hiện cả. Sau đó sẽ có lần 2, lần 3, lá gan dở trò dối trá cũng dần tăng lên, nếm đủ ngon ngọt, không cần tốn nhiều thời gian cũng có thể hoàn thành tốt công việc. Cuối cùng vì tham lam mà ngay cả kiểm tra cũng dở trò, dù sao thực lực vẫn còn đó, chẳng phải mấy lần trước cũng đạt ư. Người kia thoáng có phần do dự nhưng bây giờ không thể lùi bước được nữa. Nếu không mọi người biết mình làm trái quy chế của bộ nghiên cứu thì khi về sẽ bị khai trừ mất. Thế là cậu ta chỉ có thể căng ra đầu, lúc trước lần nào mình cũng đạt cả, mặc dù đã có một khoảng thời gian chưa rèn luyện nhưng thực lực khi ấy vẫn còn đó. Chỉ sau vài giây ngắn ngủi, trong đầu người nọ đã rất nhiều suy nghĩ. Đến nỗi lúc Tăng Ngọc nói, bắt đầu cậu ta hành động chậm hơn người khác một nhịp. Thấy động tác thoáng bị khựng của người nọ, Tăng Ngọc nhíu mày, trong lòng có phần lo lắng. Nói thì chậm nhưng làm thì nhanh, chỉ mới vài giây trôi qua mà ba người kia như đang chạy trên mạch sống vậy. Người có hơi phân tâm khi nãy bị bỏ lại một mình phía sau, ngay khi cậu ta bước một bước ra khỏi hành lang, leo lên vị trí an toàn thì trên người lập tức in lên những sợi lưới màu đỏ, nhanh đến nỗi trên mặt người kia vẫn còn nét thả lỏng khi đã sắp đến điểm cuối, không kịp phát ra tiếng kêu sợ hãi đã ngã ầm xuống, dưới chân nứt ra nuốt chửng cậu ta.
thấy cái chân đẫm máu còn sót lại trên vị trí an toàn, có vài người nôn ngay tại chỗ. Mặc dù bọn họ đã biết trước kết cục của người khi nãy nhưng nó rất ngắn ngủi, trừ vài giọt máu ra thì không còn sót lại dấu vết gì cả, bọn họ có thể tự lừa mình, chọn quên đi cảnh tượng máu me kia. Nhưng cái chân trước mặt khiến bọn họ nhớ lại cảnh tượng máu me khi nãy. Tăng Ngọc chứng kiến cảnh tượng đó, cảm thấy không thể tin được. Thấy hai người đối diện chần chừ, Cố Thành lạnh lùng nói, bắt đầu đi. Như thể mạng người vừa mới chết hoàn toàn không đáng nhắc đến. Ái chà chà, Cố Thành à, cậu máu lạnh thật đấy, bọn họ chưa từng gặp trường hợp thế này bao giờ đâu. Vân Thư có dáng người bốc lửa, đôi mắt vô cùng dụ hoặc, ưỡn ngực lên, trêu chọc, cậu xem hành chỉ đứng cạnh tôi có nói gì đâu nè. Cô ta nhìn Cố Thành như có thâm ý khác. Câm miệng, gương mặt như ngọc của Cố Thành tối sầm, tức giận nói. Mẹ nó, cậu tưởng tôi là người nhà cậu, muốn chửi là chửi à? Đừng tưởng tôi không biết suy nghĩ dơ bẩn của cậu, có bản lĩnh thì đánh với bà đây một trận nè. Không chỉ có dáng người bốc lửa mà tính tình Vân Thư cũng rất nóng nảy, nói xong là muốn động thủ luôn. Bà điên, Cố Thành vốt trán, liếc mắt nhìn An Hành chỉ một cái, ra hiệu cho anh ta cản lại. Cậu lẩm bẩm cái gì thế hả? Vân Thư vung tay lên định đánh. Cố Thành không thèm để ý tới cô ta nữa, An Hành chỉ đứng bên cạnh lên tiếng, nếu hai người định tiếp tục thì đánh nhau trước đi, tôi sẽ phân công nhóm Tăng Ngọc tháo dỡ cơ quan. Vân Thư dừng động tác, cô ta nghĩ vẫn nên chú tâm vào chuyện chính thì hơn, thế là căm giận nhìn thoáng qua An Hành chỉ rồi nghiêng đầu đi, không thèm để ý tới Cố Thành nữa. Tần Phi Yến trốn phía sau thấy rõ mọi chuyện, ngay cả hành động cản Tăng Ngọc của Cố Thành. Quả nhiên anh ta máu lạnh như Vân Thư đã nói nhưng thờ ơ lạnh nhạt rồi chém thêm một dao trông càng giả nhân giả nghĩa hơn. Tuy giờ cô ta ngả ngớn nói Cố Thành máu lạnh nhưng cũng không thấy cô ta cản lại. Không phải là Tần Phi Yến đồng cảm với người đã chết, thấy rõ tình huống rồi mà còn không biết điều, quá tự cao, người như vậy có chết thì cũng tự chịu, không thể trách người khác được. Chưa đầy 2 phút, nhóm Tăng Ngọc đã tháo dỡ được cơ quan kia, nhưng vì ám ảnh trước đó nên giờ không ai có gan bước đi trước cả. Tần Phi Yến vốn dĩ thấy mình không cần phải làm chim đầu đàn làm gì, ra mặt trước thì sẽ hứng đạn trước. Nhưng khi nghe thấy một tiếng tích phát ra từ chỗ cơ quan, âm thanh cực kỳ nhỏ, cơ thể Tần Phi Yến run lên. Có lẽ là vì tu chân nên cô cảm nhận được mối nguy hiểm không tên, giác quan thứ 6 cũng bắt đầu đề phòng. Tần Phi Yến và Hứa Đại Bạch liếc nhìn nhau, hai người đều nhìn ra sự khác thường trong mắt đối phương, nói với Lâm Tiểu Nhị và Trương Hạo Dân sau lưng, đuổi theo. Thế là hai người nhanh chóng lướt qua người trước mặt, chạy về phía hành lang. Ngay khi mọi người còn trở tay không kịp thì cả bốn người đã an toàn đứng ở đối diện rồi. Những người khác theo sát sau lưng. Tiếng tích kia vốn như có như không, khó mà nghe thấy được nhưng giờ lại to dần. Tăng Ngọc đứng bên cạnh nghe thấy âm thanh đó thì la lên, mọi người chạy qua mau, chỉ nửa phút thôi là nó sẽ mất khống chế đó, còn 25 giây, mau lên. Mấy người kia vốn còn không nghe rõ Tăng Ngọc nói gì nhưng khi thấy người ta chạy trối chết về phía trước thì cũng nhận ra điều bất thường, lúc này có nói gì đi nữa cũng không thể ở lại được. Có lẽ đây là đặc tính của người Hoa Hạ, làm chuyện gì cũng thích chen lấn, cứ vội vàng hấp tấp như thể không bao giờ có đủ thời gian vậy. Nhưng bây giờ đúng là không có thời gian thật, tiếng tích, tích, tích kia ngày càng vang dội rất chói tai như là bùa đòi mạng, đánh mạnh vào trong lòng mọi người. Bực bội, phiền muộn, sợ hãi. Đủ các loại cảm xúc tiêu cực ập đến mọi người, suy nghĩ duy nhất của bọn họ là chạy đến đối diện. Mỗi giây phút đều bị bọn họ phóng đại vô số lần, thảm trạng lúc chết của hai người khi nãy vẫn đang lặp lại không ngừng trong lòng mọi người. Thấy người trước mặt cản đường, người phía sau điên cuồng không nghĩ được gì khác, vươn tay vung sang bên cạnh, cả hành lang đều vô cùng ầm ĩ. Càng ngày càng có nhiều người an toàn chạy đến đối diện, tiếng tích, tích, tích chói tai vốn có cũng im bặt. Sau đó những sợi dây đỏ lít nha lít nhít như lưới đánh cá giáng xuống người, đánh vào cơ thể những người kia. Máu tươi bắn tứ tung, con đường dưới chân lập tức bị chia thành hai, kéo hết những vật trên đó xuống dưới. Mặt đất lập tức đóng lại, khôi phục về nguyên trạng. Người người bị bỏ lại phía sau vốn dĩ còn đang ở trên hành lang cũng đã biến mất tăm. Một người cũng là giết, một đám người cũng là giết, một màn máu tanh này khiến mọi người xung quanh đều run rẩy. Đây chính là lực sát thương gây ra từ vũ khí lạnh, quá kinh khủng. Bên kia hành lang còn thừa lại một người đang tuyệt vọng dựa vào mặt tường. Vì lúc nãy chạy trốn, người nọ sơ sẩy bị người ta đẩy, đã thế còn bị đạp lên người vài cái nữa nên xương cốt gần như sắp nát rồi. Vất vả lắm mới còn ít người, lúc người nọ cửu tử nhất sinh bò dậy, đang chuẩn bị xông vào hành lang thì những chuyện xảy ra trước mắt đã dập tắt mọi hy vọng của anh ta, những người khi nãy chỉ đi trước mình một chút đều chết cả rồi.
Bước chân đang muốn bước về phía trước của anh ta cũng dừng lại giữa không trung. Anh ta không dám tin nhìn cảnh tượng trước mặt, giọt máu ấm nóng bắn lên mặt mình. Lúc này anh ta chỉ cảm thấy giọt máu kia nóng bỏng người, thất thần ngã sụp xuống đất. Người còn sót lại chỉ có một mình anh ta, ngay khi anh ta gần như sắp tuyệt vọng từ bỏ thì người đối diện cũng từ bỏ mình. Lúc nhóm Tần Phi Yến an toàn chạy đến hành lang bên kia thì vẫn luôn chú ý đến tình trạng của mấy người khác. Vì người của căn cứ Tây Bắc đứng đầu nên lúc ban đầu bọn họ chiếm ưu thế, chạy đến đây rất nhanh. Mấy tiểu đội dị năng tự do có thực lực mạnh lại có hai người chạy chậm nên tử vong. Tình hình nghiêm trọng nhất đương nhiên thuộc về những người có thực lực không đều kia. Vị trí của bọn họ vốn dĩ không được tốt, đứng ở sau cùng nên tình hình xảy ra đột ngột, dù có phản ứng nhanh cũng bị đám đông trước mặt cản trở, muốn đột phá trùng vây cũng khó. Người đứng xa, phản ứng chậm nên bọn họ hy sinh nhiều người nhất, trong đó chẳng còn lại bao nhiêu. Nhưng năm người kia nhìn nhau, dù trước đó mọi người có quen biết nhau hay không, hoặc có cách trở gì hay không thì bây giờ bọn họ đều phải đứng chung chiến tuyến. Nhớ lại lúc đó nhóm Tần Phi Yến phản ứng nhanh nhất, chạy nhanh nhất nên trong lúc vô hình, bọn họ tưởng nhóm Tần Phi Yến cao hơn bọn họ một bậc nên đi theo sau cô làm gì bọn họ làm đó, chỉ muốn đến nơi an toàn chút thôi. Bọn họ đứng sau lưng nhóm Tần Phi Yến, ngầm có ý nhận Tần Phi Yến làm lão đại. Nhìn những người đứng sau mình, Tần Phi Yến cũng không quan tâm mấy nhưng không vì vậy mà định quy những người này về phe mình. Ở chỗ khác, nhóm Cố Thành đứng gần đó nhìn Tần Phi Yến bằng ánh mắt khác. Tần Phi Yến chạy đi cùng lúc Tăng Ngọc lên tiếng nhắc nhở, thậm chí cô còn phát hiện ra vấn đề sớm hơn cả Tăng Ngọc. Cảm giác này như thể mình ở trong tiệm bán đồ cổ, vật bị mình giám định là không có giá trị lại chợt chờ mình, không nói nó có giá trị liên thành nhưng ít nhất cũng tăng gấp 10. Cảm giác thoát khỏi sự khống chế của mình thế này không ổn chút nào. Không chỉ Cố Thành mà cả An Hành Chỉ và Vân Thư cũng vậy. An Hành Chỉ nhìn thoáng qua hướng Tần Phi Yến bằng ánh mắt sâu xa, ngay lúc Tần Phi Yến nhìn sang, anh ta cong môi, khẽ cười một tiếng. Chỉ một thoáng đó mà như cây lê nở hoa, ai thấy cũng chùn lại. Phải biết, ai nói đến tướng mạo của An Hành Chỉ, ngay cả người ăn nói thô lỗ cũng sẽ thốt lên câu, công tử như ngọc, đã như ngọc thì tính cách của An Hành Chỉ cũng vậy, những cử chỉ của anh ta lịch sự như cổ nhân đánh đàn vậy. Nhưng sự xa cách trong đó khiến cho không ai lọt được vào mắt anh ta, ngay cả Cố Thành và Vân Thư bên cạnh cho dù đã quen biết lâu rồi thì cũng chỉ là quen biết hời hợt mà thôi. Nhưng một người như vậy lại nở nụ cười dịu dàng với Tần Phi Yến. Vân Thư nóng nảy thấy vậy chẳng khác nào cây vạn tuế nở hoa. Lạ thật, chẳng phải người này như ngọc ư? Trừ ăn uống ra thì không vui không giận, thế mà giờ lại cười dịu dàng thế này. Cô ta vội xoa mắt mình, má ơi, thật kia. An Hành Chỉ, đừng nói là cậu động lòng đấy nhé. Vân Thư nhảy lên rồi hét lớn. Em gái Vân Thiến nhà mình vừa gặp đã yêu con hàng này, cũng vì vậy mà loại bỏ rất nhiều cô gái trướng mắt. An Hành Chỉ liếc mắt nhìn Vân Thư, dáng dấp có thể chấm chừng 90 điểm. Dù đã quen biết nhau lâu rồi nhưng trông vẫn có cảm giác xinh đẹp bất ngờ. Có lẽ lúc cha mẹ nhà họ Vân sinh cô ta ra đã dùng hết tinh lực trên gương mặt kia rồi, còn đầu óc thì chẳng có gì trong đó cả. Này, cậu nhìn vậy là có ý gì hả? Vân Thư lập tức nổi giận, ngực hổn hển như bị lột sạch quần áo nhưng cũng có phần mất tự nhiên. Ngu xuẩn, Cố Thành không chút nể nang nói ra điều An Hành Chỉ che giấu. Sau khi tận thế ập đến, ba tỉnh bị đưa đẩy tụ lại một chỗ, bắt tay thành lập nên căn cứ Tây Bắc. Tục ngữ có câu, người hiểu rõ mình nhất không phải là bạn của mình mà là kẻ địch của mình. Lần đầu ba nhà Cố, An, Vân thuộc ba tỉnh trên đỉnh Kim Tự Tháp gặp nhau đã tìm hiểu sạch sẽ 18 đời tổ tiên nhà nọ rồi. Dù nói hơi điêu nhưng ít nhất thì hai gia chủ của hai nhà còn lại đều rõ ràng đầy đủ tính cách, sở thích và những mối quan hệ xã giao. Đây không phải là sự hiểu biết vẻ ngoài hời hợt hay là ngụy trang ở bên ngoài, mà là lột sạch một lớp da, rõ ràng bản chất bên trong. Huống chi Vân Thư này còn tính tình nóng nảy, có lẽ gen của cha mẹ cô ta đều dùng hết lên mặt cô ta rồi, đúng là không biết suy nghĩ, không có chút tâm tư nhanh nhạy gì của người thừa kế cả. Thất khiếu mà chỉ thông có lục khiếu, đã thế còn chẳng bằng thông một khiếu. Cô gái Vân Thư này là thế, lúc giải quyết chuyện lớn trong gia tộc thì khỏi bàn nhưng khi đối diện với người nhà, cô ta lại bị che mắt. Chính cô em gái Vân Thiến của cô ta còn ác hơn cả bọ cạp nhưng cô ta lại chẳng hề nhận ra. Ngay cả những người ngoài như bọn họ cũng có thể nhận ra Vân Thiến đang ngấp nghé vị trí gia chủ nhà họ Vân nữa kia. Căn cứ Tây Bắc được ba nhà cân bằng, kiềm chế lẫn nhau, so với Vân Thiến độc ác thì bọn họ vẫn hy vọng người đứng lên đó sẽ là Vân Thư này. Lại một đợt đấu võ mồm không dứt. Tần Phi Yến nghe mấy thứ vô vị này, không biết có phải kiếp trước bọn họ là oan gia hay không mà vừa nhìn nhau đã thấy ghét. Mới có một buổi sáng mà hai người nọ đã đấu võ mồm rồi,
lần nào cũng nhờ có An Hành chỉ dập lửa. Nguy hiểm được loại bỏ, Tần Phi Yến quan sát tỉ mỉ hoàn cảnh xung quanh. Ngay khi cô ngước mắt lên thì đối mặt với một gương mặt tái nhợt không có chút máu, nếu gặp người có tố chất tâm lý yếu sẽ bị sợ mất nửa hồn vía rồi. Trước mặt là một thi thể, cứ như cá được nuôi trong bể thủy tinh để thưởng thức vậy. Thi thể trước mặt có mái tóc rất dài, mặc đồng phục màu trắng, bị ngâm trong một dung dịch nào đó lơ lửng giữa không trung cứ như âm hồn. Tần Phi Yến nhanh chóng nhìn sang chỗ khác. Trong này rất rộng, là một văn phòng lớn được dùng các mặt kính chia ra thành từng phòng. Nhưng tài liệu trên bàn rất bừa bộn, ghế ngã lệch trông rất hỗn độn chứng tỏ trước đó đã xảy ra một tai nạn gì đó rất đáng sợ. Trên mặt đất cũng có vài dấu vết màu đen rất lớn. Còn người bị ngâm trong dung dịch chưa biết tên thì chỉ có một, cô nhìn toàn bộ không gian, có lẽ không phát hiện được thêm gì nữa, thế là ánh mắt lại chuyển sang người phụ nữ kia. Người nọ đang bất động như xác chết bất chợt mở mắt ra nhìn Tần Phi Yến, sau đó hé miệng, múa may, hai tay điên cuồng cào lên tấm kính trước mặt như thể muốn đập vỡ nó ra. Thứ chất lỏng không biết trong đó cũng trào dâng trên dưới theo từng cú đập của bà ta. Âm, âm, âm. Âm thanh đó không trong trẻo như tiếng đập kính, nghe rất ngột ngạt, làm cho người ta có cảm giác thứ mà bà ta đang đập không phải là tấm kính mà là bức tường dày đặc. Tiếng vang này thu hút người xung quanh bước tới. Mẹ nó, mấy người kia hít sâu vào, quá kinh dị. Nhìn thấy thứ trước mặt cứ như ác ma thức giấc, nét mặt si mê điên cuồng đập vào tấm kính trước mặt, ai nấy đều vội lùi lại một bước. Từng tiếng đập kia như đang đập vào tim bọn họ. Trong lòng bọn họ đều tự động cho rằng tấm kính này rất giòn, chỉ đập là vỡ, nếu bị đập vỡ thì sao đây? Đối mặt với nỗi sợ vô hình, suy nghĩ đầu tiên của mọi người là trốn, không cần biết mình có đối phó được thứ này hay không. Thật ra bọn họ có khoảng trăm người thế này cũng không sợ người phụ nữ trong tấm kính. Đây coi như là sinh vật biết nhúc nhích đầu tiên mà bọn họ nhìn thấy sau khi vào đây, mặc dù gương mặt có 3 phần đáng sợ, 7 phần kinh dị. Sự sợ hãi trong lòng trôi qua, bọn họ bắt đầu tò mò về thứ này. Mấy người dẫn đội bước lên đánh giá thứ trước mặt, sau đó chắc chắn thứ trong này cùng chung một chủng loại với đám zombie ngoài kia. Trong lòng Tần Phi Yến hiện lên một suy đoán to gan, suy đoán này không có chứng cứ, ngay cả cô cũng nghĩ không thể nói lý được, có lẽ còn hơi điên rồ. Nơi này chính là nguồn gốc phát tán virus zombie. Suy nghĩ này như là giác quan thứ 6 của phụ nữ, không có đạo lý nào cả, chỉ đơn giản là nhờ vào trực giác. Sau khi xác định người phụ nữ bị nhốt trong tấm kính không có bất kỳ nguy hiểm gì, mọi người mới thả lỏng, bắt đầu thưởng thức người phụ nữ đó như hàng mỹ nghệ rồi cùng suy đoán. Thứ trong này có phải người không? Hay là loại biến dị gì đó, như người cá ấy? Cậu bị ngu à? Nếu nhốt cậu lâu thật lâu trong nước thì cậu còn thở được chắc. Tôi nghe nói ngâm mình trong formalin có thể giữ cho thi thể không thối giữa đó. Chắc chắn thứ này không phải là formalin, nếu không thì vật bên trong không thể hoạt bát như vậy được. Sao cậu biết? Chẳng lẽ cậu đã thử ngâm mình rồi à? Đó là ngâm vật thí nghiệm. Nói một hồi lại lệch chủ đề, tuy là ánh mắt của quần chúng rất sáng nhưng đa số đều ngu. Mọi người có ý kiến gì về thứ kia không? Cố Thành hỏi nhưng ánh mắt lại nhìn sang Tần Phi Yến. Thứ này trông như hàng mỹ nghệ vậy, giống thực vật trong văn phòng á. An Hành chỉ đi tới trước tấm thủy tinh bịt kín, ngón tay gõ gõ lên lớp thủy tinh. Người phụ nữ trong đó như bị chọc giận, mặt dán vào thủy tinh, gào thét với An Hành chỉ. An Hành chỉ lại đi tiếp sang bên khác gõ gõ, người phụ nữ kia như hình với bóng, như đang chọc chó vậy. Trong lòng mọi người thì như đang bị mấy ngọn núi lớn đè nén, chiếu nặng đến mức hít thở không thông. Phải biến thái cỡ nào mới làm ra được hành động này chứ? Y Niệm đứng im lặng, nét mặt đầy từ bi như Chúa cứu thế rồi nói, hay chúng ta thả nó ra đi, dù có chết cũng không thể không có tôn nghiêm mà bị nhốt mãi trong tấm kính này được, nếu nó biết vận mệnh của mình thế này thì chắc cũng không muốn đâu. Nói xong cô ta hướng ánh mắt nai con về phía mọi người để cầu xin, trông như gặp quỷ vậy, nếu mấy người khác từ chối thì sẽ thành không có lương tâm. Lâm Tiểu Nhị quay mặt đi, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trong tấm kính trước mặt. Dù mặt mũi lầy lội nhưng vẫn rất đẹp, ít nhất thì thuận mắt hơn cô gái thánh mẫu bên kia nhiều. Ánh mắt Y Niệm vô cùng khẩn thiết, không hề chú ý đến sự mỉa mai thoáng qua trong mắt mọi người, ngay cả ánh mắt của những người trong tiểu đội dị năng thanh mộc cũng rất vi diệu. Lúc trước nghe nói cô gái Y Niệm này là một cô gái rất lương thiện, nhưng giờ gặp thật thì đúng là xui xẻo mà. Cô ta giàu tình cảm thật đấy, ngay cả người đã chết không biết bao lâu rồi mà cô ta cũng biết được nguyện vọng của người ta nữa. Rảnh rỗi kiếm chuyện làm à, thả ra làm gì? Ở nơi quỷ quái thế này, ai biết thực lực của người phụ nữ bên trong có mạnh hay không, chất lỏng trong tấm kính kia có virus hay không chứ? Thả ra rồi thì giải quyết thế nào,
áp đặt cho một cái chết không đau đớn hay là lương tâm trỗi dậy thả hổ về rừng đây? Cô gái ngu xuẩn. Nhóm Cố Thành không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ nghiền ngẫm nhìn Y Niệm như đang nhìn một kẻ tâm thần. Một hồi lâu vẫn không có tiếng trả lời, Y Niệm bị nhìn như động vật trong vườn thú, nhất thời rất xấu hổ. Bình thường cô ta có yêu cầu gì cũng đều được đáp ứng, chưa từng bị từ chối bao giờ. Ngay cả khi cô ta tặng vật tư cho mấy người bị đói, người của tiểu đội dị năng Thanh Mộc cũng đều tán thành cả. Mặt Y Niệm đỏ bừng, quay lại nhìn Vệ Phong bằng ánh mắt khẩn cầu, muốn anh ta giúp mình. Trong lòng cô ta thầm lo lắng, mau đồng ý đi, đây chính là nhiệm vụ chi nhánh, ban thưởng rất phong phú, số kinh nghiệm càng khỏi phải bàn, còn có cả một tấm thẻ miễn dịch nữa. Sau khi bị zombie cắn thì vẫn bình yên như tiêm vaccine chó dại vậy, không bị gì cả. Cái này còn đơn giản hơn nhiệm vụ giết zombie, cứu người gì đó nhiều. Tầm mắt của mọi người cũng theo Y Niệm nhìn sang Vệ Phong, bọn họ cũng muốn xem người này giải quyết thế nào, cuối cùng sẽ đồng ý hay từ chối. Trong lòng Vệ Phong lướt qua chút chán ghét mà bản thân anh ta cũng không nhận ra. Mình yêu Y Niệm nhưng không còn bị tình yêu làm cho mù quáng như trước nữa, không còn lên tiếng liều lĩnh đấu tranh vì tình yêu nữa, bây giờ cô ta chẳng khác nào rảnh rỗi kiếm chuyện cả. Nhưng thấy sự cầu xin trong mắt Y Niệm, Vệ Phong như nghĩ tới gì đó, ánh mắt lóe lên, nhìn thoáng qua Y Niệm an ủi cô ta. Sau đó anh ta nhìn nhóm Cố Thành, hơi áy náy nói, xin lỗi, là lỗi của chúng tôi cả, nhưng cứ để thứ này ở trong tấm kính hoài cũng không phải cách hay. Mặc dù bây giờ nó không ra ngoài được, chúng ta còn định tiếp tục đi sâu vào trong thì để thứ này ở đây cũng là một tai họa ngầm. Hay chúng ta cứ giải quyết nó luôn đi, cũng coi như diệt trừ mối lo sau này. Y Niệm đứng bên cạnh nghe vậy dù không thể hiện ngoài mặt nhưng không thể bỏ qua sự đồng tình trong mắt cô ta. Tần Phi Yến đứng trong góc khẽ cong môi, không chú tâm cho lắm. Cô vừa đánh giá Y Niệm vừa nhìn người phụ nữ trong tấm kính, trong lòng đã có vô vàn suy nghĩ. Vài giây trước khi Y Niệm lên tiếng thương hại, đưa ra yêu cầu thì Tần Phi Yến đã cảm nhận được có một năng lượng đặc thù dao động. Năng lượng kia rất nhỏ, người bình thường khó mà nhận ra được nhưng sau khi Tần Phi Yến trở thành tu sĩ, ngũ giác rất nhạy bén, dù năng lượng kia lúc có lúc không nhưng vẫn bị Tần Phi Yến phát hiện ra. Năng lượng đó rất yếu, cứ như đồ điện sắp hết pin. Nhưng nó lại xuất hiện ở nơi kỳ lạ này và Tần Phi Yến chưa từng gặp năng lượng dao động yếu ớt kia bao giờ. Bây giờ thấy Y Niệm cố chấp với người phụ nữ bị ngâm trong chất lỏng kia như vậy, liên tưởng đến năng lượng dao động kỳ lạ khi nãy là đã thấy bất thường rồi. Nhưng rốt cuộc bất thường ở đâu thì cô chưa biết được. Nghĩ rồi làm, Tần Phi Yến luôn chú ý tới Y Niệm. Vệ Phong nói rất hay, trực tiếp chuyển hành động cố chấp của Y Niệm thành muốn tốt cho mọi người. Ha ha, nghĩ đến năng lượng kỳ lạ. Giờ cô mà nói không được thì để xem cô ta làm thế nào. Tần Phi Yến liếc mắt ra hiệu cho Lâm Tiểu Nhị đứng sau lưng, ý bảo cậu ta phá chuyện này đi. Nhận được ánh mắt của chị Phi Yến, Lâm Tiểu Nhị lập tức ngắt lời, hung dữ nói, thả ra à, vậy thì bàn đến cái lợi cái hại của nó đã, nếu chết người thì anh chịu trách nhiệm nhé. Hình ảnh duy nhất của mọi người về Lâm Tiểu Nhị là khi nãy cậu ta chạy theo sau Tần Phi Yến đến hành lang, sau đó thì hết rồi. Người này ở đâu ra vậy, không biết điều gì cả. Thấy có người phá hỏng ý định của mình, Vệ Phong không vui nhìn sang Hứa Đại Bạch. Thuộc hạ phạm sai lầm thì chắc chắn là do lão đại không dạy dỗ tốt. Coi như trọng nam khinh nữ đi, Hứa Đại Bạch mím môi đứng cạnh Tần Phi Yến. Anh không nói tiếng nào, chỉ lạnh lùng đứng đó nên trong mắt anh ta thì Hứa Đại Bạch chính là người dẫn đầu trong bốn người. Ai mà biết trong lòng Hứa Đại Bạch đang nghĩ mấy người này đáng ghét quá, ồn ào quá, muốn giết bọn họ ghê. Đối diện với ánh mắt của Vệ Phong, Hứa Đại Bạch ngẩng cao đầu, ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua Vệ Phong, không thèm nhìn thẳng. Anh ta là cái thá gì chứ? Quá ngầu, quá đẹp trai rồi. Hứa lão đại xưng bá ma đô mà mình biết ở kiếp trước đã quay trở lại rồi đúng không? Trương Hạo Dân thầm nhấn like điên cuồng trong lòng. Khoảng thời gian này anh ta thấy một Hứa lão đại hay nũng nịu, không có chút chí khí đàn ông gì cả, chuyện gì cũng vui vẻ đi làm khiến anh ta nghi ngờ có khi nào lúc Hứa lão đại tỉnh lại sẽ giết hết những người từng chứng kiến hay không? Nhưng ánh mắt vui sướng của Trương Hạo Dân chưa duy trì được bao lâu thì đã tan biến. Anh ta thấy Tần Phi Yến cất bước, tiến lên vài bước, Hứa lão đại như sợ báu vật bay mất, nhắm mắt theo đuôi căng thẳng đi theo sau. Mặc dù mặt của anh rất đẹp trai, trông như người sống chớ động vào, người quen chết đi, cả người tản ra hơi lạnh nhưng cũng không che giấu được ánh mắt trông mong của anh. Trong mắt Hứa Đại Bạch thì Tần Phi Yến là quan trọng nhất, mấy người khác chết cũng được. Bị Hứa Đại Bạch lơ như vậy, dù Vệ Phong được dạy dỗ tốt cũng không nhịn được. Trong giới có một quy định, ở Tây Bắc này, dù là rồng thì cũng phải cúi đầu. Những gia tộc lâu năm ở Tây Bắc như bọn họ vô cùng kiêu ngạo,
dù là sau tận thế, một số gia tộc không còn đứng vững ở Tây Bắc, gần như suy bại cả rồi nhưng vẫn còn những gia tộc đang đứng trên đỉnh cao. Trước kia nhà họ Vệ chính là gia tộc như vậy, Vệ Phong rời khỏi gia tộc nhưng sự kiêu ngạo trong xương cốt vẫn còn, đương nhiên anh ta tức giận cái người làm mình mất thể diện thế này rồi. Nhưng những gì Vệ Phong được dạy từ trước bảo anh ta rằng, dù có tức giận thì vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, không biểu hiện thẳng ra, chỉ thầm ghi lại trong lòng mà thôi. Chờ qua chuyện này, anh ta có trăm ngàn cách khiến người ta sống không bằng chết. Nếu đây là người bình thường thì e là không sống tiếp được rồi, nhưng Hứa Đại Bạch không phải người bình thường, thực chất anh rất bá đạo. Anh là loại người đã quyết định thì sẽ làm, dù trước mặt có là núi đao biển lửa cũng không sợ. Lúc trước, khi biết trái tim mình có cảm giác với Tần Phi Yến, anh đã dùng cách bạo lực ra tay áp chế cô, dù có bị đóa hoa hồng đầy gai ấy đâm thì cũng không sợ. Đâm nhiều thì bẻ hết gai của cô là được rồi. Dù bây giờ đầu anh bị thương khiến anh ngốc nghếch nhưng tính cách bá đạo vẫn còn đó. Lâm Tiểu Nhị thấy vậy càng vui sướng hơn, cậu ta không chê chuyện ồn ào, đắc chí tưởng tượng rồi nói, để người phụ nữ này trong đó chẳng phải sẽ tốt hơn ư? Nếu thả ra thì cô sẽ thả hay giết đây? Thả ra thì nguy hiểm lắm, còn giết thì cô lương thiện thật đó. Lâm Tiểu Nhị mỉa mai, rất hợp ý mấy người đứng xem. Chỉ có cô ta nhiều chuyện thôi, đang ở trong yên ổn không chịu, đúng là chó bắt chuột, cứ làm mấy chuyện rủi bâu. Loại người thánh mẫu này rất bị ghét ở tận thế, bọn Cố Thành cũng không có ý định ngăn cản, để mặc mọi chuyện. Y Niệm vội nói, không phải, tôi chỉ thấy bà ấy ở đây hoài sẽ khó chịu thôi. Vậy cô khó chịu vì một người chết là không để ý tới sự an toàn của mọi người rồi. Lâm Tiểu Nhị nói toạc ra, gắn cái mác ích kỷ tùy tiện lên người Y Niệm. Dù mọi người có tin hay không thì cứ gắn cái mác lên trước đã. Y Niệm mở to mắt. Cô ta chỉ muốn thả người phụ nữ trong kia ra, sao lại thành không chú ý đến sự an toàn của mọi người rồi? Một khi bọn họ nhận định mình là người như vậy thì sau này mình cứu mọi người để nhận công đức thì bọn họ sẽ chỉ cho rằng mình có mục đích riêng mà thôi. Y Niệm không thể giải thích được nên nói thẳng, tôi chỉ muốn thả bà ấy ra thôi, không có ý hại mọi người. Lâm Tiểu Nhị tỏ vẻ cậu ta đã rộng lượng lắm rồi, được thôi. Nếu cô đã không có ý đó thì để bà ta đợi trong đó đi. Nhưng mà, còn chưa dứt câu đã bị Lâm Tiểu Nhị ngắt lời, rốt cuộc cô có mục đích gì hả? Sao cứ muốn thả cái thứ kia ra vậy? Nói xong cậu ta lại tự âm mưu hóa lên rồi la to, tôi biết rồi nhé. Lâm Tiểu Nhị đột ngột la lên như vậy, sự chú ý của mọi người đều bị thu hút, ai cũng nhìn sang Lâm Tiểu Nhị. Tiểu đội dị năng Thanh Mộc mấy người phát hiện ra chỗ này đầu tiên, có phải mấy người biết chút chuyện gì đó không? Nếu không thì sao cứ phải dây dưa hoài với một người phụ nữ vậy? Rốt cuộc người phụ nữ này có bí mật gì? Lâm Tiểu Nhị như phát hiện ra chân tướng khó lường, cậu ta bla 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 nói như mưa rào. Lâm Tiểu Nhị vừa nói vậy, ánh mắt người khác nhìn sang tiểu đội dị năng Thanh Mộc cũng trở nên nghiền ngẫm, tự động bỏ qua sự xấu hổ của việc bọn họ đến sau chiếm lợi của người ta. Đúng vậy, tiểu đội dị năng Thanh Mộc phát hiện ra chỗ này đầu tiên, ai biết được bọn họ có biết mấy bí mật trong này không? Nếu bọn họ đã cố chấp với người phụ nữ trước mặt thì chắc chắn là có tin tức gì đó không muốn cho ai biết rồi. Tôi nói nè, bây giờ chúng ta đều là châu chấu trên cùng sợi dây cả, có tin tức gì thì cứ nói đi, mọi người đi tìm vật tư sớm chút, cũng ngừa được mấy chuyện hy sinh vô ích, đúng không? Đúng đó, vậy được đó, chỉ mới đi qua cái hành lang này thôi mà đã hy sinh quá trời người rồi. Sống không nên ích kỷ vậy đâu. Bọn họ mồm năm miệng mười gần như làm Y Niệm choáng váng, mình chỉ muốn thả người phụ nữ kia ra, hoàn thành một nhiệm vụ chi nhánh mà thôi, sao biết được câu chuyện sâu xa trong đó chứ? Thấy mọi người đều đang nhìn mình, tại sao mọi người lại không tin cô ta chứ? Điều khiến Y Niệm đau lòng hơn là ngay cả thành viên của tiểu đội dị năng Thanh Mộc bên cạnh cũng nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ. Y Niệm ngẩng đầu nhìn sang Vệ Phong, không dám tin, ngay cả anh cũng không tin em ư? Vệ Phong thâm tình nói, dù lúc nào thì anh cũng luôn tin em. Lúc này Y Niệm mới bình tĩnh lại, đúng rồi, dù là trước tận thế hay sau tận thế thì Vệ Phong cũng đã nỗ lực vì mình như vậy. Cho dù cả thế giới không tin mình thì anh ta vẫn sẽ đứng phía sau mình, tin tưởng và giúp đỡ mình vô điều kiện. Trái lại cô ta lại giấu giếm anh ta. Vừa rồi mình ngốc quá, sao lại nghi ngờ anh ta chứ? Cô ta áy náy nhìn Vệ Phong, xin lỗi anh, vừa rồi em hơi nóng vội, vậy mà lại không tin anh. Vệ Phong lắc đầu đầy chua chát, giọng nói êm ái an ủi cô ta, em sao thế, anh không sao mà. Niệm Niệm à, lúc nào anh cũng tin em hết. Anh ta vuốt tóc Y Niệm, sau đó giữ hai vai cô ta rồi nói tiếp. Nhưng Niệm Niệm à, anh tin em nhưng những người khác sẽ không muốn anh tin tưởng em vô điều kiện như vậy. Em phải cho bọn họ một lời giải thích hợp lý, nếu không thì sau này có vấn đề gì bọn họ sẽ đổ lên đầu em hết đó.
Y Niệm rất ngoan ngoãn, khẽ gật đầu, em biết rồi. Cũng do hành vi trước đó của mình hơi quá nên mới gây ra hiểu lầm như vậy. Nếu không nói rõ thì không chỉ chôn tai họa ngầm cho mình mà còn gây thù hằn cho tiểu đội dị năng Thanh Mộc nữa. Đúng là ê răng mà. Lâm Tiểu Nhị thầm phỉ nhổ. Lại thêm một kẻ bị tình yêu làm lú lẫn đầu óc, cô gái mắt mù, Trương Hạo Dân thầm nghĩ. Lời đàn ông mà đáng tin thì thả tin heo mẹ có thể leo cây cho rồi. Tần Phi Yến xem thường. Hứa Đại Bạch híp mắt lại, hiếm khi nhìn sang Vệ Phong, không biết chiêu này có tác dụng với Tần Phi Yến không nhưng cứ ghi lại trước đã, sau này thử sau. Y Niệm suy nghĩ vài lần, dù không có bất cứ lý do gì thì mình cũng phải nói ra một hai, nếu không thì sẽ không thể nào giải quyết ổn thỏa được. Có trách cũng chỉ trách bản thân lúc trước chưa cẩn thận, quá cố chấp với người phụ nữ trong thủy tinh kia nên làm lộ chân tướng. Còn giải thích thế nào thì tuyệt đối không thể lộ ra hệ thống trò chơi trong đầu mình được. Nếu tin tức này vốn bắt nguồn từ mình, vậy thì mình muốn nói gì đó bọn họ cũng sẽ không điều tra ra được. Ngay khi Y Niệm đang nghĩ xem làm sao để cho qua chuyện này thì sắc mặt chợt thay đổi, không dám tin, vô cùng kinh ngạc nhìn người phụ nữ đối diện, nước mắt cũng rơi từng giọt trên gương mặt. Trong mắt mọi người, sự thay đổi của Y Niệm còn nhanh hơn cả diễn, cứ như cô ta đang đóng phim vậy. Khóc cái gì chứ? Thật ra không chỉ mọi người hoang mang trước sự thay đổi của Y Niệm mà ngay cả bản thân Y Niệm cũng hoảng hốt. Bởi vì trong lúc cô ta đang nghĩ cách cho qua chuyện này, đột nhiên hệ thống trong đầu bật ra một bảng thông báo, giọng nói lạnh lùng cất lên trong đầu, qua quét hình, tuổi tác xương cốt là 43, độ trùng khớp ADN của vật kia và cơ thể nguyên chủ là 99,98%, kết quả giám định là trực hệ, quan hệ mẹ con. Những tin tức ập đến ngày hôm nay như sắp đánh Y Niệm hôn mê bất tỉnh, cơ thể không khống chế được bắt đầu rơi nước mắt lách tách. Mẹ kiếp, rốt cuộc là sao? Bổn hệ thống là sản phẩm tiêu chuẩn AAA, kết quả giám định rất chuẩn xác. Giọng của hệ thống lại vang lên trong đầu Y Niệm. Trên thế giới này nhiều chuyện trùng hợp thật đấy nhưng Y Niệm vẫn khó chấp nhận được, đây là mẹ của nguyên chủ sao? Cô ta sầu não một thoáng, trí thông minh cũng quay trở lại, Y Niệm phát hiện cơ thể mình bắt đầu có vài điểm không bị khống chế. Nguyên chủ là trẻ mồ côi, lúc cô ta xuyên qua đây cũng coi như bắt đầu một cuộc sống mới nhưng tại sao cơ thể cô ta lại khó chịu, tại sao lại khóc chứ? Ý nghĩ thức tỉnh của nguyên chủ làm ảnh hưởng đến ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện xong tâm nguyện của nguyên chủ. Y Niệm khẽ hoảng hốt, hơi lắp bắp, khàn giọng la to trong đầu, nguyên chủ. Cô ta còn ở trong cơ thể, cô ta vẫn chưa chết à? Tại sao lúc trước mi không nói với ta? Nói cho chính xác thì trước đó ý thức của nguyên chủ vẫn luôn trong trạng thái ngủ say, bây giờ người phụ nữ trong thủy tinh xuất hiện làm ý thức của nguyên chủ thức tỉnh. Nếu ký chủ không giải quyết chuyện này ngay thì ý thức tỉnh dậy của nguyên chủ sẽ ngày càng mạnh. Nói đến đây, hệ thống dừng lại. Giọng Y Niệm khẽ run rẩy, thật thà hỏi, sau đó thì sao? Dù cơ thể của nguyên chủ đã trải qua cải tạo nhưng vẫn rất yếu ớt, không thể chứa một lúc cả hai linh hồn thức tỉnh được, cô không chết thì cô ấy chết. Qua sự phân tích của hệ thống, độ phù hợp của nguyên chủ và cơ thể là 100%, xác suất ký chủ chiến thắng chỉ có 20%. Vô số suy nghĩ chạy qua trong đầu, chỉ mới một lát, vài giây đồng hồ mà như là qua mấy năm rồi. Y Niệm tỉnh táo lại, mình đã xuyên không đến thế giới khác, không thể về được nữa, nếu bị đuổi ra khỏi cơ thể này thì mình sẽ thành cô hồn dã quỷ thật mất. Không được, sao mình nỡ rời khỏi Vệ Phong cơ chứ? Lúc này Y Niệm như đang vác một cái túi ngàn cân, rất nặng, cô ta nói thẳng, giải quyết người phụ nữ trước mặt cũng chỉ ngăn cản nguyên chủ thức tỉnh mà thôi, sự tồn tại của cô ta như một quả bom hẹn giờ. Có cách nào có thể giải quyết cô ta gọn lẹ một lần luôn không? Hệ thống nghe vậy thì khựng lại chốc lát rồi nói tiếp. Hiện tại cấp bậc của ký chủ không đủ, cần phải thăng cấp mới có quyền đổi viên tiêu hồn, làm nóng chảy tiêu tan linh hồn của nguyên chủ trong cơ thể. Có đôi khi không phải là con người không sâu lắm mà phải xem dụ dỗ của thế giới bên ngoài to lớn cỡ nào. Nếu là Y Niệm sống trong thời đại hòa bình của kiếp trước thì chắc chắn sẽ không nhẫn tâm như vậy, nhưng bây giờ có Vệ Phong ràng buộc. Anh ta như linh hồn của cô ta, không thể tách rời. Nếu đã không thể ác với mình thì chỉ có thể ác với người khác mới yên tâm được. Y Niệm mới tới thế giới này, thứ cô ta biết đầu tiên là hệ thống. Nhờ có nhiệm vụ hệ thống ban hành mà cô ta được lợi rất nhiều, nói thẳng ra thì hệ thống chính là chỗ dựa của cô ta. Nhưng hôm nay do hệ thống giấu chuyện trong cơ thể này vẫn còn linh hồn của nguyên chủ làm cho lòng tin của Y Niệm dành cho nó đã có vết nứt, không còn tin tưởng hoàn toàn như trước nữa, vậy khi nào mới đổi được? Y Niệm hỏi lại cho chắc, ký chủ thăng cấp đến dị năng hệ mộc cấp 7 thì có thể đổi. Nhưng cần một lượng công đức rất lớn. Hệ thống không nói nốt câu sau. Y Niệm mừng thầm, bây giờ mình đã cấp 6 rồi, điểm kinh nghiệm cũng được 1/3,
chỉ cần làm thêm vài nhiệm vụ nữa, tăng lên cấp 7 là có thể đổi viên tiêu hồn, diệt trừ sạch sẽ tai họa ngầm kia rồi. Trông Ngư Niệm và hệ thống nói chuyện nhiều như thế nhưng cũng chỉ trò chuyện trong đầu, chỉ cần suy nghĩ thôi là biểu đạt được nên mới mất vài giây. Vì cơ thể Y Niệm cứ khóc nên mọi cảm xúc đau buồn, ngạc nhiên, khổ sở, lo lắng đều bị giấu hết, không thể phát hiện ra được. Nhưng từ khi Tần Phi Yến phát hiện ra tinh thần kỳ lạ trên người Y Niệm là cô luôn chú ý tới cô ta, ngay lúc Y Niệm khóc lớn khi nãy, nguồn năng lượng kỳ lạ kia lại xuất hiện. Nét mặt của Y Niệm rất phức tạp, mặc dù cô ta không nói gì nhưng tốc độ trở mặt đó cứ như là đang nói chuyện với ai vậy. Phải rồi, nghĩ đến đây, mắt Tần Phi Yến sáng lên, cuối cùng cô cũng biết điểm kỳ lạ và lớp ngụy trang mất tự nhiên của Y Niệm rồi. Kể từ khi biết tiểu đội dị năng Thanh Mộc xuống tay với bọn Lâm Uy, Tần Phi Yến đã thầm điều tra tiểu đội dị năng Thanh Mộc một lượt, cô cũng nghiên cứu cả chuyện Vệ Phong mê muội Y Niệm chết đi sống lại, không cần cha mẹ nữa. Kết hợp với biểu hiện ngày hôm nay, Tần Phi Yến phát hiện ra mâu thuẫn trên người Y Niệm. Một người thật sự lương thiện, đối xử tốt với người khác hết mình chắc chắn ánh mắt sẽ rất thuần khiết, trái tim không bị vấy bẩn. Chuyện Y Niệm làm thì hợp lý nhưng con người cô ta thì không. Cô ta và những việc thiện cô ta đã làm trông không được hài hòa cho lắm. Cô không thấy được sự lương thiện trong mắt cô ta, cứ như có ai đó dặn dò cô ta phải làm, như kiểu hoàn thành nhiệm vụ vậy. Cô nhớ đến chuyện xuyên không trước đó mình hay phỉ nhổ, Y Niệm kỳ lạ này rất phù hợp. Hệ thống trò chơi là bắc, những việc thiện kia như nhiệm vụ cần được hoàn thành, sau khi hoàn thành sẽ nhận được khen thưởng xứng đáng. Tần Phi Yến đã đoán được gần đúng hết, năng lượng kỳ lạ này thật sự quá lạ, ngay cả bản thân Tần Phi Yến cũng là một bắc, huống hồ gì cô còn có cả một không gian. Nghĩ đến đây, nếu mình có thể nhận ra năng lượng dao động kia vậy thì lúc mình dùng không gian có tỏa ra năng lượng dao động, bị đối phương phát hiện không? Nghĩ vậy, Tần Phi Yến cũng bỏ luôn ý định dùng không gian, ngay cả vào không gian lấy đồ cũng không được. Y Niệm nước mắt lưng tròng, ánh mắt đau khổ nói, thật xin lỗi, trước đây tôi đã giấu mọi người. Thực ra bà ấy là mẹ tôi thà cho rằng bà ấy đã yên nghỉ, cũng không muốn bà ấy sống như một con quái vật không có nhận thức như bây giờ. Cái gì? Lời nói của Y Niệm không khác gì sức công phá của một quả bom. Cô không phải trẻ mồ côi à? Người trong nhà hiểu rõ sự tình, các thành viên đội dị năng Thanh Mộc hỏi trước tiên. Phải biết rằng ban đầu Vệ Phong chỉ vì cô ta là cô nhi mà cắt đứt quan hệ với gia đình, gây ra chấn động lớn như vậy. Tôi là trẻ mồ côi, thực ra tôi vốn dĩ không phải người Tây Bắc, hồi nhỏ mẹ tôi vì nguyên nhân công việc đã dẫn theo tôi chuyển đến Tây Bắc. Sau đó, mỗi lần mẹ tôi đi làm đều rất lâu mới trở về nhà một lần. Trong nhà thuê bảo mẫu tới chăm sóc. Sau khi lên cấp 2, tôi tự chăm sóc bản thân. Có một lần trước sinh nhật tôi một tháng, mẹ nói sẽ tranh thủ về với tôi trước đêm sinh nhật. Tôi cứ nghĩ rằng bà ấy sẽ giống như bình thường, nhưng lần này bà ấy một đi không trở lại, tôi đã trải qua nhiều lần sinh nhật rồi mà bà ấy vẫn không trở về. Tôi mãi không tìm thấy bà ấy, thấm thoát đã 10 năm, tôi vẫn luôn cho rằng mẹ tôi đã chết. Sau tận thế, tôi rời nhà, chuẩn bị theo đội dị năng Thanh Mộc đến căn cứ Tây Bắc, lại ngoài ý muốn phát hiện ra di vật của mẹ tôi. Bên trên có ghi chép về một số lượng lớn lương thực ở ngay tại thị trấn Âu Nguyên này. Lúc ấy tôi không nghĩ nhiều, sau đó tôi mới hiểu thị trấn Âu Nguyên chỉ là một nơi nhỏ bé, mỗi năm cung cấp nhiều vật tư như vậy, nhất định có vấn đề. Chỉ là không ngờ sẽ gặp lại mẹ tôi lần nữa. Y Niệm nửa thật nửa giả nói nhảm về chuyện quá khứ, mẹ nguyên chủ biến mất tại nơi làm việc là thật, người phụ nữ trước mặt là mẹ của nguyên chủ cũng là thật, nhưng không tồn tại bản ghi chép, đương nhiên cũng không hề đề cập đến huyện Âu Nguyên. Những điều này đều do cô ta tự bịa ra. Chuyện về các truyền thuyết cũng không vớ vẩn như chuyện của cô đâu. Quá khoa trương rồi, đáng thương quá, nói quá không giống chút nào. Có người tin nhưng người nghi ngờ nhiều hơn. Bản thân cô ta vì có hệ thống nên ngay cả ngoại hình cũng thay đổi, không giống với diện mạo ban đầu nữa. Điều này cũng trở thành lý do khiến mọi người nghi ngờ. Y Niệm thật sự hơi lo lắng, mối quan hệ mẹ con này hoàn hảo như vậy, sao họ lại không tin chứ? Khóe mắt đột nhiên lướt qua ánh bạc trên cổ người phụ nữ, giống như nghĩ đến cái gì đó, Y Niệm trực tiếp vói vào cổ của mình, trên tay liền xuất hiện một sợi dây chuyền. Sợi dây chuyền bạc này, mặt dây chuyền là một con cá có đuôi cong bán nguyệt, tuy không đáng giá nhưng nó có ý nghĩa sâu sắc. Nguyên chủ và mẹ của cô ta mỗi người có một sợi, hai chiếc đuôi cá hợp lại với nhau giống như hình thái cực, tạo thành một hình tròn. Mọi người nhìn chiếc vòng cổ này, trên người mẹ tôi cũng có một cái giống như vậy. Mọi người thả bà ấy ra, nhìn trên cổ bà ấy sẽ biết, tôi không lừa mọi người. Ánh mắt Y Niệm vô cùng khẳng định, giọng điệu vô cùng kiên quyết. Vô tình đã thuyết phục được những người đó.
Nhưng cô ta không phát hiện ra ánh mắt Vệ Phong ở bên cạnh nhìn cô ta đầy phức tạp. Trong lòng Vệ Phong hiểu rõ, Y Niệm có bí mật. Nhưng không ngờ cô ta lại giấu giếm mình nhiều như vậy, ngay cả thân thế cũng chỉ nói qua loa hời hợt, chưa bao giờ nhắc đến mẹ của cô ta. Có lẽ lần này, cô ta nhắc đến vật tư với mình cũng là cố tình, có mục đích khác. Vô hình chung, trong lòng Vệ Phong nảy sinh cảnh giác với Y Niệm. Thấy Y Niệm kể về quá khứ của mình một cách tình cảm thắm thiết, Tần Phi Yến vốn dĩ luôn nghi ngờ cô ta nên không hề tin tưởng. Hơn nữa, dù là thật thì cũng có mục đích khác. Nếu như người phụ nữ bên trong lồng thủy tinh kia thật sự là mẹ của Y Niệm, vậy thì có thể hiểu được sự kiên trì trước đó của cô ta. Các người xem mà làm, nếu như xảy ra vấn đề gì thì các người tự đi mà giải quyết, đừng để liên lụy đến chúng tôi là được. Cố Thành nói một cách thấu tình đạt lý, nhưng Tần Phi Yến dám cá rằng nhất định không phải anh ta lan tỏa tình thương nên mới đồng ý đâu. Ở đây có cả đội ngũ của căn cứ Tây Bắc và dị năng giả tự do. Hiện tại Cố Thành đã mở lời, mọi người bên này cũng dễ dàng hơn nhiều. Y Niệm ngước nhìn Vệ Phong đầy mong đợi. Mặc kệ trong lòng Vệ Phong có suy nghĩ gì nhưng ngoài mặt vẫn cưng chiều nhìn cô ta, cô bé ngốc. Chuyện trước kia của em đáng lẽ nên sớm nói ra, không cần phải cái gì cũng đè nén trong lòng. Xem như là đồng ý rồi. Em sợ anh ghét bỏ em. Chính em cũng ghét bỏ. Câu sau Y Niệm không nói ra. Thật ra không phải cô ta không nói, chỉ là cô ta dẫu sao cũng đã tái sinh trong một cơ thể khác. Giống như một người mắc bệnh sạch sẽ, cơ thể này đã được sử dụng 20 năm rồi. Bản thân ít nhiều có chút kháng cự. Cô ta vẫn để ý đến những chuyện đã xảy ra với nguyên chủ trước kia. Nó giống như việc mặc lại quần áo cũ của người khác vậy, không muốn nhắc đến nguồn gốc của bộ quần áo đó nữa. Vệ Phong phân phó những người theo sau anh ta đi phá lồng thủy tinh kia, ra hiệu cho hai người lão quỷ và ai ý đứng bên quan sát. Nếu như có biến cố gì phải lập tức ra tay, tránh thương vong. Âm Nguyệt ở một bên lạnh nhạt quan sát, chính vì đề xuất này của Y Niệm mà khiến nhiều người như vậy đi thực hiện, đúng là ra gì phết. Nhưng cô ta không lên tiếng ngăn cản, vì cô ta có muốn ngăn cản cũng vô dụng. Thay vì khiến người khác chướng mắt, thà rằng thuận nước đẩy thuyền, ai cũng giữ được thể diện. Thủy tinh kia được chế tạo đặc biệt, mấy người mất loay hoay một lúc vẫn không thể phá nó ra. Không biết ai nói một câu rằng sử dụng dị năng hệ hỏa. Họ nhìn thấy khi ngọn lửa phun lên, lồng thủy tinh có dấu hiệu tan chảy, nhưng chỉ như muối bỏ biển, không biết phải nung đến ngày tháng năm nào. Có lẽ bên này vừa nóng bên kia đã nguội rồi. Nhiệt lượng hấp thu được thì ít mà giải phóng ra thì nhiều. Nhưng đó cũng là hy vọng mà. Vệ Phong nhìn những người mình dẫn theo, chỉ có một dị năng hệ hỏa cấp 5, những người khác đều là dị năng cấp 4. Muốn phá vỡ lồng thủy tinh là điều không thể. Sau một hồi suy nghĩ, anh ta nhớ ra trong những người tới đây, có vài dị năng hệ hỏa cấp cao. Nhưng dị năng hệ hỏa của con người có hạn, nếu như sử dụng quá mức, trong thời gian ngắn sẽ khó hồi phục. Ở nơi kỳ dị như thế này, thêm một người có thực lực sẽ nhiều thêm một phần đảm bảo an toàn. Bọn họ lại không phải thành viên tiểu đội dị năng Thanh Mộc, muốn hỏi sử dụng miễn phí dị năng hệ hỏa, quả là trời sinh dị tượng, nằm mơ giữa ban ngày. Vân Thư, dị năng giả hệ hỏa cấp 6, nhưng cô ta thuộc một trong ba thế lực mạnh nhất ở căn cứ Tây Bắc. Cho dù có làm giao dịch với cô ta thì người ta cũng không thiếu chút vật tư hay ân tình này. Muốn uy hiếp ư, sợ là nắm đấm của bản thân vẫn chưa đủ cứng đâu. Vì thế, Vệ Phong chuyển chủ ý sang tiểu đội dị năng tự do. Dẫu sao bọn họ cũng sống ở thành phố Thái Châu, xem như có chút giao tình. Tiểu đội dị năng Thanh Mộc của mình dù gì cũng được coi là lão đại ở thành phố Thái Châu, dù họ có muốn từ chối cũng phải cân nhắc kỹ. Trước tiên cứng rắn đe dọa, sau đó lại cho viên kẹo mềm ngọt tận trong tim. Khi đã có được lợi ích thì mọi oán giận đều tan biến thôi. Phải nói rằng, chiêu này của Vệ Phong vừa đấm vừa xoa, đồng thời thực hiện. Những thành viên tiểu đội dị năng tự do đều đồng ý để dị năng giả hệ hỏa tới hỗ trợ. Còn nhóm Tần Phi Yến, do có sự gây rối của Lâm Tiểu Nhị lúc trước, cùng sự coi thường của Hứa Đại Bạch, nên xem như âm thầm kết thành thù. Nhân lực đã đủ, thêm cô cũng không tính là nhiều, thiếu cô cũng không coi là ít. Họ cũng không muốn mắc nợ ân tình nữa. Người đông sức lớn, đây chính là chân lý. Hơn 10 dị năng giả hệ hỏa, đồng loạt giải phóng dị năng hướng thẳng tới lồng thủy tinh. Chỉ trong chốc lát, nhiệt độ xung quanh đã tăng lên mười mấy độ. Những người đứng gần đó mồ hôi đầy đầu, cảm giác như đang ở giữa mùa hè nóng bức. Rất nhiều người vội vàng tránh xa nguồn nhiệt này ra một chút. Nhưng Tần Phi Yến vẫn bất động đứng yên tại chỗ, cô muốn quan sát chính xác quá trình diễn ra sự việc. Cô luôn nghi ngờ những lời Y Niệm nói trước đó. Cô ta muốn thả người phụ nữ này ra là có mục đích khác. Đột nhiên nghe, bụp, một tiếng,
giống như có thứ gì đó nứt vỡ. Mặt trước của lồng thủy tinh kia đã bị tan chảy phân nửa. Chất lỏng bên trong theo lồng kính chảy dọc xuống. Người phụ nữ bên trong lồng kính ngay lập tức bắt lấy thời cơ, giơ hai tay ra, cạy bức tường thủy tinh đang tan chảy. Thủy tinh vừa nóng chảy, nhiệt độ rất cao. Chỉ cần chạm nhẹ ngón tay vào một chút sẽ lập tức bỏng rát, rất nhanh liền nổi mụn nước phồng rộp lên. Nhưng người phụ nữ bên trong lồng kính không hề do dự, tách miệng vết nứt trên lồng ra, đối với bà ta mà nói, cũng chỉ giống như tách một quả bưởi, bộp một cái liền bẻ ra một mảng to. Chất lỏng bên trong theo động tác của bà ta, nhanh chóng đổ phân nửa trên mặt đất. Chất lỏng này cũng không biết là thứ quái quỷ gì, bên trong có chứa mầm mống virus hay không, nhưng tuyệt đối không phải thứ tốt lành gì. Chất lỏng lan tràn trên mặt đất, mọi người đều lùi ra phía sau để tránh dính vào người. Hơn chục dị năng giả hệ hỏa, có mấy người bị gián đoạn giải phóng dị năng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, người phụ nữ bên trong lồng thủy tinh đã đập vỡ phần trên của lồng kính, vươn nửa thân trên ra ngoài, dùng răng dài và móng vuốt cào loạn, muốn hoàn toàn thoát ra khỏi lồng thủy tinh đang nhốt mình. Dù có là một đứa trẻ, khi gặp phải bậc cửa cũng biết làm thế nào trèo qua. Nhưng người phụ nữ trước mắt này, suy cho cùng IQ cũng có hạn, cũng không biết có phải bà ta không thể cúi xuống hay không, chỉ biết thô bạo dùng sức, điên cuồng đập đầu gối vào phần kính bên dưới. Nhưng vô ích, sau đó bà ta mất kiên nhẫn. Hoặc có thể do những miếng thịt tươi trước mắt quá hấp dẫn, bà ta bị đói không biết mấy năm rồi. Mỗi lần thấy những người đi qua trước mặt, bà ta lại chỉ có thể nhìn, không thể ăn. Ngay tức thì, cả người bà ta bổ nhào ra bên ngoài lồng thủy tinh, dẫn đến trọng tâm không vững, thân thể giống như một con quay, xoay 180 độ, chỉ nghe thấy âm thanh vật nặng rơi xuống, bốp. Một cái, người phụ nữ trước mặt trực tiếp rơi xuống đất. Phải biết rằng, người phụ nữ bên trong lồng thủy tinh kia giống như một bức tường để quan sát, nếu mọi người trong văn phòng muốn thấy thì phải ngước lên nhìn, vị trí đó đương nhiên cao hơn một chút. Người phụ nữ bên trong lồng phá vỡ kính từ khoảng trống kia, đến cuối cùng khi bà ta thoát ra ngoài, mọi người đều không hề động thủ. Mục đích của họ không phải là muốn thả bà ta ra ngoài ư, nếu bà ta đã có thể tự mình thoát ra ngoài, bọn họ cũng tiết kiệm được thời gian và sức lực, ngồi mát ăn bát vàng. Thả người phụ nữ kia ra, nhiệm vụ của bọn họ coi như hoàn thành, họ quay đầu nhìn Vệ Phong, thấy anh ta gật đầu, biết rằng giao dịch đã thành công, lập tức đi về phía tiểu đội của mình. Rõ ràng cú ngã này không thể cản lại ham muốn của người phụ nữ đó đối với những miếng mồi tươi ngon trước mặt. Sau một hồi lăn trên mặt đất, người phụ nữ chạy thẳng về phía đám người. Bởi vì trước đó ngã lăn trên mặt đất, chiếc vòng cổ của người phụ nữ đã lộ ra bên ngoài. Quả nhiên là một chiếc vòng cổ với mặt dây chuyền hình cá, giống hệt chiếc trước đó Y Niệm đưa cho bọn họ xem. Nghe thấy hệ thống nói nhiệm vụ hoàn thành, nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm, Y Niệm rất vui vẻ. Bởi vì cái nhiệm vụ rách này mà gặp bao nhiêu là biến cố. Nhưng còn chưa đợi Y Niệm kịp thở phào một hơi, hệ thống tiếp tục đưa ra một nhiệm vụ phụ. Giải quyết người phụ nữ trước mặt, điểm kinh nghiệm cực kỳ hậu hĩnh, bởi vì tồn tại mối nguy hiểm tiềm ẩn là linh hồn của nguyên chủ. Ngay lúc cấp bách này, Y Niệm cần phải tăng dị năng lên cấp 7 để mua thuốc tiêu hồn. Do đó nghĩ cũng không cần nghĩ, nhiệm vụ này nhận chắc rồi. Cô ta nói với những người bên cạnh bằng giọng lạnh nhạt, dẫu sao bà ấy cũng là mẹ tôi muốn tự mình ra tay, nếu như bà ấy dưới suối vàng có biết, cũng sẽ thấy thanh thản hơn một chút. Mọi người rơi vào trầm mặc, bọn họ có thể nói gì được nữa? Đi đi, Vệ Phong nói, cẩn thận chút. Y Niệm gật đầu, bởi vì chất lỏng không xác định kia đã lan ra khắp nơi trên mặt đất, Y Niệm có hệ thống nhắc nhở, biết rõ bên trong chất lỏng này toàn là virus, không thể chạm vào. Đây là một văn phòng lớn, thứ không thiếu nhất chính là bàn ghế. Y Niệm dẫm chân lên bàn ghế, nhảy về phía trước, đến gần bên người phụ nữ, ánh mắt phức tạp nhìn bà ta. Nhìn thấy đồ ăn mình thèm muốn ngay trong tầm tay, người phụ nữ kia đổi hướng quay lại lao về phía Y Niệm. Phải nói rằng động tác của người phụ nữ này không khác gì đám zombie ngoài kia. Nhưng vẻ ngoài của bà ta không giống những zombie bị hủy dung bên ngoài, trông vô cùng ghê tởm. Không biết có phải do tác dụng của chất lỏng không rõ kia hay không, dù người phụ nữ trước mặt này chết lâu như vậy rồi, nhưng ngoại hình khá giống với người bình thường, chỉ là khuôn mặt tái nhợt, không có huyết sắc, giống như vừa trải qua cơn bệnh nặng vậy. Động tác của bà ta cứng đờ, chân tay giống như con rối. Nếu như ngồi im không động đậy ở nơi này, thực sự có thể tránh khỏi tầm mắt của mọi người. Zombie như vậy, trước đây Tần Phi Yến đã gặp qua vài lần. Tại căn cứ thành phố Ánh Dương, lúc đi theo quân đội tới bệnh viện thu gom vật tư. Zombie nhỏ trốn trong góc, trông giống như một đứa trẻ, đã qua mặt được Trình Uẩn. Tần Phi Yến đi một mạch từ thành phố San Hô đến căn cứ thành phố Ánh Dương,
sau đó chuyển đến căn cứ thành phố Thanh, rồi đi thẳng lên phía Bắc, tới vùng Tây Bắc này. Chỉ mấy tháng ngắn ngủi, cũng coi như chứng kiến vô số zombie. Có cấp thấp, cấp cao, zombie có dị năng, zombie am hiểu ngụy trang. Tần Phi Yến đều đã gặp qua, không rõ có bao nhiêu zombie đã chết dưới tay cô. Nhưng cô nhận ra, zombie cấp độ càng cao phát triển càng hoàn thiện hơn. Không phải nói bọn chúng thiếu hụt tay chân, mà là cải thiện về diện mạo. Nếu như nói, trước ngày tận thế, những người bị nhiễm virus biến dị thành zombie thì nhan sắc sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Không thể nhận dạng, mặt không ra mặt, cơ thể không ra cơ thể, quả thật là một con quái vật. Nhưng theo cấp độ zombie càng tăng cao, những dấu vết xấu xí lộ ra bên ngoài dần dần tiêu tan, IQ cũng dần được nâng cao. Những miệng vết thương kia giống như sẽ tự động lành lại. Phải chăng đến cuối cùng, zombie sẽ lột bỏ lớp da xấu xí bên ngoài, sẽ giống như con người bình thường? Ngay lúc Tần Phi Yến đang suy nghĩ, Y Niệm duỗi tay, bắn ra một sợi cây mây, trực tiếp tấn công người phụ nữ đang đến gần, xoắn lấy cổ bà ta. Chính lúc này Tần Phi Yến ngạc nhiên mở to mắt, cô nhìn thấy có một luồng năng lượng kỳ lạ trên cổ người phụ nữ tấn công Y Niệm, sau đó tan biến. Nhưng Tần Phi Yến tỉ mỉ quan sát Y Niệm lại phát hiện, bản thân cô ta dường như không hề có chút cảm giác nào. Thật kỳ quái, mọi thứ đang trở nên ngày càng kỳ lạ. Y Niệm giải quyết xong người phụ nữ kia, lập tức quay lại chỗ cũ và nói, có thể dùng dị năng hệ hỏa để hỏa táng cho bà ấy không, để bà ấy có thể hoàn toàn yên nghỉ. Một dị năng giả hệ hỏa của tiểu đội dị năng Thanh Mộc gật đầu, anh ta cũng lo sợ khả năng người phụ nữ đó sống lại, dứt khoát thiêu cho xong. Ngọn lửa bùng lên từ ngón tay phóng về phía người phụ nữ đang nằm bất động trên đất, ngay lập tức bao trùm toàn thân bà ta. Sau đó mọi người cũng không chú ý đến việc này nữa. Hơn 200 người, cũng không phải tất cả đều hoảng sợ, tập trung chú ý đến Y Niệm và người phụ nữ kia. Có vài người tìm kiếm xung quanh, cố gắng tìm ra manh mối hữu ích. Toàn bộ văn phòng đều bị lật qua một lần, nhưng không có thông tin nào hữu dụng cả. Nhưng ba người Cố Thành cũng không hề chán nản. Trước khi tới đây anh ta đã được trưởng bối trong nhà dặn dò qua rằng nơi này có khả năng là kho quân nhu. Bọn họ là có mục đích khác. Sau khi ra khỏi văn phòng, 200 người thật sự rất đông, tập trung tại một chỗ không phải biện pháp tốt. Vừa lãng phí sức người sức của lại phiền phức. Vì thế nhóm người lập tức tản ra bốn phía xung quanh, tự mình tìm kiếm. Ngay lúc Tần Phi Yến bước ra khỏi văn phòng, đột nhiên cảm giác như bản thân đã quên mất chuyện gì đó. Ánh mắt quét qua hành lang, trước đó chẳng phải vẫn còn một người vì không theo kịp bị bỏ lại ở phía đối diện sao? Bây giờ không thấy người đâu nữa. Tất cả những gì còn lại là một vệt máu lớn trên mặt đất, giống như một đóa mạn châu sa nở rộ. Trước đó họ đang tập trung vào người phụ nữ bên trong lồng thủy tinh, người kia bị bỏ lại một mình bên ngoài hành lang cách bọn họ không xa, chính lúc bọn họ không để ý, đã chết một cách im hơi lặng tiếng. Những vết máu lớn đó giống như kẻ địch đang khoe khoang chiến lợi phẩm của mình vậy, cười nhạo người của bọn họ chết ngay dưới mí mắt mà vẫn không phát hiện ra. Chị Phi Yến, sao chị lại đứng im không đi vậy? Lâm Tiểu Nhị lào bào, thấy Tần Phi Yến mãi không trả lời, ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, toàn thân căng thẳng, giống như sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Lâm Tiểu Nhị có chút ngập ngừng, âm thanh nhỏ như tiếng muỗi kêu, chị Phi Yến, không phải phát hiện ra gì đó không thích hợp chứ? Cậu ta nói cứ như kẻ trộm vậy, quét mắt bốn phía xung quanh, muốn nhìn xem có chỗ nào sơ hở không. Hít sâu một hơi, Tần Phi Yến chỉ vào hành lang phía trước không nói chuyện, vết máu lưu lại trên mặt đất đủ để giải thích tất cả. Tôi nói, hành lang kia có gì kỳ lạ đâu, kể cả nó có nguy hiểm, chẳng phải chúng ta đã đi qua rồi. Chứ, sao, phía sau bị mắc trong cổ họng, Lâm Tiểu Nhị đã không thể nói thành lời. Giọng điệu cậu ta có chút không xác định, hỏi, sẽ không giống như cái tôi đang nghĩ chứ? Chính là như vậy đó. Hơn 200 người bọn họ đều để làm cảnh hết rồi, lúc người kia bị giết vậy mà không một ai phát hiện ra. Càng kỳ lạ hơn là, trước đó bọn họ băng qua hành lang, đã kiểm tra kỹ càng căn phòng kia một lượt. Có thể chắc chắn rằng đừng nói đến zombie, ngay cả một sinh vật sống cũng không có. Vậy rốt cuộc người kia bị thứ gì giết chết một cách im hơi lặng tiếng như vậy, nó từ đâu chui ra được? Từ bên ngoài tiến vào là không thể nào, không kể tới bên ngoài cửa có hơn 4 người canh giữ, kể cả có là muỗi bay thẳng vào cũng rất khó. Càng không thể trốn trong văn phòng từ trước. Có khi nào có đường khác dẫn đến văn phòng lúc trước không? Thời khắc này, Tần Phi Yến không ngừng suy nghĩ, ý tưởng gì cũng có. Cuối cùng vẫn không thể giải thích, nhưng chỉ cần bọn họ ở chỗ này, kiểu gì cũng sẽ gặp được. Nếu như đã không thể giải thích, Tần Phi Yến cũng không phí tâm suy nghĩ về vấn đề ấy nữa.
Cô nhắc nhở hai người bên cạnh, lát nữa các anh cẩn thận một chút, nếu như bị bắt đi thì coi như chính mình gặp xui xẻo. Chị Phi Yến, chị không cứu tôi à? Lâm Tiểu Nhị trợn mắt. Đợi tới lúc tôi phát hiện ra không thấy anh đâu nữa, thì anh đã sớm biến thành như thế kia rồi. Cô chỉ về phía vết máu phía xa bên ngoài, ý tứ rất rõ ràng. Gì cơ? Lâm Tiểu Nhị và Trương Hạo Dân ngơ ngác nhìn nhau. Cô nói rất đúng khiến cậu ta không cách nào phản bác được. Thực lực của Tần Phi Yến và Hứa Đại Bạch rất mạnh, đương nhiên không hề lo sợ. Cô có lòng nhưng cũng không có sức, người bị giết trước đó cũng là do cô không chú ý. Nhưng sau khi biết có thứ nguy hiểm không rõ như vậy tồn tại, Tần Phi Yến cũng để tâm đến hai người họ hơn. Trước đó, thực ra Tần Phi Yến chỉ dọa bọn họ để họ nâng cao cảnh giác. Nhưng dường như hiệu quả hơi quá mức. Nhìn Lâm Tiểu Nhị và Trương Hạo Dân đều thấp thỏm lo lắng, đi được vài bước lại thận trọng quan sát xung quanh, giống như sợ chỉ cần bản thân lơ là một chút, phía sau sẽ có một cánh tay đen ngòm giơ ra bắt bọn họ đi vậy. Tần Phi Yến đầu đầy vạch đen, trực tiếp đập một cái vào đầu Lâm Tiểu Nhị. Lâm Tiểu Nhị quá mức lo sợ để ý đến cánh tay đen tối phía sau, lập tức nhảy vọt lên phía trước quay đầu lại hô lớn, ai? Chẳng có lẽ là thứ trong bóng tối kia nhắm đến mình sao? Lâm Tiểu Nhị lệ rơi đầy mặt nghĩ. Cậu ta giống như lá rơi trong gió, đôi môi run rẩy nhìn cánh tay đánh mình đang giơ cao của Tần Phi Yến. Mẹ kiếp, con quái vật này còn có thể biến thành dáng vẻ của chị Phi Yến. Đừng tưởng tao không dám ra tay, mày phải biết tao muốn đánh chị ấy từ lâu rồi. Trương Hạo Dân ở bên cạnh giơ tay che mắt, không ngoài dự đoán liền nghe thấy tiếng rú lên đau đớn của Lâm Tiểu Nhị. Tần Phi Yến dùng một tay đánh Lâm Tiểu Nhị thành con quay. Nhìn Lâm Tiểu Nhị lảo đảo dừng trước mặt mình, Tần Phi Yến giọng nói mắt lạnh, anh muốn đánh tôi từ lâu rồi, hừ. Lâm Tiểu Nhị đứng vững, trí thông minh cũng quay trở lại, hiểu ra trước đó mình quá mức khẩn trương, lời nói giấu kín trong lòng mấy tháng qua cứ thế bị lộ ra rồi. Lập tức chân chó nói, chị Phi Yến, lúc nãy do tôi tưởng là quái vật, nói thế là để hù dọa nó thôi. Vậy tôi chính là quái vật rồi. Tần Phi Yến khoanh tay trước ngực, đứng đó cười như không cười, có vẻ vô hại. Nhưng Lâm Tiểu Nhị biết, nếu như mình trả lời không thỏa đáng, vậy thì cuộc sống tương lai sẽ vô cùng tăm tối. Chị Phi Yến là loại người nào chứ? Nhìn từ xa giống như một bông hoa cao quý lạnh lẽo, không quan tâm đến ai. Thân quen rồi mới biết, cô là người ác độc vô tình. Quãng đường đi tới Tây Bắc hồi trước quả thực là một cơn ác mộng. Lúc cô vui vẻ sẽ huấn luyện cho mọi người, khi cô buồn bực, càng tăng thêm luyện tập. Ai không có mắt, chọc tới cô, vậy thì tháng ngày trôi qua sẽ vô cùng chua xót. Không cần chị Phi Yến tự mình ra tay, chỉ cần một ánh mắt của cô, tên chân chó Hứa Đại Bạch sẽ lập tức đích thân qua xử lý mình. Sau đó anh ta sẽ vẫy đuôi chạy tới chỗ chị Phi Yến, khoe mẽ nịnh nọt, đừng cho rằng cậu ta không biết Hứa Đại Bạch lòng lang dạ thú. Không, không, Lâm Tiểu Nhị lắc đầu như chống bỏi. Là tôi vô dụng, thực lực của tôi không đủ mạnh. Tôi đã quá lo lắng. Tần Phi Yến híp mắt cười nói, thực lực kém, vậy không được rồi. Sau khi rời khỏi đây phải huấn luyện thật tốt mới được. Lâm Tiểu Nhị gật đầu như dã tỏi, cuộc sống sau này thì sau này tính đi, biết đâu sau khi ra ngoài chị Phi Yến sẽ quên mất chuyện này. Đương nhiên cậu ta biết khả năng này rất nhỏ. Lâm Tiểu Nhị gây ra động tĩnh không hề nhỏ. Những người khác thấy bộ dạng nịnh bợ của cậu ta đều xem thường. Người xấu cũng lắm chuyện quái dị. Chỉ còn sót lại mấy người, nơi này cực kỳ nguy hiểm, với thái độ tìm chết của bọn họ cũng chẳng nhảy nhót được bao lâu nữa đâu. Cũng phải, trước đó còn đối đầu với tiểu đội dị năng Thanh Mộc nữa. Nghe thấy những lời nói khinh thường ở cách đó không xa bên ngoài, Lâm Tiểu Nhị đổ mồ hôi lạnh, phải biết rằng lòng dạ chị Phi Yến còn nhỏ hơn cả đầu kim. Vậy nên cậu ta nhanh chóng chuyển chủ đề, chị Phi Yến, lúc nãy chị gõ đầu tôi cuối cùng là có chuyện gì? Vốn dĩ muốn bảo anh, nói với mọi người chuyện chết người kia để mọi người đề cao cảnh giác. Nhưng xem ra bây giờ không cần nữa rồi. Tần Phi Yến xòe tay, không mặn không nhạt nói. Gì cơ? Như thế cũng được sao? Lâm Tiểu Nhị hơi do dự nhìn về phía Tần Phi Yến. Tôi tùy hứng như vậy đấy. Tần Phi Yến trực tiếp đi ngang qua Lâm Tiểu Nhị còn đang ngây ngần. Đừng ngốc ra đó nữa, nếu không chú ý một cái sẽ bị bắt đi đấy. Trương Hạo Dân vỗ vỗ vai Lâm Tiểu Nhị rồi đi qua. Không thể không nói kiếp trước trải qua quá thảm, bị hãm hại, bị giết, quan niệm đúng sai đã gần như mờ nhạt. Kiếp này gia nhập đội ngũ của Tần Phi Yến từ sớm. Anh ta hình như cũng không cảm thấy cách làm của Tần Phi Yến là sai trái. Lâm Tiểu Nhị câm nín, năm người còn sót lại kia trước đó luôn im lặng rớt lại phía sau nhóm Tần Phi Yến, họ liếc nhau một cái, đều thấy sự khiếp sợ trong mắt của đối phương.
Những người còn sót lại sau khi trải qua cuộc đào thải của tận thế, nếu không phải có thực lực cường đại thì chính là vận may quá tốt. Nhưng cho dù có may mắn đến đâu thì cũng chỉ là số ít. Những người tham gia tìm kiếm vật tư bây giờ hầu như đều đã trải qua quá trình tôi luyện bằng máu. Đừng nói trái tim cứng như sắt đá, những thứ như lòng cảm thông đều đã dùng hết sạch rồi. Nhưng dù vậy, họ cũng sẽ không thờ ơ với mạng sống con người. Vật thể không xác định ẩn nấp trong bóng tối kia là mối đe dọa đến tính mạng của mọi người. Biết sớm phòng bị sớm thì càng giảm thiểu được thiệt hại không cần thiết sau này. Nhưng người phụ nữ trước mặt, trái tim cô thực sự cứng như đá, sinh mạng trong mắt cô giống như trò chơi vậy, có thể tùy ý chơi đùa. Nếu như trước ngày tận thế, những thanh niên trí thức như bọn họ sẽ trách mắng Tần Phi Yến một cách khí phách, sẽ phê phán cô không bằng chó lợn. Nhưng sau khi tận thế, điều mà mọi người học được nhanh nhất chính là bo bo giữ mình, không quản việc không đâu. Những ông bà già nằm trên đường để ăn vạ, việc như thế trước thời tận thế có thể dìm chết vô số người, dù mở miệng nói lý cũng không thể làm rõ. Nhưng sau khi tận thế, không còn ai lo chuyện bao đồng ra tay giúp đỡ nữa. Năm người cười khổ, bọn họ cũng sẽ không lắm mồm kể chuyện này cho người khác nghe. Dù sao bọn họ cũng là người xấu lắm chuyện quái dị, vậy thì để xem những người cười nhạo, khinh thường bọn họ lợi hại như nào. Họ rầu rĩ bám sát phía sau nhóm Tần Phi Yến. Ra khỏi văn phòng, bên ngoài là mặt đường đổ bê tông. Quanh co uốn lượn, giống một nhà máy có đường xá chi chít. Đối với những người vừa mới tới đây như bọn họ, muốn tìm được đường ra hay muốn biết chỗ nào ở đâu, nhất thời có chút khó khăn. Tần Phi Yến lựa chọn bám theo phía sau tiểu đội dị năng Thanh Mộc một cách vô lại. Bởi vì tạm thời xem như nhớ mãi không quên hệ thống trên người y niệm đi. Nói không chừng chính nó đã mê hoặc y niệm, tiết lộ bí mật nơi này, dẫn tiểu đội dị năng Thanh Mộc đến huyện Ô Nguyên để tìm vật tư. Tần Phi Yến ngược lại muốn xem hệ thống này muốn làm cái gì. Có hơn 200 người đến, chia thành hơn chục đội. Rất nhiều tiểu đội chọn cùng một con đường nên cũng chẳng có gì. Mấy người Tần Phi Yến chính ra lại không dễ thấy. Chỉ có điều sau khi mọi người tách nhau ra, số lượng người đã giảm xuống 1/4. Đây thực sự là một thế giới ngầm dưới lòng đất. Cơ sở vật chất bên trong rất đầy đủ, bọn họ chậm rãi đi theo người của tiểu đội dị năng Thanh Mộc để tìm kiếm. Nơi này rất lớn, nhưng trừ bọn họ là người từ bên ngoài tới, ngoài ra không hề thấy một bóng ma nào. Tiếng bước chân lẹp xẹp vang vọng trong không gian trống trải đặc biệt rõ ràng. Nơi cần tìm càng nhiều, trong lòng mọi người càng trở nên phức tạp, có lẽ họ đã đến một nơi cực kỳ bí mật, nơi không được phép phơi bày ra ánh sáng. Nếu như trước khi tận thế, có người xông nhầm vào đây để tránh rò rỉ tin tức, chỉ sợ những người bên trong tuyệt đối sẽ không cho phép người sống đi ra ngoài. Bên trong này có dấu vết của sự sống, nhưng những người đó lại biến mất không thấy dấu vết. Vô tình, tiểu đội dị năng Thanh Mộc tìm thấy một phòng chứa nhiên liệu, bên trong để số lượng lớn những thùng xăng cao hơn nửa người. Một người của tiểu đội dị năng Thanh Mộc dẫn đầu cẩn thận tiến về phía trước, rút ra một con dao găm, đâm vào nắp thùng xăng, trên dưới trái phải rạch mấy cái, ngay lập tức xuất hiện một lỗ to bằng nắm tay trên nắp thùng xăng. Anh ta ghé mũi lại gần miệng lỗ ngửi ngửi, sau đó ngẩng đầu vui mừng gật đầu với nhóm người vệ phong. Là xăng, những thứ như xăng dầu, sau khi tận thế, tất cả dây chuyền sản xuất đều bị dừng, dùng ít nào sẽ bớt đi ít đó. Trừ phi những khu vực sản xuất xăng dầu khôi phục lại như cũ, mới có thể sản xuất lại từ đầu. Nhưng thế giới hiện giờ, ngoại trừ những căn cứ do con người lập nên là tương đối an toàn, không có zombie đến gây rối, thì thực sự không còn nơi nào an toàn nữa. Xăng dầu càng dùng càng thiếu hụt, lại không thể không sử dụng. Do đó, những người còn sống sót sử dụng rất dè dặt, bởi vì sử dụng một phần thì ít đi một phần, khiến cho giá cả tăng cao. Hiện tại những thùng bên trong căn phòng này toàn là xăng dầu, có thể khiến cho mọi người không phấn khởi sao. Chuyến đi này không tìm được vật tư cũng không sao cả, bởi vì có chỗ xăng dầu này là quá đủ rồi. Cho dù là đổi lấy vật tư hay tự mình sử dụng đều có thể giúp tiểu đội dị năng Thanh Mộc duy trì một khoảng thời gian. Sau khi thành viên tiểu đội dị năng Thanh Mộc vui mừng xong, lại nhìn về phía những người khác đằng sau bọn họ, trong lòng có chút tiếc nuối. Gặp nhau chia đều, những người khác cũng không phải kẻ ngốc. Người của mình phát hiện ra bí mật xăng dầu, đương nhiên những người khác cũng phát hiện ra. Vệ phong tiếp cận hai đội khác thương lượng về việc phân chia xăng dầu. Nhưng Tần Phi Yến ngang nhiên đi tới, thái độ rất rõ ràng, mình cũng phải có một phần. Vệ phong khó chịu trong lòng, từ tận đáy lòng anh ta xem thường nhóm người Tần Phi Yến. Trong mắt anh ta nhóm Tần Phi Yến chỉ là bọn tạp nham, sau khi họ phân chia xong, còn thừa chút nào sẽ thưởng cho bọn Tần Phi Yến. Nhưng đối diện với lợi ích trước mắt, Tần Phi Yến từ trước đến nay một tấc cũng không nhường.
Ở đây tổng cộng có hơn 50 người, người của tiểu đội dị năng Thanh Mộc tới đầy nhiều hơn một chút, có 15 người. Nhóm Tần Phi Yến có 4 người, phía sau còn có thêm 5 người nữa. Trong nhận thức của Tần Phi Yến, nếu như bọn họ đã đi theo cô, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Lợi ích luôn song hành cùng rủi ro. Hai đội còn lại, một đội 12 người, một đội 13 người, không ai hơn ai. Dựa vào đâu mà đội của cô phải đợi nhặt thức ăn thừa của người khác? Vệ Phong nhíu mày, thiết nghĩ vẫn nên nhanh chóng lấy được xăng về, nếu không những tiểu đội dị năng giả khác đến, thì họ lại phải chia ra. Được rồi, tiểu đội dị năng phong vân của cô chỉ có 4 người, như vậy cũng chỉ có phần của 4 người thôi. Đúng vậy, những người khác ánh mắt phát sáng. Nếu thật sự chia theo đầu người, vậy tiểu đội của mình chỉ ít hơn tiểu đội dị năng Thanh Mộc một chút thôi. Ai nói tiểu đội dị năng phong vân của chúng tôi chỉ có 4 người? 5 người phía sau kia lẽ nào không phải người sống ư? Tần Phi Yến trực tiếp nói, bọn họ có phải người của tiểu đội các cô hay không, chẳng lẽ cô không rõ sao? Vệ Phong mỉa mai nói, anh ta đã đồng ý chia cho tiểu đội dị năng phong vân phần của 4 người đó là cố gắng nhân nhượng rồi. Anh ta cũng không phải kẻ ngốc để cô có thể mặc sức lừa gạt. Tần Phi Yến dùng giọng điệu đe dọa nhìn 5 người phía sau, lạnh lùng nói, các anh nói cho họ biết, mình có phải người của tiểu đội dị năng phong vân chúng tôi hay không? Phải, các anh cũng có một phần xăng dầu. Không phải, vậy thì cút ngay đi. Ba đội khác cũng nhìn 5 người bọn họ với ánh mắt uy hiếp không cần phải nói. Đây là vấn đề thái độ, chỉ cần hôm nay 5 người này nói câu, phải, hì hì, vậy sau này sẽ từ từ tính sổ. Câu này trực tiếp thiêu 5 người bọn họ trên lửa. Mặc kệ trả lời thế nào đều sẽ đắc tội người khác. Chỉ cần trả lời không ổn thì sẽ đắc tội với cả hai bên. Lúc này, bọn họ không thể vụng về bưng bít cho qua được. Nếu như đồng ý với Tần Phi Yến, vậy chính là đắc tội với ba đội còn lại. Tương lai gặp lại chẳng phải sẽ coi mình thành hòn đá ngáng chân sao? Nếu như từ chối Tần Phi Yến, theo như lời cô nói phải cút ngay lập tức. Người khác không biết, 5 người bọn họ còn có thể không biết sao? Trước đó, người bị bỏ lại trên hành lang bên kia đã chết một cách im lặng không rõ ràng. Điều này nói rõ có sự tồn tại của một thứ gì đó rất lợi hại. Nếu họ đắc tội với Tần Phi Yến, 5 người bọn họ lại không có đội ngũ nào thu nhận, đây chính là mối đe dọa lớn nhất. Trên đời mềm nắn rắn buông, bọn họ chỉ thiếu nước dán lên mình cái nhãn, nhân lực ít, thực lực yếu, dễ bắt nạt. Đây là đáng bị chết yểu, đừng nói đến vật tư, chỉ sợ bọn họ không còn mạng mà ra khỏi nơi quỷ quái này. Đắc tội người khác là chuyện sau này, hiện tại giữ mạng mới quan trọng. Huống hồ Tần Phi Yến đã nói, số xăng dầu này bọn họ cũng có một phần. Không cần biết cuối cùng nhóm họ lấy được bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng có phần không phải sao. Vì vậy có người tiên phong đứng ra chỉ rõ lập trường, trước lúc băng qua hành lang tôi đã gia nhập tiểu đội dị năng phong vân, cũng tính là thành viên của họ. Chỉ cần có người thứ nhất, đương nhiên sẽ có người thứ hai, thứ ba dễ dàng đứng lên bày tỏ thái độ. Tôi là thành viên tiểu đội dị năng phong vân. Tôi lúc trước đã gia nhập. Tôi cũng vậy, cả tôi nữa. Tần Phi Yến vỗ thùng xăng dưới tay, nói, anh nói bọn họ không phải người của tiểu đội dị năng phong vân chúng tôi. Ý kiến của anh, bọn họ cũng không đồng ý. Cô quay đầu hỏi 5 người bọn họ, có phải không? Nếu đã tỏ rõ lập trường, vậy phải giữ vững đến cùng, không thể ba phải theo cả hai bên. 5 người đều vô cùng chắc chắn nói họ là người của tiểu đội dị năng phong vân. Cái gì gọi là trợn mắt nói mò, trước mắt chính là như vậy. 5 người này tham gia tiểu đội dị năng phong vân từ lúc nào mà mình không biết vậy? Đây giống như đơn vị sắp chia phòng vậy, phòng nhỏ cho người độc thân, phòng lớn cho người có gia đình, dù tình cảm của hai người thế nào thì dưới lợi ích thật sự trước mắt, mục tiêu chính là nhất trí lấy phòng lớn. Thế là bạn sẽ chạy tới nhà người ta, chỉ thẳng vào họ mà mắng, tình cảm của các người không tốt, tại sao không ly hôn đi? Anh là sếp nhỏ mà cũng không quản được chuyện này à? Thế nhưng nếu như chia ra, 9 người họ chia thành 9 phần xăng dầu, thứ tổn thất là lợi ích của chính họ. Vì lợi ích, Tần Phi Yến và 5 người kia quấn lấy nhau. Thế nhưng ngược lại, phần của Tần Phi Yến ít, vậy thì họ được chia nhiều. Ba đội khác lập tức đứng chung một phe. Cậu thanh niên, sống biết điểm dừng vẫn hơn. Ngày tháng còn dài, bây giờ các cậu tranh cướp thì cẩn thận sau này không có mạng mà hưởng đâu. Đây là uy hiếp trắng trợn có đúng không? Tần Phi Yến đã nghe thấy rất nhiều lời uy hiếp, nhưng không phải bây giờ cô vẫn đứng sờ sờ ở đây hay sao? Cô biết mình vì xăng dầu nên đã đồng thời đắc tội với ba tiểu đội dị năng là không tốt. Thế nhưng bây giờ không phải là chuyện của mấy thùng xăng, mà là mấy chục thùng xăng. Sau tận thế, tại sao có người có thể sống được, nhưng lại có người chết?
Có người sống rất tốt, không phải lo cơm ăn áo mặc, lúc nào cũng rạng rỡ, nhưng có người lại sống ba bữa không đủ no, buồn chán, ủ rũ. Đó đều là vấn đề về năng lực, sợ cái này, sợ cái kia, không dám tranh, không dám cướp. Bạn chờ người máy từ trên trời rơi xuống chắc, nằm mơ giữa ban ngày. Bất cứ ai sinh ra cũng không phải là vĩ nhân, muốn sống cho tốt thì phải nỗ lực dựa vào chính mình. Kỳ ngộ đồng hành với phiêu lưu, bạn muốn chỗ tốt, loại trừ hết những chỗ xấu, chuyện này có thể sao? Đắc tội với tiểu đội dị năng Thanh Mộc thì đã sao, thật sự cho là tiểu đội dị năng Phong Vân họ là thứ thừa thãi à? Trên thế giới này, đám đông có thể đẩy đổ tường đó. Thế nhưng khi đối mặt với người đầu tiên đẩy tường, mang mạng ra đánh cược mà lại bị đánh chết luôn thì ai còn dám đẩy nữa? Đến một người thì đánh một người, đến một đôi thì đánh cả đôi. Đánh thắng thì tiêu diệt luôn, không đánh lại thì cũng chẳng ai được dễ chịu cả. Những kẻ nhân lúc cháy nhà hôi của kia cũng phải cân nhắc xem xương của mình có đủ cứng hay không đã. Tính theo đầu người, tiểu đội dị năng Phong Vân chúng ta là phần 9 người. Tính theo thực lực, thế thì đánh một trận đi. Tần Phi Yến không hề để ý tới uy hiếp mà mở miệng. Chẳng lẽ chỉ có các người có thể uy hiếp người khác chắc? Tần Phi Yến vừa dứt lời, Hứa Đại Bạch vô cùng hùng hổ đứng ra. Ý là, chỉ cần Tần Phi Yến ra lệnh một tiếng thì mình sẽ ra tay. Nếu thật sự đánh nhau một trận, chưa nói tới việc lãng phí thời gian, thực lực của mọi người trong tiểu đội của mình cũng sẽ bị hao tổn. Đồng thời gây ra tiếng động, cũng không biết trong chỗ tối kia có zombie hay không. Nếu dẫn những tiểu đội dị năng khác tới, đặc biệt là căn cứ lớn Tây Bắc, đừng nói là tiểu đội dị năng Thanh Mộc, chỉ sợ họ cũng không được chia ngay cả một nửa. Nếu tôi không sống tốt thì tôi muốn mọi người đều không được sống tốt. Tần Phi Yến tin chắc rằng họ không muốn gây ra tiếng động. Sắc mặt đám người vệ phong tối sầm lại, rõ ràng bị thái độ mềm cứng không ăn của Tần Phi Yến làm cho tức giận. Sao có thể có người càn quấy như vậy cơ chứ? Nhưng nhìn khí thế kinh người của Hứa Đại Bạch, mí mắt giật giật, giác quan thứ 6 của đàn ông nói cho họ biết, đây là một người nguy hiểm, lại còn là một đối thủ cực kỳ khó chơi. Có lẽ Tần Phi Yến thật sự nói trúng điều họ dè chừng, lại thêm Hứa Đại Bạch ra sức nên nhóm vệ phong không thể không thỏa hiệp. Anh ta nhìn Tần Phi Yến bằng ánh mắt âm trầm, nói thẳng, chia phần 9 người thì chia phần 9 người. Vậy cũng phải xem các người có mang ra ngoài được hay không? Đối với kháng nghị của các thành viên phía sau, vệ phong trực tiếp cưỡng chế ngăn chặn. Vệ phong tính sơ qua, sang nơi này có rất nhiều. Xếp thành từng lớp, từ trên xuống dưới có mấy tầng. Tính ra cũng gần 300 thùng. Nhóm Tần Phi Yến được chia hơn 50 thùng, chỉ 9 người bọn họ cũng phải xem họ có thực lực để an toàn vận chuyển ra ngoài hay không. Sau khi trở thành dị năng giả, sức mạnh của họ đều được cải tạo. Mắt tinh tai thính, số xăng ở đây có khoảng hơn 100 thùng, tính dọn sạch cũng không phải chuyện gì khó. Đã như vậy, chúng tôi chọn trước 50 thùng, còn lại các anh tự chia. Nghe thấy lời này, sắc mặt những người khác cuối cùng cũng khá hơn một chút, phải biết rằng nếu chia đều thì tiểu đội dị năng Phong Vân nhất định không chỉ được chia 50 thùng. Lấy trước thì cứ lấy trước đi. Tuy Tần Phi Yến được chia hơn 50 thùng, nhưng cô vẫn thận trọng, đâm từng thùng một, xác định bên trong là xăng mới gọi người bên dưới, để họ chuyển tới nơi khác. Trong mắt những người khác, Tần Phi Yến đúng là không có việc gì tự tìm việc. Nơi này đều là xăng, phí sức làm cái gì không biết. Cứ thế 7-8 thùng đi qua, sau khi chuyển sạch số thùng bên ngoài, Tần Phi Yến chọc thử xăng bên trong thì phát hiện khác thường, thứ chuyển từ bên trong ra căn bản không phải mùi xăng, là mùi hôi. Mùi hôi thối của zombie. Tần Phi Yến tiện tay dùng dị năng hệ hỏa hòa tan dao găm, niêm phong lỗ hổng kia lại. Động tác của Tần Phi Yến rất nhanh, hơn nữa là làm sau lưng mọi người nên không có ai phát hiện. Cô nhẹ nhàng di chuyển những thùng xăng trước mặt, nheo mắt lại, quả nhiên. Rất nhẹ, những thùng xăng ở đây đều có cùng một màu sắc, bên ngoài không có bất cứ dấu hiệu gì, rất giống loại xăng bị buôn lậu. Cô quan sát cẩn thận thùng xăng trước mặt rồi lại quan sát thùng xăng khác, cũng không có bất cứ điều gì khác biệt. Không sao, chỉ cần hơi di chuyển là biết ngay. Vì không để lộ ra sơ hở, Tần Phi Yến trực tiếp chuyển thứ trên tay mình tới bên phía hàng hóa của mình. Thế nhưng sau đó, đầu tiên cô hơi lắc thùng xăng mà thần không biết, quỷ không hay, nếu có trọng lượng nhất định thì đâm một nhát dao vào. Chuyển đi, cứ như vậy, trong số 5 chồng thùng xăng, Tần Phi Yến đã mang hết một tầng bên ngoài đi. Số xăng còn lại có rất nhiều, họ có thể lấy được xăng thật hay không thì phải xem vận may của họ rồi. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tần Phi Yến đắc ý nhìn họ rồi vung tay lên, trực tiếp thu hết các thùng xăng của mình vào trong viên châu mặc ngọc. Vào lúc này, Tần Phi Yến lại cẩn thận chú ý tới y niệm. Đúng như dự đoán,
những người khác kinh ngạc, sau lại thành ao ước. Vì họ biết Tần Phi Yến có dị năng không gian. Thế nhưng Y Niệm trừ kinh ngạc, ảo ước ra, trong mắt lại toát lên một tia tham lam. Đúng, hệ thống nói cho cô ta biết, trên người Tần Phi Yến căn bản không phải dị năng không gian, mà là một hạt ngọc bên trong tạo thành không gian. Chuyện này có thể không khiếp sợ hay sao, bản thân mình có hệ thống nên có thể chứa hàng hóa. Nhưng không gian do hệ thống tạo thành lại giống như những ô vuông, phân chia rõ ràng, mỗi một ô vuông chỉ có thể chứa cùng một loại đồ vật. Đồ vật cùng loại có thể chứa chung một ô, nhưng trong một ô cũng chỉ có thể chứa được 10 thứ cùng loại. Thừa ra sẽ bị thả vào ô vuông khác. Không gian này có hạn chế với mình. Bình thường khi mình muốn đựng đồ thì phải cân nhắc xem có chiếm ô vuông hay không. Thế nhưng không gian của người trước mặt lại sinh ra trong hạt ngọc, chỉ cần mình cướp được hạt ngọc kia thì không gian sẽ là của mình. Người đối diện có không gian, đối với họ chính là thêu hoa lên gấm. Mất đi không gian, với thực lực của họ cũng có thể sống tốt. Trước đó, họ lại vô liêm sỉ như vậy, mình cướp không gian của họ, nói ra cũng coi như báo được mối thù trước đó rồi. Y Niệm hết lần này tới lần khác thuyết phục bản thân. Mình làm như vậy là vì chính nghĩa, là họ sai trước. Nghĩ tới đây, Y Niệm bị suy nghĩ này khiến tim đập bịch. Bịch, bịch, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn, sự tham lam trong mắt cũng không che giấu nổi. Trong mắt Tần Phi Yến hiện lên vẻ châm biếm, còn việc để lộ ra viên châu mặc ngọc chính là hành động cố ý của cô, là để thăm dò hệ thống trên người Y Niệm. Nếu mình đã biết điều mình muốn biết, lấy được thứ cần lấy thì ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Còn phải đối diện với họ sau khi phát hiện ra chân tướng của thùng xăng sẽ gây sự với mình nữa, nên cô dẫn người chuẩn bị rời đi. Cô không thể đi được. Giọng nói chói tai của Y Niệm vang lên, vô cùng the thé. Cô ta đi rồi thì sao mình có thể lấy được hạt ngọc có không gian kia được? Trong đầu Y Niệm nghĩ, nhất định không thể để họ đi. Nơi này nguy hiểm như vậy, chết rồi thì phải làm sao, tới lúc đó mình phải đi đâu tìm hạt ngọc có không gian cơ chứ? Làm sao, lẽ nào chúng tôi còn không có cả tự do cơ à? Tần Phi Yến không nhìn Y Niệm mà nói với Vệ Phong. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của người khác, Y Niệm cũng biết mình đã phản ứng quá khích, theo mọi người thì như vậy quá mức khác thường. Cô ta nở nụ cười cứng đờ, nói nơi này không an toàn. Mấy người các cô rời đi quá nguy hiểm, vẫn nên đi chung với mọi người cho thỏa đáng. Lý do chó má gì vậy? Tần Phi Yến chế nhạo, nói, vậy nếu tôi cứ muốn đi thì sao? Không được, tuyệt đối không thể được. Y Niệm đổi sang giọng mềm mỏng, thánh mẫu, Lôi Từ Bi ra làm lá chắn, tôi muốn tốt cho cô thôi. Sao các người lại không hiểu cơ chứ? Thấy nhóm Tần Phi Yến không hề bị dao động, Y Niệm không ngừng cố gắng, tại sao mọi người lại rời đi, nói ra một lý do đi. Nếu không tôi sẽ không nhìn mọi người đi chịu chết đâu. Tôi sợ tôi đỏ mắt. Nhìn các người lấy được nhiều xăng như vậy, tôi đố kỵ đó, được không? Mắt không thấy thì tim không đau nên trực tiếp rời đi, có được không? Tần Phi Yến mặt không đỏ, tim không đập gấp nói luôn. Ai lại nói trắng trợn những lời này ra cơ chứ? Thật ra trong lòng Tần Phi Yến muốn nói, tôi sợ các người biết xăng trong thùng là giả, sẽ đố kỵ, đỏ mắt với tôi. Y Niệm nghẹn lời, lúc này mình nên nói thế nào, nhất thời trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Tần Phi Yến thấy vậy thì mừng rỡ, nhân cơ hội ném ra một câu, nếu các người chia cho tôi mấy thùng xăng thì thật ra tôi cũng có thể suy nghĩ lại một chút. Nói xong lộ ra vẻ mặt động lòng nhìn về phía Y Niệm. Chỉ cần cô ta gật đầu thì mình bảo đảm sẽ lấy. Những người khác nhìn Y Niệm bằng ánh mắt không tốt, chuyện này tuyệt đối không thể, đừng có mà mơ. Vào giờ phút này Y Niệm ở thế cưỡi hổ khó xuống, cô ta tức giận Tần Phi Yến, vốn dĩ muốn lấy hạt ngọc không gian của cô nên có chút hổ thẹn, bây giờ thì chẳng cảm thấy gì hết. Cô ta chỉ thấy người ở trước mắt mình thật sự có gương mặt rất đáng ghét. Có được không, cô nói một câu đi. Không được thì tôi đi đó. Tôi đi thật đó. Tần Phi Yến nói 5 lần 7 lượt, thấy Y Niệm không có phản ứng gì thì dẫn mọi người rời đi, vô cùng vô tình, vô nghĩa và vô lại, nói, đã thấy chưa? Đây chính là đạo đức giả. Nói là lo lắng cho sự an toàn của chúng tôi mà mấy thùng xăng cũng không cho. Trong mắt cô ta, mấy cái mạng của chúng tôi còn chẳng quan trọng bằng mấy thùng xăng. Thiện lương cái quỷ gì chứ? Cô nhân cơ hội này giáo dục những người bên cạnh, sau này mắt các anh phải nhìn cho kỹ. Ai mà không biết nói những lời có cánh, đừng có mà để người ta quan tâm được hai câu thì cho rằng người ta là người tốt. Phải biết là trên thế giới này, biết người biết mặt mà chẳng biết lòng. Phải biết là cô đã bị cái dáng vẻ thánh mẫu kia làm cho ghê tởm đã lâu, con mẹ nó chứ, nhìn chúng không gian của ông đây mà còn muốn làm người tốt à? Người tốt cũng không dễ làm như thế đâu. Không dễ gì mới được hả giận một hơi.
Đương nhiên Tần Phi Yến muốn vui vẻ thế nào thì nói như vậy. Hứa Đại Bạch ở bên cạnh nhìn Tần Phi Yến bằng ánh mắt cưng chiều, ánh mắt ấy khiến người ta sắp chết đuối trong đó luôn. Tần Phi Yến tát một cái, nói anh đó, có nghe không hả? Sau này những cô gái như vậy tới gần thì phải lùi về sau ba trượng. Hứa Đại Bạch ngoan ngoãn gật đầu, hạnh phúc híp cả mắt. Y Niệm ở bên kia bị lời này làm cho tức tới ói ra máu. Tức giận giống như cô ta bị người khác giật mất tấm màn che giấu sự xấu xa của mình ra vậy. Hình như nói cũng có lý. Những người khác nghĩ trong lòng, ánh mắt nhìn Y Niệm trở nên rất khó miêu tả. Thế nhưng họ vội vàng lắc đầu, tỉnh táo lại. Mẹ nó chứ, họ ít nữa thì bị lừa. Mấy người là cộng hành gì chứ? Nhắc nhở cô một câu là tôi có lòng tốt, cũng không phải mẹ của ông đây thì lo tới sự sống cái chết của cô làm cái gì. Chết rồi thì tốt hơn. Chẳng bao lâu sau, bên trong truyền tới tiếng gào thét phẫn nộ, tiểu đội dị năng Phong Vân. Thế nhưng lúc này Tần Phi Yến đã sớm dẫn đồng đội đi rất xa rồi. Xa tới mức ngay cả tiếng gào thét kia họ cũng tỏ ra là không hề nghe thấy. Khi đi tới một nơi an toàn khác, Tần Phi Yến dừng lại, trực tiếp lấy thùng xăng có vấn đề trước đó từ trong viên châu mặc ngọc ra. Cô như nghĩ tới chuyện gì, trực tiếp nói với Lâm Tiểu Nhị phía sau, anh tới. Mở nó ra, không phải đều là xăng à? Lâm Tiểu Nhị không hiểu, lau bào. Bảo anh đi thì đi đi, nói nhiều làm gì? Tần Phi Yến thấy Lâm Tiểu Nhị cứ lề mề thì hạ giọng khiển trách, còn không mau đi. Sẽ không thật sự có thứ gì chứ? Lâm Tiểu Nhị rón rén đi tới trước thùng xăng, gõ trái gõ phải, lỗ tai còn nghe ngóng, hy vọng có thể nhìn ra một đóa hoa. Thế nhưng thùng xăng trước mặt lại bị niêm phong kín kẽ, ngay cả lỗ thủng trước đó Tần Phi Yến đâm vào cũng đã bị niêm phong lại. Nhìn từ bên ngoài cũng không nhìn ra cái gì. Lâm Tiểu Nhị cắn răng, tay cầm dao găm, dùng sức vạch một cái trên nắp thùng xăng. Cậu ta nhắm mắt lại, nín thở, sau đó nhanh chóng vạch xung quanh mấy cái, trực tiếp cắt ra một lỗ hổng ở thùng xăng. Sau khi mở mắt ra, nhìn vào bên trong, Lâm Tiểu Nhị điên cuồng chạy ra xa với tốc độ nhanh như gió, hoe, hoe. Lúc này, những người đứng ở gần đó cũng ngửi thấy mùi hôi từ bên trong truyền ra. Tần Phi Yến đổi sắc mặt, nín thở, đến gần thùng xăng kia. Trong thùng xăng cao gần nửa người có giấu một thi thể. Chẳng qua thi thể bên trong đã mục nát không nhìn ra hình dạng ban đầu nữa. Bên trên toàn là nước mủ với đầy giòi bọ. Vô cùng buồn nôn, mấy người còn lại cũng tò mò, lần lượt xuống vào, muốn xem thử rốt cuộc là sao. Phải biết là Lâm Tiểu Nhị bây giờ vẫn đang như phụ nữ có thai, hận không thể nôn hết mật đắng ra ngoài. Sau khi nhìn, không có gì bất ngờ, mọi người đều gia nhập đội ngũ nôn mửa như Lâm Tiểu Nhị. Chỉ còn lại Hứa Đại Bạch đứng bên cạnh Tần Phi Yến, nhìn thứ bên trong thùng xăng. Tần Phi Yến đi ra xa, giơ tay tạo thành một quả cầu lửa, bắn vào trong thùng xăng. Nhìn ngọn lửa cháy hừng hực trước mặt, đốt cháy toàn bộ tội ác trên thế gian. Những thùng xăng trước đó, trừ 50 thùng xăng mà mình lấy thì phần lớn đều là những thùng xăng nhẹ như vậy. Thứ đựng ở bên trong không cần nói cũng có thể đoán được. Nhìn những thùng xăng này đều được niêm phong kín, người sống không thể ở trong đó được. Rốt cuộc những thi thể này được đưa tới từ đâu, vận chuyển chúng tới để làm gì? Vào lúc này, những vấn đề ấy quanh quẩn trong đầu Tần Phi Yến giống như một nút thắt không sao gỡ được, mình càng biết nhiều thì sẽ càng bị loạn. Trong không khí tỏa ra mùi mỡ, mùi thịt cháy. Mãi không tan hết, nôn đủ rồi. Dậy đi, bảy người đàn ông mà như đàn bà vậy, xếp hàng với nhau như thế cũng không ngại mất mặt à. Tần Phi Yến lạnh lùng nói, cũng chẳng quay đầu lại mà rời đi. Lâm Tiểu Nhị ngẩng đầu lên, cậu ta đã nôn tới tan nát cả cõi lòng, nhìn vô cùng yếu ớt, nói, tôi mất mặt đó, thì sao nào? Trên thế giới này có mấy ai biến thái như chị cơ chứ? Giọng của Lâm Tiểu Nhị rất nhỏ, chỉ có 6 người bên cạnh nghe thấy. Họ lũ lượt gật đầu, không thể đồng ý hơn được nữa. Tần Phi Yến nghe tiếng ai oán bé như tiếng muỗi kêu thì trên mặt lộ vẻ chế nhạo, trong mắt chứa sự trào phúng. Chỉ thế này đã không chịu được à? Trí nhớ của cô về kiếp trước đã rất xa xôi, thế nhưng chuyện đó vẫn thoáng hiện lên, từng cảnh tượng một vẫn rõ ràng như mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Tần Phi Yến bắt đầu trở nên táo bạo, những thứ mình chán ghét đều không thể nào rũ bỏ được. Chợt, Tần Phi Yến đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân lại bị ôm chặt trong một vòng tay. Cũng không ấm áp lắm, giống như con người của Hứa Đại Bạch vậy, rất lạnh lẽo. Hứa Đại Bạch ôm Tần Phi Yến rất chặt, giọng nói trầm thấp, cuốn hút nói, anh không thích, em như thế. Tần Phi Yến ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt mình, thật ra vào lúc này cô đã hoàn toàn khôi phục lại. Hơn 20 năm qua, Tần Phi Yến đã từng khổ sở, đã từng tuyệt vọng, đã từng ủ dột, đã từng hưng phấn, đã từng điên cuồng.
Nhưng thấy Hứa Đại Bạch nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng thì trong lòng cô cũng không biết có thứ gì trải qua. Cảm giác này cô chưa từng được trải nghiệm. Vào lúc này, đây là lần đầu tiên Tần Phi Yến để tâm đánh giá một người đàn ông, hóa ra anh là người rất đẹp trai. Nhìn vào mắt Hứa Đại Bạch, Tần Phi Yến trực tiếp hỏi, anh lo lắng cho tôi. Hứa Đại Bạch ngoan ngoãn gật đầu, anh thích tôi. Tần Phi Yến hỏi nhưng cũng là khẳng định. Vào lúc này, Hứa Đại Bạch hơi lộ ra chút ngượng ngùng, thế nhưng không hề chậm trễ gật đầu rất dứt khoát. Đã như vậy thì, Hứa Đại Bạch, hãy nhớ kỹ những gì anh nói hôm nay. Nếu như một ngày nào đó, anh phản bội tôi. Nói tới đây, trong mắt Tần Phi Yến tràn đầy khói đen, nói từng chữ một, thế thì tôi sẽ tự tay móc tim của anh ra. Tuy Hứa Đại Bạch không có ký ức, hơi ngốc nghếch, nhưng vào lúc này cũng hiểu được ý trong lời nói của Tần Phi Yến, đó là đồng ý rồi. Trong mắt anh lóe lên đốm lửa của sự vui mừng, nhìn chằm chằm người trong lòng mình. Cảm giác này cũng không tệ, mình có thể cân nhắc tạm thời không giết Hứa Đại Bạch, cứ nuôi anh đi. Vào lúc này hai người có lẽ sẽ không ngờ, tương lai gặp phải một chuyện bất ngờ khiến hai người lật mặt, trở thành kẻ thù, tạo thành cục diện hai người không chết không thôi. Bọn Lâm Tiểu Nhị cuối cùng cũng thẳng được lưng, đuổi kịp Tần Phi Yến ở phía trước, thấy hai người trước mặt đang ôm nhau rất hài hòa thì dụi mắt, có phải mắt tôi có vấn đề không? Không phải chứ, lúc này chị Phi Yến nên đập cho Hứa Đại Bạch một trận nên thân chứ. Sao có thể tùy ý cho Hứa Đại Bạch sờ soạng như vậy được? Tôi cũng nhìn thấy, chấp nhận hiện thực đi. Trương Hạo Dân nói thầm trong lòng. Năm người đi theo phía sau ngơ ngác, họ không phải là một đôi à, có vấn đề gì hay sao? Đám người Lâm Tiểu Nhị đã quen Tần Phi Yến từ lâu nên hiểu vô cùng rõ. Khi thấy vấn đề sẽ không tự chủ nghĩ theo nhận thức chủ quan của bản thân. Trong mắt họ, Tần Phi Yến là người lạnh nhạt, là một tảng đá có ôm cũng không nóng lên được, thế nên sẽ cô độc tới cuối đời. Thế nhưng năm người kia rõ ràng là lần đầu gặp được Tần Phi Yến, bởi vậy thứ mà họ thấy chỉ là bề ngoài, họ chỉ tin vào những gì mắt mình nhìn thấy, chấp nhận là chuyện đương nhiên. Sau đó trên đường, Lâm Tiểu Nhị lộ ra biểu hiện kỳ quái, nhìn tên ngốc bên cạnh Tần Phi Yến, cứ luôn bám lấy cô, thi thoảng còn động tay sờ soạng cô, mặt hớn hở. Trước đây mình đúng là mắt chó bị mù, nhìn sai rồi. Thế mà cho rằng anh là nam thần cấm dục, đúng là loại hư hỏng. Một cái đầu bù xù dính tới, Tần Phi Yến bị chọc phiền, trực tiếp dùng bạo lực, cút. Cứ một lúc lại tới quấy giày, có cho người ta được yên không hả? Thế nhưng đối mặt với sự quấy rối đáng ghét này, không phải bạn nên lộ vẻ đằng đằng sát khí hay sao, nhưng trên mặt cô rõ ràng là sự dung túng, cưng chiều, xen lẫn một chút tức giận vì dạy mà không nghe đối với cún cưng. Lâm Tiểu Nhị chỉ nghe thấy tiếng gì đó vỡ nát, hóa ra chính là tam quan của cậu ta. Dọc đường còn liếc mắt đưa tình với nhau, ngược đãi chết lũ cún độc thân, ít nhất trong mắt họ chính là như vậy. Không tới một lát, Tần Phi Yến và Hứa Đại Bạch ở phía trước đã cẩn thận dừng bước, nhìn nhau một cái, đều thấy sự nghiêm trọng trong mắt đối phương, họ thấy điều gì đó khác thường. Ngũ giác của Tần Phi Yến rất nhạy bén, lúc này lại giống như bị người trong bóng tối nhìn chằm chằm. Cô nhanh chóng đánh giá xung quanh nhưng lại không phát hiện bất cứ thứ gì. Nhưng chưa đi được hai bước thì cảm giác bị theo dõi kia lại xuất hiện. Cả đám người giống như bị gắn mác là con mồi, thứ ẩn nấp trong bóng tối lúc này đang nhìn chằm chằm vào họ để chọn một thời cơ ra tay tốt nhất. Tốt nhất có thể chỉ cần làm một miếng là cắn đứt cổ con mồi, một đòn mất mạng ngay. Hai người đều cảm thấy bất thường đã đủ để chứng minh vấn đề. Có lúc, cao thủ có trực giác chí mạng đối với nguy hiểm. Giống như Tần Phi Yến và Hứa Đại Bạch vậy. Bảy người còn lại cũng thấy bầu không khí căng thẳng của hai người phía trước thì mới cảm nhận được không đúng. Bốn phía đều là vách tường kim loại, rất rộng rãi, cách bài trí xung quanh rất đơn giản, trừ vài cái bàn ra thì gần như chỉ có một số thiết bị dùng trong lúc làm việc. Lướt nhìn là có thể thấy rõ hết, thật sự không có chỗ nào có thể ẩn nấp cả. Tí tách, một giọt chất lỏng rơi xuống trước mặt Tần Phi Yến, chất lỏng đặc sệt tanh hôi trực tiếp nhỏ xuống bên chân cô. Cô liếc mắt nhìn bên chân một cái. Tần Phi Yến thấy chấn động, ẩn nấp tốt lắm, sau đó cô làm như không phát hiện ra. Chẳng trách trong thời gian ngắn mình không phát hiện ra được, hóa ra thứ kia đang ở ngay trên đỉnh đầu mình, vào lúc này đang chảy nước miếng với mình. Từ sau khi đi qua hành lang vào đây, trừ gian phòng cố ý cách ly thì bên ngoài chẳng khác nào một cái nhà thờ lớn, vừa cao vừa rộng, lại rất thô sơ, ngay cả đèn chiếu sáng cũng chỉ lắp ở vách tường. Còn trên đỉnh đầu có thứ gì ẩn nấp, nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó phát hiện. Hôm nay nếu không phải thứ kia tự để lộ dấu vết thì trong thời gian ngắn nhóm mình chưa chắc đã thấy dấu vết của nó. Ngụm nước miếng này ở rất gần, không chỉ mình phát hiện ra, ngay cả Hứa Đại Bạch ở bên cạnh cũng phát hiện ra ngay lập tức.
Nếu thứ quỷ quái này coi mình là con mồi, muốn ra tay với mình, thế thì mình sẽ đảm nhận trách nhiệm làm mồi nhử một phen. Tuân thủ phương pháp tấn công chí mạng, Tần Phi Yến gật đầu với Hứa Đại Bạch. Đi lên phía trước vài bước, quả nhiên, giọt nước bọt rơi trên mặt đất cũng di chuyển một vài bước đến gần Tần Phi Yến. Trời ạ! Trong lòng Tần Phi Yến ghê tởm vô cùng. Ngay lúc này, một thứ đen ngòm tập kích vừa vội vừa nhanh nhào về phía Tần Phi Yến. Tần Phi Yến nghiêng sang một bên vài bước, nhanh chóng né tránh. Bóng đen đánh trượt, lại muốn đánh úp về phía Tần Phi Yến. Nhưng Hứa Đại Bạch lúc này lập tức ra đòn tấn công bóng đen kia, chỉ nghe thấy tiếng xoẹt xoẹt từ trên người bóng đen, tiếp theo là tiếng kêu thê thảm, á. Bóng đen đó bị thương nặng, kiến thức không đủ, đúng là chỉ giỏi bắt nạt người thiện lương, e ngại người hung ác, xuất phát từ trực giác mà nó muốn lùi lại bỏ chạy. Nhưng Tần Phi Yến trực tiếp phi thẳng một con dao găm về phía bóng đen. Lực ném rất mạnh, trực tiếp ghim nó xuống mặt đất. Nhưng điều khiến Tần Phi Yến khiếp sợ chính là bóng đen trước mặt này cho dù đã bị đóng đinh trên mặt đất cũng vô dụng. Nó giống như một dòng nước đen, một nửa cơ thể xông về phía trước, sau khi thoát khỏi dao găm thì hội tụ lại lần nữa để chạy trốn, bỏ lại một mình con dao găm cắm trên mặt đất. Thứ này quỷ dị vô cùng, Tần Phi Yến chưa từng thấy bao giờ. Thứ đen như mực ấy, nếu nó chạy trốn mà muốn tìm lại thì sẽ rất khó khăn. Tần Phi Yến đưa tay lên, một bức tường đỏ rực lập tức chặn đường đi của nó. Bóng đen thấy vậy, lập tức lao về phía bên kia. Cô lại vung tay thêm mấy phát, bức tường lửa trực tiếp chặn mọi con đường xung quanh bóng đen. Bóng đen muốn phá tan bức tường lửa để thoát ra, nhưng vừa chạm vào thì ngọn lửa nóng rực đã thiêu đốt bóng đen kia không chút thương tiếc, tiếng xẹt xẹt không dứt bên tai. Nhìn bóng đen đấu tranh giống như con thú bị mắc kẹt bên trong ngọn lửa, Tần Phi Yến đi tới, thứ kia giống như có linh trí, phát ra tiếng gào thét về phía Tần Phi Yến. Nhưng bởi vì nó chỉ có một màu đen nên Tần Phi Yến không nhìn ra đầu và mặt của nó, thứ duy nhất có thể cảm giác được chính là sự phẫn nộ của nó. Giống như một con thú hoang dã vậy, cho dù mày ghét tao đến thế nào, thắng làm vua thua làm giặc. Nếu thực lực của mình thấp thì hôm nay đã trở thành bữa ăn trong bụng nó rồi. Tần Phi Yến không nhìn ra ngọn nguồn của thứ này nên muốn mang về nghiên cứu, nhưng lại không được. Trói buộc không hiệu quả đối với nó, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, không chú ý một cái là nó có thể chạy mất tăm. Cô trực tiếp khống chế bức tường lửa, đẩy mạnh về phía trung gian, bóng đen muốn trốn lại không thể trốn thoát, cứ thế bị đốt cháy, nó phát ra tiếng kêu thê thảm, chỉ chốc lát sau đã lập tức im bặt. Từ khi Tần Phi Yến phát hiện bóng đen đến khi thiêu cháy nó chỉ mất nửa phút. Những người khác vừa chứng kiến từ đầu đến cuối nói, thứ kia là cái gì thế, trông kinh khủng quá. Dường như nghĩ tới cái gì, có người nói, người chết lúc trước, không phải là bị thứ này giết đấy chứ. Suy đoán bóng đen kia giết người càng ngày càng chắc chắn. Mọi người hãy cẩn thận một chút, thứ này hẳn là không chỉ có một con thôi đâu. Tần Phi Yến nói thẳng, cái gì? Những người khác như muốn nhảy dựng lên. Con này có thực lực quá yếu, còn đã giết người lúc trước chắc chắn mạnh hơn nó. Con trước đó đã giết người rồi mà mình cũng không phát hiện ra, còn con này quá yếu, như lính mới vậy, mới mấy chiêu đã giải quyết xong rồi. Qua biến cố vừa rồi, mọi người càng thêm cẩn thận hơn. Quả nhiên giống như Tần Phi Yến đã nói, sau đó họ lại chém giết mấy thứ giống như bóng đen kia. Nhưng nó rất giỏi ẩn nấp, nếu nó không chủ động tấn công thì rất khó phát hiện ra sự tồn tại của nó. Khi bị bắt, nó lại rất giỏi chạy trốn, chỉ cần có một chút vết nứt nhỏ là nó có thể chảy qua giống như nước vậy. Dao và súng đều vô dụng đối với nó, sau khi trực tiếp bị chém làm đôi, nó vẫn có thể thu nhỏ, trở lại hình dạng ban đầu. Nhưng nhược điểm duy nhất của thứ này chính là thực lực yếu, thậm chí có con không chịu nổi đòn đánh. Chỉ cần phát hiện ra nó và ngăn chặn nó trốn thoát thì có thể giết chết chỉ trong 2-3 chiêu. Sau đó, Tần Phi Yến trực tiếp để những quái vật bóng đen này lại cho nhóm Lâm Tiểu Nhị luyện tập. Sau khi lại giải quyết một con quái vật bóng đen lần nữa, nhóm Tần Phi Yến bỗng nghe thấy tiếng động từ nơi cách đó không xa. Trong lòng họ vui vẻ, phải biết một nơi ma quái thế này không biết lớn như thế nào. Sau lần tách khỏi tiểu đội dị năng Thanh Mộc, nhóm Tần Phi Yến đã không còn gặp ai nữa. Không biết tình hình của các nhóm khác thế nào rồi. Đoàn người nhanh chóng chạy về phía phát ra âm thanh, rẽ vào một góc, thứ lọt vào trong tầm mắt đó là một bóng dáng màu đen to như bạch tuộc đang bám vào đầu một người. Nó đang nhanh chóng kéo dài xuống phía dưới giống một tấm vải đen, như muốn quấn người nọ lại hoàn toàn. Trước đó họ đã thành thạo đối phó với bóng đen rồi. Trương Hạo Dân thấy vậy lập tức phản xạ có điều kiện ngưng tụ dị năng hệ mộc thành một con dao găm bén nhọn rồi phi về phía bóng đen kia. Phải biết rằng trước đây mình đã bị bóng đen kia liệt vào danh sách mục tiêu, bởi vì nhất thời không chú ý nên trực tiếp bị nó bọc lại,
thiếu chút nữa đã bị nuốt vào bụng tiêu hóa, cảm giác ấy tuyệt vời, vô cùng. Cho đến bây giờ, anh ta vẫn có thể ngửi thấy mùi còn lưu lại. Con dao găm sắc nhọn bằng gỗ cắm phập vào cái bóng, nó giống như thủy triều chảy xuống khỏi người kia. Nhanh chóng bị chém giết và thiêu rụi. Bởi vì tốc độ phi dao của Trương Hạo Dân vừa gấp vừa nhanh nên người được cứu cũng bị thương nhẹ trên vai. Nguy cơ đã được giải quyết, nhóm Tần Phi Yến còn chưa kịp nói gì, những người trước đó vừa rút lui trong góc đã chạy ra, vây quanh người đàn ông bị thương để vội vã hỏi thăm. Nhìn thấy vết máu loang lổ trên vai anh ta, một cô gái xinh đẹp chạy đến trước mặt Tần Phi Yến, chỉ vào mũi của họ mà mắng, các người có còn nhân tính, có còn lương tâm nữa hay không hả? Vì giết bóng đen mà ngay cả tính mạng con người cũng không để ý à? Ở thời này, cho dù là trước hay sau tận thế, cực phẩm như vậy vẫn chưa tuyệt chủng. Huống hồ lúc Trương Hạo Dân ra tay đã tránh được điểm yếu, chỉ là trên vai bị thương một chút mà thôi. Một cô ả vô lý như vậy, bạn càng không thể nói rõ lý lẽ với cô ta. Nếu thật sự cãi nhau thì không khác gì tự hạ giá trị của mình. Nhóm Tần Phi Yến khinh thường ầm ĩ, đều lạnh mặt, cũng có người tức giận đến mức mặt đỏ lư. Nhìn thấy nhóm Tần Phi Yến im lặng, cô ta càng được đà làm tới. Cô ả xinh đẹp kia trực tiếp biến nỗi lo lắng và sợ hãi khi đối mặt với cái chết thành phẫn nộ, lập tức mở miệng mắng Tần Phi Yến. Mấy người phía sau cô ta cũng đâu phải là hạng tốt lành gì, đều gia nhập vào trận mắng chửi, đúng là được đà lấn tới, trực tiếp đổ hết tội lỗi lên đầu nhóm Tần Phi Yến. Nhưng họ quên rằng nếu không có Tần Phi Yến, người đàn ông trước đó không chỉ bị thương mà e là ngay cả xương cũng không còn. Ai đã cho họ dũng khí làm thế chứ? Sắc mặt Tần Phi Yến càng ngày càng lạnh, cuối cùng nở nụ cười mỉm quỷ dị. Cứ thế lui lại vài bước, cô ả kia nhìn thấy nhóm Tần Phi Yến muốn đi, lập tức đưa tay muốn kéo Tần Phi Yến. Phải biết rằng sở dĩ họ đẩy tội lên người Tần Phi Yến chính là muốn nhóm Tần Phi Yến cảm thấy hổ thẹn, sau đó vì chuộc tội sẽ phải bảo vệ họ. Thứ quỷ quái kia quá kinh khủng, nhưng nhóm Tần Phi Yến muốn đi thì họ làm sao có thể giữ lại được. Mày không được đi, cô ả xinh đẹp kia bén nhọn gào thét muốn xông lên. Nhưng ngay lúc này, một bóng đen trên đỉnh đầu ập xuống, trực tiếp phủ lên đầu cô ả xinh đẹp. Nhìn thấy bạn mình bị bắt lấy, phản ứng đầu tiên của các thành viên khác không phải là giải cứu mà giống như tránh bệnh dịch hạch, đều hoảng loạn lui lại. Sau đó họ nhìn về phía Tần Phi Yến giống như nhìn thấy hy vọng vậy, miệng run rẩy hét lên, cứu cô ấy với. Tần Phi Yến đứng tại chỗ không hề động đậy, vẻ mặt vẫn giống như trước, nở nụ cười rào rạt thanh xuân. Nhưng chúng tôi làm gì có nhân tính? Lời nói của Tần Phi Yến giống như một quả bom, khiến họ chóng mặt ù tai vậy, suýt nữa không thể đứng vững. Các người có nhân tính không? Có lương tâm không? Đây là những gì họ đã hét lớn chỉ trích nhóm Tần Phi Yến ban nãy, không có khoảnh khắc nào khiến họ hối tiếc như lúc này. Giống như là bị người ta hung hăng tát một cái vậy. Ngẩng đầu nhìn nụ cười quỷ dị trên mặt Tần Phi Yến, giống như hiểu được cái gì, có người khóc giống lên, mày cố ý. Mày làm thế là đang trả thù. Mắt thấy cô ả kia sắp hoàn toàn bị bao phủ, động tác giãy giụa càng ngày càng nhỏ, trong lòng họ vừa sợ vừa lo, mục tiêu tiếp theo của bóng đen này sẽ là ai? Ai cũng trợn trừng mắt, co chân chạy cật lực. Họ không thể ở lại chờ chết được. Nhưng từ xa chợt truyền đến tiếng bước chân, một cột nước lao thẳng về phía bóng đen kia, nó lập tức rút lui, nhưng vừa tiếp xúc với mặt đất đã bị một ngọn lửa trói lại và đốt cháy, hóa thành hư vô. Cô ả xinh đẹp vừa bị bọc kín kia đã được giải cứu, nhưng hít vào ít, thở ra nhiều, gần như không còn thở được nữa. Tần Phi Yến nhìn đối phương, là nhóm thuộc căn cứ Tây Bắc, người đi đầu phóng ra ngọn lửa để giết chết bóng đen chính là yêu nữ Vân Thư nóng bỏng. Tần Phi Yến hơi nhíu mày, có chút tiếc nuối, nhưng nhìn cô ả nửa sống nửa chết nằm trên mặt đất thì trong lòng lại thấy thích thú, suy yếu như vậy, nhất thời rất khó có thể bình phục. Ở nơi nguy hiểm này, ngay cả khả năng tự bảo vệ cơ bản cũng không có thì không khác gì thứ vô dụng. Vậy kế tiếp phải xem số cô ta có may mắn không, bị đồng đội chê bai ghét bỏ không? Nhóm ba người của Cố Thành đi đến, phía sau có rất nhiều người đi theo. Nhìn thấy người trước đó bị bóng đen tập kích được giải cứu, giờ lại nằm trên mặt đất không rõ sống chết thế nào, mấy người gần đó đều hoảng sợ giống như nhìn thấy ma vậy. Ngược lại là nhóm Tần Phi Yến vẫn nhàn nhã đứng tại chỗ, không đúng. Nếu không thể đánh bại bóng đen thì đáng lẽ nên sợ hãi. Nếu ngược lại thế này thì càng vô lý. Chuyện gì đã xảy ra thế? Cố Thành hỏi. Cố Thành xuất hiện, mấy người kia giống như nhìn thấy cứu tinh vậy, trực tiếp chạy tới, vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tần Phi Yến. Ác ma, họ là ác ma. Mặc dù Tần Phi Yến bây giờ đã lạnh mặt, nhưng nụ cười kỳ lạ trước đó vẫn không ngừng phản chiếu trong lòng họ.
muốn nói gì nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng kia lại không thể mở miệng. Muốn cãi cọ nhưng lại vô lực. Nhìn cảnh tượng trước mắt, cộng thêm trước đó ở xa xa đã nghe thấy họ hét lên, mày làm thế là đang trả thù. Nhóm Cố Thành tự tưởng tượng trong lòng toàn bộ sự tình, chẳng lẽ vì đã xảy ra chuyện gì nên tiểu đội dĩ năng Phong Vân đang báo thù. Thế nên mới có cảnh tượng trước mắt. Nếu họ không đến kịp thì ai biết ở đây sẽ xảy ra chuyện gì, những người này cũng sẽ chết vô ích. Nghĩ tới đây, trong lòng Cố Thành có chút không vui. Không phải bởi vì quan tâm đến tính mạng của mấy người này mà là vì thái độ kiêu ngạo của tiểu đội dị năng Phong Vân. Trước đó đã có tin đồn tiểu đội dị năng Phong Vân kiêu ngạo ương ngạnh đến thế nào, thật không ngờ lại dám hại người trắng trợn như vậy. Vừa nhìn thấy ánh mắt chán ghét của Cố Thành, Tần Phi Yến lập tức biết ý nghĩ của anh ta. Đám người kia tự cho rằng mình đang ở trên cao, nhìn xuống những người khác cứ như mình là thượng đế vậy. Nhìn vấn đề mà chỉ dựa vào đôi mắt của mình, suy đoán riêng của mình, chỉ vòng quanh tâm tính của mình, trực tiếp đóng dấu lên người khác. Cái nồi đen này mình không cõng đâu. Cô cười hì hì với mấy người co đầu rút cổ kia, đưa tay chỉ vào một tên rồi nói, anh kia. Chính là anh đấy. Mấy người kia run sợ, họ đều cho rằng Tần Phi Yến đang chỉ mình, nhưng không ai đứng ra. Trên cổ có sợi dây kim loại ấy. Đừng nhìn tôi nữa, đang chỉ anh đấy. Tần Phi Yến đi tới, trực tiếp kéo người nọ ra, lùi cái gì mà lùi, trước đó tôi vừa nghe thấy anh kêu đấy. Tôi trả thù các anh cái gì? Tôi, gã đàn ông bị xách cổ áo thì thở hổn hển, tôi mấy lần mà không nói được hết câu. Hơi quá đáng rồi đó, cho dù là căn cứ Tây Bắc cũng không có ai kiêu ngạo như vậy cả. Nhìn thái độ kiêu ngạo của Tần Phi Yến, Vân Thư thấy chướng mắt, lập tức muốn ngăn cản. Nhưng bị An Hành chỉ bên cạnh giữ chặt, Vân Thư quay đầu lại nhìn, anh kéo tôi làm gì? An Hành chỉ không nói gì, chỉ vào người bị bắt nạt, trực tiếp hỏi, cô biết người kia à? Ánh mắt cô ta giống như nhìn bệnh thần kinh nhìn về phía An Hành chỉ, nhưng vẫn trả lời, không biết. Không biết thì góp vui cái gì? An Hành chỉ châm chọc nói. Vân Thư hơi tức giận, bị thái độ của An Hành chỉ chọc tức rồi. Cô ta đang muốn đáp trả hai câu, nhưng lại bị lời nói lạnh lẽo của An Hành chỉ làm cho đông lạnh. Tiểu đội dị năng Phong Vân không phải dễ chọc, người của tiểu đội dị năng Lang Yên lúc trước đều chết hết đấy. Trước đó Vân Thư đã nghe nói đến chuyện này. Tần Phi Yến trực tiếp tiêu diệt tiểu đội dị năng Lang Yên, một người cũng không bỏ qua, điều này nói lên một thái độ. Họ là nhân vật tàn nhẫn. Trước khi mọi thứ còn chưa rõ ràng, dựa vào thế lực để áp chế người ta thì có lẽ họ sẽ nhân nhượng cho khỏi phiền. Nhưng tiểu đội dị năng Phong Vân không có lý thì tốt, còn nếu họ đúng thì sao? Đối mặt với một nhóm người tàn nhẫn như vậy thì nên nuốt cục tức này xuống, sau này chắc chắn sẽ trả thù sau. Vì mấy người này có đáng không? Mấy người kia nhìn về phía nhóm Cố Thành để cầu cứu, nhưng điều khiến họ thất vọng là cả ba người kia đều không có ai mở miệng. Nhìn cái gì mà nhìn, nếu không trả lời câu hỏi thì tôi sẽ cắt đầu lưỡi của anh đấy. Tần Phi Yến rút ra một con dao nhỏ, giơ sát mặt người nọ mà hung tợn uy hiếp. Lưỡi dao lạnh lẽo dọc theo mặt chậm rãi di chuyển xuống, người đàn ông kia run rẩy, tôi sai rồi, là tôi không đúng. Ban nãy khi các cô cứu người, bọn tôi không nên mắng chửi các cô. Tình thế đảo ngược, nhìn những người khác đều có chút kinh ngạc. Tần Phi Yến dùng lưng dao vỗ vỗ mặt người nọ, nói sớm một chút không phải là được rồi sao? Lần sau ăn nói phải để ý vào, không phải ai cũng có lòng khoan dung như tôi đâu. Có con khỉ, trợn mắt nói dối, những người khác đồng loạt hét lên trong lòng. Tần Phi Yến cất dao đi, vỗ vỗ tay rồi thấy nhóm Cố Thành nhìn về phía mình, thản nhiên nói, để mấy người chê cười rồi. Sau khi trở về đội ngũ, cô đứng trước mặt Trương Hạo Dân mà chỉ cây dâu, mắng cây hòe, đều là chuyện tốt do anh gây ra đấy. Anh có bản lĩnh hay gì vậy? Thực lực không đủ thì làm sao cứu người được hả? Làm vai người ta bị thương kia kìa, bị mắng chửi té tát như thế đúng là đáng đời. Sau này đừng có cứu người nào nữa, người ta sẽ cho rằng anh làm thế là đang trả thù đấy. Sau này người ta mà bắt anh đền tiền bồi thường thì để xem tôi có quất chết anh không nhé. Dứt lời, cô quay đầu lại hỏi người anh em bị thương kia, anh có muốn tiền bồi thường không? Tần Phi Yến vừa nói vừa châm chọc nhìn về phía những người khác, chỉ hai ba câu đã lập tức làm rõ sự tình. Dùng các câu chuyện để diễn đạt nhé, đây là chuyện nuôi ong tay áo, chuyện nuôi cáo trong nhà, chuyện tiểu đội dị năng Phong Vân và đội đối diện. Người đàn ông run rẩy nói, không, không cần. Lần này là anh may mắn đấy, lần sau nếu anh còn tự tiện hành động nữa là tôi xào anh luôn. Tần Phi Yến mắng, phải biết rằng cứu người lại bị tống tiền đúng là dù có miệng cũng không nói rõ được, còn khiến người ta ghê tởm hơn ăn ruồi. Đừng hiểu lầm, xào anh luôn, của Tần Phi Yến là đuổi việc, mà là xào trong chảo lớn. Trương Hạo Dân rất biết điều,
cũng rất tình ý, vỗ vỗ ngực đảm bảo, chị Phi Yến, lần sau tôi chắc chắn sẽ sửa. Cho dù nhìn thấy người nào gặp nguy hiểm ngay trong tầm mắt, nếu không đủ sức đảm bảo đối phương được giải cứu mà không bị thương thì tôi sẽ không bao giờ động vào anh ta đâu. Những người khác đều đen mặt, sao có thể nói như vậy chứ? Có khác gì nhìn người ta chết trước mặt mình không? Nhưng đồng thời, hình tượng tiểu đội dị năng Phong Vân trong lòng họ càng ngày càng quỷ dị. Chẳng phải mọi người đều nói rằng cho dù team màu đen cũng phải duy trì hình tượng tốt, ít nhất phải mang màu trắng trong mắt mọi người hay sao? Tiểu đội dị năng Phong Vân trước mặt dường như không quá cố kỵ cái nhìn của mọi người. Muốn dùng đạo đức chèn ép họ đúng là ngu xuẩn. Người của căn cứ Tây Bắc không muốn chọc vào họ, đồng thời trong lòng cũng không muốn để ý đến đám người kia. Không khác gì kẻ điên cả, chay mặn không kỳ. Vất vả lắm mới nhìn thấy người khác, Tần Phi Yến tự nhiên sẽ không bỏ qua, núi không đến gặp thì mình lập tức đi tìm thôi. Tần Phi Yến trực tiếp giải thích ngắn gọn và rõ ràng về tình hình mà mình gặp phải, còn về chuyện thu hoạch xăng dầu, sau khi gặp tiểu đội dị năng Thanh Mộc cũng không giấu được, vì thế thoải mái dặn dò. Đương nhiên việc có thi thể trong thùng xăng đã bị lược bỏ. Khi nghe thấy tin tức về xăng, sắc mặt của những người kia đã thay đổi. Thực ra họ cũng tìm thấy xăng ở một nơi khác, nhưng bên trong hầu hết toàn là xác chết. Nhìn Tần Phi Yến ở một bên không tim không phổi nói vậy, chắc hẳn không phát hiện bất thường bên trong thùng xăng. Có vẻ như không chỉ có một nơi chứa thi thể, thậm chí có vài nơi. Họ vừa phát hiện hơn 200 thi thể đang phân hủy bên trong thùng xăng. Thậm chí đây chỉ là con số hiện tại, nơi này đã được thành lập bao nhiêu năm rồi, trong thời gian đó có bao nhiêu xác chết được bí mật vận chuyển chứ? Nếu sử dụng xăng để che đậy, lại có rất nhiều xác chết được vận chuyển đến đây như thế, rốt cuộc là để làm gì? Một nghi vấn lớn gõ thẳng vào tâm trí của họ. Không ngờ lại nhớ đến trước khi đi, các bậc cha chú hình như đã ám chỉ dặn dò. Có phải họ đã biết gì rồi không? Nhưng những chuyện này thực sự không thể nói ra, thậm chí còn phải giữ kín để tránh mọi người biết. Tình hình họ gặp phải rất giống với nhóm Tần Phi Yến. Ngoại trừ lúc gặp phải thùng xăng cùng bóng đen là có chút kinh ngạc ra thì không còn gì khác. Căn cứ Tây Bắc có tâm tư riêng của họ, ngay cả nhóm Cố Thành cũng không hoàn toàn tin tưởng đối phương. Còn Tần Phi Yến đương nhiên có toàn tính nhỏ của mình. Mấy người ở bên kia lúc đầu vốn đi cùng với đội dị năng khác, nhưng khi đội đó vừa tìm thấy xăng, lại vì họ có thực lực yếu nên đã dùng một chút xăng để đuổi mấy người ấy đi. Sau đó họ nghĩ dù sao cũng không có nguy hiểm gì, còn không bằng tự mình đi làm một chuyến. Nếu gặp xăng hay gì thì sẽ là của họ. Nghĩ là làm, vì vậy họ mượn chuyện này để làm ầm ĩ lên, thế là lập tức được rời khỏi đoàn. Bởi vì không có không gian, sợ cứ đặt ở đó bị người ta chiếm mất nên lập tức phái hai người ở lại canh giữ. Còn những người khác tách ra để tìm vật tư. Nếu Tần Phi Yến biết được, chắc cô sẽ nghĩ không biết đội ngũ kia to gan hay bị lợi ích làm cho mờ mắt. Một nơi xa lạ và nguy hiểm như vậy, một đội tổng cộng chỉ có hơn 10 người mà lại tách ra để tìm kiếm vật tư. Quả nhiên, ngay khi 5 người trong số họ rời đi, họ đã không chú ý tới có một bóng đen giống như ma quỷ, im hơi lặng tiếng khiến những người khác bị dọa mất mật. Mắt thấy bóng đen kia có tốc độ cực nhanh, giống như một cái bào tải sắp nuốt chửng người kia thì nhóm Tần Phi Yến xuất hiện, chuyện xảy ra tiếp theo thì mọi người đều biết rồi. Mọi người đều đã gặp phải tình hình tương tự, nhưng giờ phút này, mấy người dọa vỡ mật kia tuyệt đối không dám hành động một mình nữa. Suy nghĩ duy nhất của họ bây giờ là tìm đồng đội cũ càng sớm càng tốt, sau đó lập tức đi ra ngoài, nơi này dù có nhiều vật tư nhưng họ đều không dám mơ tưởng tới, thực sự quá nguy hiểm. Tiểu đội các anh còn bao nhiêu người? Một tiểu đội trưởng phía sau Cố Thành giống như nghĩ tới cái gì, hỏi. Người đàn ông kia nhất thời không hiểu đối phương hỏi cái này để làm gì. Chẳng lẽ sau khi nhóm mình tách ra khỏi đội cũ, đối phương đã gặp tiểu đội cũ ấy rồi sao? Một người mắt sáng lên, thẳng thắn trả lời, tiểu đội của chúng tôi có tổng cộng 11 người, trước đó đã phái 2 người canh giữ xăng. Để tìm thêm vật tư, 9 người còn lại được chia thành 2 đội. Có một nhóm 4 người có thực lực mạnh hơn cho nên số lượng người nhóm chúng tôi sẽ nhiều hơn một chút. Có phải các anh đã gặp được họ không? Trong lòng rất chờ mong, người kia liên tiếp hỏi, mau nói đi, đã gặp ở đâu thế? Tiểu đội trưởng gật đầu với Cố Thành, hỏi như cảnh sát thu thập chứng cứ, trong 4 người kia có phải có một cô gái không, hơn nữa trên cánh tay có một vết sẹo. Dài từ khuỷu tay phía sau đến lòng bàn tay, người đàn ông đầu tiên lắc đầu, không đúng. Mộ Tư và Mộ Niệm đều là 2 cô gái, nhưng người có vết sẹo trên cánh tay hẳn là Mộ Niệm. Đó là lúc chống lại zombie cấp 4 nên bị cào xước. Lần đó Mộ Niệm thiếu chút nữa đã không vượt qua. May mà Mộ Tư là dị năng hệ thủy biến dị nên có năng lực trị liệu. Ngay khi người kia lải nhải thì nhóm Cố Thành đã xác định thân phận của họ.
tiểu đội trưởng rất tiếc nuối nói, họ đã chết rồi. Chưa nói xong, người kia đã không thể tin nổi hét lên, không thể nào. Phải biết rằng bốn người họ chính là thành viên chủ chốt của tiểu đội, năm người mình đều không chết, bốn người họ sao lại dễ dàng tắt máy như vậy. Lúc này anh ta vốn dĩ đã quên mất tổng hợp thực lực của tiểu đội họ không hề mạnh. Lúc này sở dĩ có 11 người có thể tiến vào là vì lúc đến huyện U Nguyên, tiểu đội họ gần như đã rút hết nhân thủ bình thường tới đây. Họ tự cho là bốn người có thực lực mạnh, cũng chẳng qua chỉ mạnh hơn dị năng giả bình thường một chút thôi. Sở dĩ họ có thể sống sót hoàn toàn là gặp được nhóm Tần Phi Yến và nhóm của căn cứ Tây Bắc, bằng không bây giờ chỉ sợ ngay cả xương cốt cũng không còn thừa. Họ không thể chấp nhận thực tế này, phải biết rằng mặc dù bây giờ họ rất quẫn bách, nhưng chỉ là tạm thời, miễn là họ gặp lại bốn người mạnh của đội thì sẽ được an toàn. Lúc này, tiểu đội trưởng nói một câu, họ đã chết rồi. Không khác gì cắt đứt hy vọng của họ. Cuộc sống không thể nhìn thấy một chút ánh sáng thì sống thế nào? Chắc chắn là những người đó nhìn lầm rồi, phải biết rằng cũng có người tương tự nhau, trên cánh tay có một vết sẹo thì đã sao, nhiều người bị zombie cào xước vẫn thức tỉnh dị năng mà, ai dám khẳng định người kia chính là Mộ Niệm chứ? Tin hay không tùy các anh. Tiểu đội trưởng nói thẳng, sau đó nói thêm, đúng rồi, ba lô của họ cũng giống ba lô của người nằm trên mặt đất đấy. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Người đàn ông thất thần hét lên. Ngoại trừ bốn người họ, không ai có dư thừa lòng trắc ẩn để an ủi họ cả. Sau tận thế, biến đổi lớn nhất của con người là gì? Chỉ sợ chính là khả năng chấp nhận. Chỉ cần vượt qua cửa ải đầu này thì sau đó dù xảy ra chuyện thảm khốc cỡ nào, cũng có thể nhanh chóng chấp nhận. Đã không còn giống như trước tận thế, hễ một chút không vừa ý, ví dụ thi cử không tốt là hoài nghi mình không đủ IQ rồi uống thuốc, bị giáo viên mắng chửi đã cho rằng nhân cách bị sỉ nhục rồi nhảy lầu tự sát, bạn trai ngoại tình với bạn thân là cứa cổ tay, chồng bao nuôi bồ nhí là thấy cuộc sống không có ý nghĩa gì, lái xe đâm vào tường. Đòi sống đòi chết như thế, bạn cho rằng là tiểu thuyết à, có thể xuyên qua hoặc sống lại khi còn bé à, nếu đã chết là chết rồi, chỉ để lại người thân, người đầu bạc tiễn người đầu xanh thôi. Nhưng cuộc sống sau tận thế thì tuyệt nhiên không có chuyện đó, họ đều phải tin một câu, chết tử tế không bằng sống sót. Bất kể cuộc sống tra tấn mình như thế nào, cho dù đầy rẫy vết thương cũng phải sống. Thế nên biểu cảm của bốn người trước mặt này còn nghiêm trọng hơn cả trời sụp. Ai không biết chuyện còn tưởng họ đau lòng khổ sở mà đi theo cơ. Nhưng giờ phút này, bi thương trước đó hoàn toàn không còn dấu vết, họ đã sớm khôi phục, đang cân nhắc đi tìm lối thoát rồi. Không khỏi nói, tất cả mọi thứ nếu có mặt tốt thì phải có mặt xấu. Sau tận thế, khả năng chịu đựng của con người đã trở nên mạnh mẽ hơn, mặt khác cũng phản ánh sự lạnh lùng trong bản chất con người. Người chết như đèn tắt, trong tận thế nguy cơ tứ phía, sinh mệnh bị đe dọa này, đau lòng một trận, khổ sở một khắc rồi nhanh chóng chấp nhận thực tế. Có lẽ thời gian lâu dần, sẽ không ai trên thế giới này còn nhớ anh ta nữa, sẽ không còn dấu vết nào trên thế giới nữa. Không biết thi thể của họ được xử lý như thế nào? Câu hỏi này giống như một thằng ngốc vậy. Sau tận thế, xử lý người chết như thế nào chứ? Tất nhiên là thiêu, xong hết mọi chuyện. Chôn cất à? Cũng phải xem có điều kiện này không? Mặc kệ thì không thể, không chừng một khắc sau, bóng đen sẽ đến nuốt anh ta, hoặc là thi thể dị biến thành zombie. Tình hình này không phải là không có, theo những người trong căn cứ Tây Bắc kể lại, người thân của họ trước đó bị zombie cào xước, tình hình rất nghiêm trọng, tử vong tại chỗ. Khi đó mới bắt đầu tận thế, mọi người còn chưa có kinh nghiệm gì nên đào một cái hố ở gần nhà rồi trực tiếp chôn. Chưa đợi gia đình họ đau lòng xong, người thân bị chôn sống vào tối hôm đó đã tìm đến tận nhà. Bạn tưởng rằng đó là một câu chuyện ma à, sai rồi. Sau khi người thân kia chết và dị biến thành zombie đã tự mình đội mồ chôn mình chui ra. Sau tận thế, mọi người đã chứng kiến nhiều nên thủ đoạn xử lý sự việc cũng trở nên lão luyện. Để diệt bỏ hậu họa, cho dù không nỡ cũng phải châm lửa thiêu rụi. Lúc trước chúng tôi được phân cho một ít xăng, bây giờ không định ở lại đây nữa. Tôi muốn thuê các anh đưa mấy người chúng tôi trở về chỗ hội hợp, số xăng kia coi như là thù lao của các anh. Hai người kia cũng đã chết rồi. 15 thùng xăng đang ở trong không gian của họ mà. Giống như người máy vậy, tiểu đội trưởng nghiêm túc nói ra tin tức này. Cái gì? Lúc này ngay cả Tần Phi Yến cũng kinh ngạc nhìn họ, mấy người là tử thần à? Sao gặp ai là người đó chết thế? Hai nhóm người, không một ai còn sống. Không lẽ là nhìn chúng số xăng kia, dứt khoát giết người diệt khẩu? Loại chuyện này không phải là không có, ngược lại rất phổ biến. Nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, lại thêm ánh mắt quỷ dị của tiểu đội dị năng Phong Vân, thiếu chút nữa chỉ dán nhãn, đối tượng hoài nghi, lên đầu họ.
Tiểu đội trưởng rất lúng túng ho khan một tiếng, lúc chúng tôi đi ngang qua, nơi đó ngoại trừ hơn 10 thùng xăng thì không có một người nào cả, trên mặt đất chỉ có hai vết máu thôi. Lúc này cũng không cần nhiều chứng cứ, chỉ cần miêu tả hiện trường là biết hai người kia đã hy sinh rồi. Nếu không thì tại sao trên mặt đất lại có đúng hai vết máu không nhiều không ít chứ? Hô, bốn người hít sâu một hơi, trong lòng rất nặng nề. Lúc này, ý muốn rời đi càng thêm kiên định, họ từ bỏ tất cả, suy nghĩ duy nhất là giữ mạng để trở về là tốt rồi. Nhìn nhóm căn cứ Tây Bắc cùng tiểu đội dị năng Phong Vân. Nhóm đầu thực lực mạnh, bóng đen đối với họ mà nói không có bất kỳ uy hiếp nào. Nhìn họ vừa rồi xử lý bóng đen, thủ đoạn rất thuần thục, phối hợp rất đúng chỗ, lập tức biết là do giết nhiều rồi. Nếu không có nguy hiểm, ở đây lại nhiều vật tư như thế, chỉ cần mấy trăm thùng xăng mà họ vừa nhìn thấy thôi đã là một cám dỗ rất lớn rồi, chắc chắn sẽ không rời đi. Dương mắt nhìn tiểu đội dị năng Phong Vân, lắc đầu, hay là thôi. Vậy là họ chỉ có thể một mình rời đi, hy vọng trên đường trở về sẽ không gặp bóng đen kia. Mấy người kia có chút nhụt chí nói, chúng tôi không có ý định ở lại nơi này nữa. Trở về, Tần Phi Yến giống như nghe thấy câu chuyện cười vậy. Các anh trở về từ nơi nào? Tất nhiên là trở về bằng đường đã đi. Dường như nghĩ tới cái gì, lời nói bị mắc kẹt trong cổ họng. Sắc mặt của mấy người kia đều trắng bệch, mặt xám mày cho, nản lòng nhụt chí. Ban nãy, họ sợ bóng đen xuất quỷ nhập thần kia, chỉ muốn quay trở về. Nhưng họ quên hành lang trước đó đã mất kiểm soát, lấy đi hàng chục mạng sống. Họ đâu còn nơi để trở về nữa. Chẳng lẽ chúng ta bị mắc kẹt ở đây đến chết sao? Người đàn ông bị thương ở vai vò tóc, nổi điên quát lên. Tâm trạng suy sụp, không khí trầm lặng này cũng khiến những người xung quanh chìm vào. Trong mắt bất giác lộ vẻ lo lắng. Đường trở về đã bị chặn, họ nên làm gì bây giờ? Tâm trạng suy sụp, không khí trầm lặng này cũng kéo theo những người xung quanh. Trong mắt bất giác toát ra lo lắng. Con đường trở về đã bị chặn, họ nên làm gì? Cảm xúc yêu thương ở nơi nguy hiểm này chính là bất lợi. Phải biết rằng có bao nhiêu tai nạn lao động đều là do mất tập trung. Đang lái xe lại nhận được điện thoại chia tay, không chú ý là trực tiếp xảy ra tai nạn xe hơi. Trên TV đều diễn như thế, cốt truyện mặc dù máu chó một chút, nhưng tại sao biên kịch lại có cốt truyện này? Đó là vì cuộc sống trực tiếp cho họ sự kích thích ấy nên mới có tình tiết như vậy. Nói cách khác là dựa trên sự thật, chỉ là càng thêm máu chó mà thôi. Bây giờ phân tâm một cái, u sầu một cái là chết. Biết không, anh xem mấy ngôi nhà lớn kia, có ai chỉ xây dựng một cánh cửa đâu. Cho dù là tòa nhà cũng làm vô số cửa sổ, có điều kiện thì còn làm hẳn ban công nhỏ nữa. Sao lại nói là bị chặn hết đường chứ? Khu vực ở đây rộng lớn như vậy, các anh sốt ruột cái gì? Tần Phi Yến nói thẳng, tạm thời coi như là an ủi đi. Không thấy rất có hình tượng à? Nhưng Lâm Tiểu Nhị và Trương Hạo Dân lại tin. Họ nhanh chóng tràn đầy tự tin, còn ngốc nghếch nói, nếu tìm được đường ra rồi, tôi cũng không muốn đi ngay đâu, phải biết là số vật tư ở đây không phải như bình thường đâu. Tần Phi Yến, tôi thực sự muốn đá chết anh ta. Trương Hạo Dân, đi chết đi. Năm người khác đần mặt. Những người khác có tin hay không thì Tần Phi Yến không quan tâm. Đến lúc đó nếu thật sự bởi vì mình phân tâm mà chết thì cũng chỉ có thể trách mình thôi. Các đồng đội đã chết, còn lại bốn người như quả to còn lại trên cây, lập tức nhắm vào căn cứ Tây Bắc, không ra được vậy thì đi theo họ là được. Vốn dĩ lựa chọn tiểu đội dị năng Phong Vân sẽ tốt hơn, quy mô nhỏ, thuộc về sản nghiệp nhà mình xử lý, có lẽ sẽ được giảm giá, vụ mua bán này có tỷ lệ thành công cao. Nhưng mà ai bảo lúc trước họ bị Tần Phi Yến chay mặn không kịp, dọa sợ chứ. Cho nên mặt dày, chạy đến trước mặt Cố Thành nói, cầu xin cùng đội. Nhưng nhóm ba người của Cố Thành dẫn dắt đội ngũ có kỷ luật quân đội nghiêm minh, đâu ai muốn mấy người chỉ gây trì hoãn như vậy. Cho nên kết quả cuối cùng là như thế này, họ không phản đối những người này đi theo sau, nhưng sự an toàn của họ không phải là nghĩa vụ của đoàn Cố Thành. Nói cách khác, sau này nếu gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì, có thể giúp đỡ một tay thì giúp, nếu tình hình nguy cấp, thực sự phải chết thì đó không phải là trách nhiệm của họ. Một đàn cừu là lùa, hai đàn cừu cũng là lùa. Vì thế nhóm Tần Phi Yến không có ý định đi. Trực tiếp nhập bọn với đoàn Cố Thành, huống hồ mấy người họ có năng lực tự lo liệu, gặp phải nguy hiểm cũng không cần phiền toái người ta. Họ đến đây là có mục đích riêng, cãi nhau ở đây lâu như vậy là đã lãng phí nhiều thời gian rồi. Cho nên một nhóm người lại bắt đầu lên đường. Còn cô gái nằm trên mặt đất vẫn còn hôn mê, vì không chết nên bốn người thay phiên nhau cõng cô ta lên đường. Trên đường đi, họ lại bị bóng đen tấn công. Khi bóng đen ẩn nấp thì rất khó để phát hiện ra,
một khi đã xác định được mục tiêu là sẽ lao ra nhanh như gió. Đương sự thực lực kém không kịp phản ứng, những người khác muốn cứu nhưng cũng chậm một giây. Mặc dù không ai chết nhưng vẫn có người bị thương nhẹ. Nhìn những người bị thương, Tần Phi Yến nhíu mày, trong lòng so sánh với những bóng đen khó nắm bắt kia. Vì thế cô dường như đã phát hiện ra điều gì. Các anh có phát hiện ra không, thực lực của bóng đen đang chậm rãi tăng lên. Tần Phi Yến nói với người bên cạnh, chị không nói thì tôi cũng không nhận ra. Ban nãy vốn không có ai bị thương, nhưng vài bóng đen tập kích gần đây thì thiếu chút nữa đã thành công. Lâm Tiểu Nhị cẩn thận nói, thể tích cũng lớn hơn. Không chú ý nhìn thì vốn dĩ không phát hiện được. Thể tích trở nên lớn hơn giống như một quá trình trưởng thành, mỗi lần lớn hơn một chút, người ta vốn dĩ sẽ không phát hiện. Hơn nữa, bóng đen này giống như nước, hình dạng chảy bất quy tắc, thích thế nào được thế ấy, vì vậy thực sự không ai chú ý. Phải biết rằng lần đầu tiên gặp bóng đen là ảnh hưởng sâu sắc nhất. Nhưng so với bóng đen vừa mới bị giết thì kích thước lớn hơn rất nhiều, vừa to vừa mạnh hơn. Nếu tôi đoán không sai, bóng đen mà chúng ta gặp phải sau này là những thứ đã trải qua sàng lọc. Tần Phi Yến nói ra suy đoán của mình. Còn về chuyện sàng lọc như thế nào, trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Trên thực tế, không chỉ bóng đen đang sàng lọc mà những người như họ cũng phải đối mặt với nguy cơ bị sàng lọc. Gặp bóng đen mà đánh được thì bóng đen bị đào thải, không đánh được mà bị ăn thịt thì là bị đào thải. Còn những bóng đen béo mập mà họ gặp phải sau đó đã từng trải qua chuyện gì, không cần suy nghĩ cũng biết. Có lẽ trong bụng bọn nó trùng hợp có người mà họ từng quen biết, từng gặp một lần. Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu, tất cả mọi người lập tức càng thêm cẩn thận ở đây. Không biết có bao nhiêu người tiến vào, cũng không rõ có bao nhiêu người còn sống. Nhìn trước mắt lại có một bóng đen ập tới, Tần Phi Yến nhanh tay lẹ mắt chủ động xuất kích. Biến dị năng hệ hỏa thành lưỡi dao lửa mỏng, chém về phía bóng đen kia, trực tiếp chém bóng đen trên không trung thành hai nửa. Hai nửa rơi mạnh xuống đất, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, nó nhanh chóng chuyển động, lập tức muốn hợp làm một. Tần Phi Yến lại dùng ngọn lửa đốt một nửa, để lại một nửa còn dãy rụa trên mặt đất. Vết chém trước đó giống như kem tan chảy vậy, vết thương đều được chữa lành ngay lập tức. Nhìn phần nhô ra của bóng đen, Tần Phi Yến vung tay phóng ra mấy lưỡi dao lửa để khống chế nó, giống như cắt vật liệu thừa vậy, trực tiếp cắt bốn phía bóng đen rồi lập tức đốt cháy. Khi nó còn chưa kịp lành lại, cô lại giống như thái lát cá, chém đứt phần trên và dưới của bóng đen. Cho nên chỉ còn lại một thứ tối như mực trên mặt đất, lớp da đang mấp máy, vẫn không thể nhìn ra rốt cuộc là cái gì. Dao lửa của Tần Phi Yến trực tiếp đối diện với thứ kia, muốn lột thứ bị bọc bên trong ra. Nhưng vừa nhìn thứ bị bóc ra, ngay cả những người có khả năng chịu đựng, tâm lý mạnh mẽ cũng không thể chịu được. Cứ thế nôn khan ở một bên, thứ đó đã bị ăn mòn đến mức máu thịt đầm đìa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hình dạng, giống một đoạn dài ước chừng 4-50cm, phía trước một màu cong cong nhô lên. Đây vốn dĩ là một cái chân còn chưa tiêu hóa hoàn toàn. Máu me đầm đìa, thoáng chốc đã khiến người ta thấy buồn nôn. Sắc mặt Tần Phi Yến không thay đổi, trực tiếp vung một ngọn lửa tới, thứ trước mặt lập tức bị thiêu đốt. Trước đó là xác chết thối rữa, bây giờ là một cái chân chưa tiêu hóa hết, những người có mặt đều bị ảnh hưởng ít nhiều. Giống như bạn đã ăn thịt lợn và thịt gà, nhưng khi bạn đối mặt với quá trình mổ lợn, tiếng kêu thảm thiết đau đớn tột cùng, hơi nước nóng rực bốc lên, trong không khí xen kẽ với mùi tanh của lợn, dường như ngay cả hơi thở cũng có mùi máu. Đảm bảo bạn sẽ gặp ác mộng suốt mấy ngày liên tiếp. Cho dù là người có kiến thức rộng rãi, khả năng chịu đựng không phải cường hãn bình thường như nhóm ba người của Cố Thành cũng phải cau mày quay mặt đi, trong lòng mãi không thể bình tĩnh lại. Anh ta nghĩ mấy ngày nay có lẽ sẽ tiết kiệm rất nhiều vật tư. Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Tăng Ngọc sau lưng, gương mặt tròn trịa lại kết hợp với vẻ sợ hãi lúc này, một người đàn ông lại có vẻ phong tình yếu đuối, khiến người ta hận không thể kêu gào bắt nạt anh ta, đúng là mẹ nó gặp ma mà. Trong lòng Cố Thành không vui, giận chó đánh mèo, vì thế hung hăng trừng mắt nhìn Tăng Ngọc một cái. Cố Thành vốn tuấn tú, sau tận thế, trải qua máu me thấm nhuần nên bây giờ trên người bất giác có hơi thở cương nghị, bình thường chỉ là được bọc bên trong lớp da tuấn tú kia thôi, che giấu rất tốt. Đôi mắt giống như đại bàng, hung dữ và độc ác, dường như đang nhìn vào thức ăn trên đĩa của riêng mình vậy, đúng là lòng muông dạ thú. Bị trừng mắt một cái, Tăng Ngọc càng hoảng sợ giống như thỏ trắng, run rẩy, lập tức muốn co người nấp sau lưng người đàn ông bên cạnh. Nhưng anh ta không dám, theo trực giác, nếu anh ta thật sự làm vậy thì có lẽ người đàn ông trước mặt sẽ cắn đứt cổ anh ta giống như một con mãnh thú vậy. Trong lòng Tăng Ngọc rơi đầy nước mắt, tại sao lại hung dữ như vậy chứ, bên ngoài nguy hiểm quá, giáo sư Cát ơi, em muốn trở về.
Hu hu hu, Cố Thành nhìn thấy Tăng Ngọc thức thời, không biết vì sao mà trong lòng lại như đốt pháo hoa, nổ lách tách, vui như mở cờ trong bụng. Ngay cả sự ghê tởm trước đó cũng giảm đi không ít. An Hành chỉ đứng gần, tận mắt chứng kiến tất cả, khóe môi yên lặng cong lên. Nhiệt độ ngọn lửa rất cao, chỉ một lúc sau, bàn chân không kịp tiêu hóa đã biến thành hư vô. Chỉ để lại một đống tro tàn. Tần Phi Yến giống như phá vỡ một bí mật, bên trong bí mật này tràn đầy máu tươi. Không phải họ chưa từng gặp qua bóng đen công kích người, chỉ là chưa bao giờ phải đối mặt trực diện như bây giờ. Con người đã trở thành chất dinh dưỡng cho những cái bóng đen. Cái này càng thêm kinh dị so với zombie cắn người. Vậy những phần không được hấp thụ, dư thừa, trở thành phân và đào thải ra ngoài cơ thể thì sao? Câu hỏi này, nhóm Tần Phi Yến đã nhanh chóng nhận được đáp án. Những bóng đen này sẽ bài tiết ra, giống như những chiếc bánh bao mở ra để lộ nhân bên trong vậy, nhưng đó không phải là phân của chúng. Ngay sau khi nhóm Tần Phi Yến chém một bóng đen xong và tiếp tục lên đường, đến khi đi qua một khúc cua, cô phát hiện ra trên tường có động tĩnh. Ngẩng đầu lên nhìn, một bóng đen hơi mập, kích thước cơ thể cao lớn, thậm chí có thể thấy được trong nó có thứ gì, chẳng lẽ vừa mới nhét kẽ răng xong, bên trong là thứ còn chưa tiêu hóa hoàn toàn. Phải biết rằng khả năng ăn mòn của bóng đen rất mạnh, cho nó đủ thời gian là có thể nuốt cả người vào, ngay cả một chút dấu vết cũng sẽ không lưu lại, có thể tiêu hóa hết tất cả. Cái thứ tròn trịa này chẳng lẽ là đầu? Đừng trách Tần Phi Yến nghĩ như vậy, chỉ tại cái chân kia đã gây ảnh hưởng quá sâu thôi. Bóng đen đó nằm sấp phía trên mình, thấy mục tiêu của nó là nhóm mình, Tần Phi Yến giơ tay lên, đang chuẩn bị vung một lưỡi dao lửa để trực tiếp cắt bóng đen thì không ngờ nó lại lùi bước, trượt sang một bên. Mày đang nói đùa đấy à, nhìn đám thân thích của mày đi, làm gì có đứa nào ngay cả đối mặt cũng không dám đã rút lui rồi. Khả năng ẩn nấp của bóng đen rất mạnh mẽ, nhưng cũng chỉ giới hạn ở mức nằm bất động không nhúc nhích gì. Nó rút lui như vậy, cho dù động tĩnh rất nhỏ nhưng vẫn có không ít người tỏ vẻ đã nghe thấy. Ánh mắt mang theo sát ý nhìn về phía bóng đen kia, nhất là những người bị thương, phải biết là thứ này trước đó thiếu chút nữa đã nuốt chửng họ. Quả thực không thể tha thứ. Nhưng thứ này vốn đã cách rất xa, cho nên khi mấy người gần nó nhất tấn công, nó đã nhanh chóng chuồn mất. Trong lòng Tần Phi Yến thấy rất nghi hoặc, thật là vô lý. Bóng đen đáng lẽ nên ẩn nấp trong bóng tối, chờ đợi thời cơ thích hợp rồi cho kẻ địch một đòn tấn công chí mạng. Chứ đâu giống như thế này, vừa nhìn thấy người đã chuồn đi, giống như gặp ma vậy. Chẳng lẽ bóng đen này trời sinh nhát gan sợ phiền phức, nếu thật sự là như vậy thì nó sẽ không mập lên. Hơn nữa bụng vẫn tròn trịa, vừa nhìn đã biết là ăn nhiều. Nếu không thì là có tính người, phải biết rằng họ có rất nhiều người, vì vậy sự lựa chọn thông minh chính là âm thầm chuồn đi. Không phải Tần Phi Yến cười nhạo chỉ số IQ của chúng, mà những sinh vật như thế bình thường hễ nhìn thấy sinh vật sống là đều sán lại gần. Trong lòng giống như đang gãi ngứa, Tần Phi Yến nhìn thoáng qua phương hướng bóng đen bỏ chạy, không chút suy nghĩ, trực tiếp chạy theo phía sau. Hứa Đại Bạch ở một bên thậm chí không suy nghĩ một giây nào, tự nhiên điên cuồng chạy theo cùng. Lâm Tiểu Nhị và Trương Hạo Dân dù biết có nguy hiểm, nhưng nơi nào có Tần Phi Yến thì nơi đó có họ, vì thế cũng không chút do dự đuổi theo. Năm thành viên mới được thêm vào thì bốn người đang do dự, nhóm Tần Phi Yến đã sớm biến mất. Tôn Ngọc Hoa cắn răng một cái, trực tiếp chạy theo, dù sao cũng đã đi theo họ lâu như vậy rồi, vẫn an toàn còn sống, nói không chừng họ chính là thần may mắn. Nếu thực sự xảy ra tai nạn mà mình chết thì là do mình mù. Bốn người còn lại đều có suy nghĩ riêng, bây giờ gặp được đại bộ đội của căn cứ Tây Bắc, nhiều người nhiều lực lượng, an toàn được đảm bảo. Còn nhóm Tần Phi Yến có lẽ thực lực mạnh, nhưng sao có thể mạnh hơn căn cứ lớn như Tây Bắc chứ? Không biết là để thuyết phục bản thân hay thế nào, họ liên tục nhấn mạnh sự lựa chọn của mình là đúng. Bóng đen không chạy quá xa, mới rẽ hai khúc cua thì dừng lại. Nhìn một đống trong góc trông hơi giống đĩa bay, bốn mặt trải phẳng trên mặt đất, ở giữa có một nhúm tròn nhô lên. Bóng đen kia đang run rẩy mấp máy, cô ra hiệu ngăn cản người bên cạnh, ý bảo mọi người im lặng. Bóng đen co giật càng lúc càng thường xuyên, cuối cùng chỗ lồi nứt ra, bên trong phun ra một quả cầu màu đen. Trên quả cầu có mấy vết nứt, nếu dùng quả bưởi bóc vỏ để hình dung thì đó là có thể dọc theo vết nứt để tách từng múi. Dọc theo vết nứt, quả cầu từ từ tách ra thành một cơ thể nhỏ hình trăng lưỡi liềm. Những cơ thể nhỏ bé kia bắt đầu vặn vẹo chậm rãi như thể chúng đã thức tỉnh. Một trong số chúng tấn công trước, trực tiếp nuốt lấy cơ thể hình trăng lưỡi liềm vẫn còn ngu ngốc bên cạnh. Nuốt một nửa, nửa còn lại vẫn còn bên ngoài, đuôi cong lên như muốn chống cự. Nhưng vẫn không thể ngăn cản được, mắt thấy nó hoàn toàn bị nuốt chửng, Tần Phi Yến thậm chí còn nhìn thấy sự phản kháng đang phập phồng trong cơ thể kẻ tấn công,
động tác giảm dần, cuối cùng hoàn toàn không nhúc nhích. Nó giống như một lớp da bao bọc máu thịt vậy, hai con vật chiến đấu với nhau chính là làm tan chảy lớp da, còn phần máu và thịt bên trong sẽ ngưng tụ vào nhau. Hình thể của kẻ tấn công kia đã tăng lên gần gấp đôi, sau đó lại ra tay với một con khác xung quanh nó, có lẽ bởi vì nó thức tỉnh sớm hơn nên chiếm ưu thế, nuốt chửng tất cả những con còn lại một cách áp đảo. Lúc này ngoại hình của kẻ tấn công chính là bóng đen số 1, nó đã biến cả viên thịt hoàn toàn trở thành dinh dưỡng của mình và trưởng thành. Mặc dù là kẻ địch, nhưng bóng đen đã thể hiện rõ cụm từ vật đổi sao rời là như thế nào, bọn nó chỉ cho phép kẻ có thực lực mạnh mẽ nhất sống sót, còn lại kẻ yếu và thất bại chỉ có tác dụng làm chất dinh dưỡng, cung cấp cho kẻ mạnh nhất trưởng thành. Chứng kiến tất cả, trong lòng Tần Phi Yến vô cùng rung động. Ăn no là sinh ra thế hệ tiếp theo, mãi mãi chỉ có kẻ mạnh nhất sống sót. Đột nhiên, Tần Phi Yến nghĩ đến một câu, con giận, 3 ngày làm bà ngoại. Không phải là đang hình dung bóng đen trước mặt sao, có lẽ nó không cần 3 ngày, chỉ 1 ngày là đủ rồi. Họ mới tới nơi này được bao lâu chứ, bây giờ còn chưa hết một buổi sáng. 200 người bước vào, bóng đen trước mặt đã ăn uống đầy đủ và sinh ra thế hệ tiếp theo, rốt cuộc thì đã có bao nhiêu người hy sinh. Nhìn hai vật một lớn một nhỏ trước mặt, Tần Phi Yến chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, nếu để bọn nó nắm bắt cơ hội, sinh sản với số lượng lớn thì đối với nhân loại mà nói tuyệt đối là một tai nạn. Chúng có tốc độ sinh sản mạnh mẽ, kỹ năng ẩn náu như ma quỷ, xuất quỷ nhập thần, chỉ cần đến căn cứ là những người cần cứu tế lương thực, không đủ thực lực, sẽ trở thành thức ăn mà chúng nuôi nhốt. Tần Phi Yến nhắm mắt lại, chắc chắn phải ngăn cản những thứ này lọt ra ngoài. Mở mắt ra, cô định giải quyết hai thứ trước mặt. Hứa Đại Bạch bên cạnh đã phi hai luồng khí đen về phía hai bóng đen một lớn một nhỏ, tiếng suy suy vang lên, trực tiếp ăn mòn đồ vật trước mặt. Mấy người phía sau run lên, đồng loạt lui về phía sau 3 bước, phải biết rằng Hứa Đại Bạch chướng mắt mình nhất, bình thường huấn luyện đều tập trung vào mặt. Nếu lúc này anh chập mạch, bắn một giọt vào mặt mình thì sau này không cần phải tán tỉnh các cô em nữa, cứ mang cái mặt quỷ và cứ thế cô đơn đến cuối đời. Tần Phi Yến nghi hoặc nhìn Hứa Đại Bạch, người này chẳng phải là khúc gỗ sao? Cô kéo một cái mới chịu động đậy, không để thứ gì vào mắt cả, sao lúc này lại chủ động ra tay chứ? Chẳng phải là trước kia Hứa Đại Bạch lười nhác, không chịu làm việc hay sao? Chỉ là Hứa Đại Bạch ngây ngốc, anh hoàn toàn không biết phải làm gì. Trong đầu anh hoàn toàn không có thưởng thức, xung xoe ân cần thì lại càng không biết. Lúc này không cần Tần Phi Yến dặn dò đã chủ động hỗ trợ, đúng là lần đầu tiên. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Tần Phi Yến, Hứa Đại Bạch vẫn lạnh lùng như trước, nhưng vành tai hơi ửng đỏ, trong lòng kích động vô cùng. Hứa Đại Bạch, nghe thấy tiếng la của Tần Phi Yến, Hứa Đại Bạch nhìn chăm chú vào mắt cô, đôi môi đỏ mọng hơi mở ra, rất hấp dẫn. Đàn ông nên chủ động, nếu không là vợ sẽ chạy theo người khác. Đó là câu mà Hứa Đại Bạch vô tình nghe thấy lúc trước, mình thế này xem như là chủ động rồi nhỉ. Anh đúng là mất tự nhiên. Tần Phi Yến bỏ lại những câu này, rồi nghênh ngang rời đi. Hứa Đại Bạch bị bỏ lại một mình vẫn còn đang cố hiểu những câu ấy, nghiêm trọng giống như đang nghĩ vấn đề sinh tử vậy, còn vô cùng khí phách, mất tự nhiên. Suy nghĩ thật lâu, Hứa Đại Bạch vẫn tỏ vẻ không hiểu. Ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của anh nhìn về phía Lâm Tiểu Nhị, khiến Lâm Tiểu Nhị đang muốn đi buộc phải dừng lại. Phải biết rằng Lâm Tiểu Nhị thường treo những câu như con gái là cọp mẹ, tâm tư con gái, anh không hiểu à, lòng con gái như kim dưới đáy biển. Trên miệng, giống như bị súng máy chĩa vào đầu, Lâm Tiểu Nhị khóc không ra nước mắt, run rẩy nói, mất tự nhiên. Mất tự nhiên, cậu ta thật hận trước kia học ít quá. Mục tiêu lớn nhất của môn ngữ văn đó là đạt tiêu chuẩn, nhưng tới tận bây giờ vẫn chưa đạt được. Không hài lòng, Lâm Tiểu Nhị dè dặt nói, phải biết rằng hai người giận dỗi nhau như vậy không khác gì cuộc sống không hài lòng. Nghe 3 từ không hài lòng, anh tự động chuyển đổi không hài lòng bằng cô ghét. Tần Phi Yến không thích mình, vừa nghĩ đến khả năng này, trong mắt Hứa Đại Bạch tràn đầy mưa to gió lớn, quay đầu nhìn bóng lưng Tần Phi Yến phía trước, anh rất không cam lòng, tủi thân, muốn nổi giận nhưng lại không dám. Có lẽ là người ngốc nhưng cách nhìn vấn đề của họ trực tiếp nhất, bây giờ đối với Tần Phi Yến thì có anh hay không cũng được, anh không đủ tự tin để chất vấn cô. Anh quay đầu lại nhìn Lâm Tiểu Nhị với ánh mắt âm u tàn nhẫn, như thế một giây sau sẽ xé nát cậu ta vậy. Bị áp suất thấp đóng băng, khí thế của Lâm Tiểu Nhị càng ngày càng yếu, cứ thế này sống kiểu gì đây? Tôn Ngọc Hoa ở bên cạnh vô tội bị liên lụy, không chịu nổi lắp bắp nói, cụm từ, đồ mất tự nhiên, này giống như... Đồ xấu xa, tiểu yêu tinh, bé đáng yêu là lời nói tán tỉnh ấy. Nhiệt độ không khí tăng lên, Hứa Đại Bạch vô cảm nhìn Tôn Ngọc Hoa, ra hiệu cho anh ta nói tiếp.
Lâm Tiểu Nhị trông mong nhìn anh ta, cứu tinh kia. Nói thêm một chút đi, sau này anh đây sẽ che chở cho cậu. Chính là yêu nhưng trong lòng khó mở miệng thôi. Tôn Ngọc Hoa nói chắc chắn. Cô thích mình, thế là cả người anh tràn đầy bong bóng hạnh phúc. Thật ra Hứa Đại Bạch giờ phút này đã sung sướng như sắp bay lên, giọng nói lạnh lùng ngạo kiều nói, cô ấy chỉ nói mất tự nhiên, không có chữ, đồ. Mọi người, hả? Đồng loạt nhìn về phía Tôn Ngọc Hoa, mau giải thích đi, họ cũng muốn biết. Không có chữ, đồ, thì tức là tình ý càng thêm rõ ràng. Anh phải biết không có chữ thì ý nghĩa nhiều hơn có chữ chứ. Tôn Ngọc Hoa vắt hết óc nói, mọi người, thế này cũng được á? Nhận được câu trả lời, Hứa Đại Bạch có thể nói là rạng rỡ như ánh mặt trời rực rỡ, vạn vật sinh trường. Mặc dù cảm xúc không lộ ra ngoài nhưng tất cả mọi người xung quanh đều có thể cảm thấy. Đôi chân dài sải bước, đi về hướng Tần Phi Yến rời đi. Bước đi mạnh mẽ nhưng tốc độ nhanh một cách kỳ lạ. Trời ạ, căng thẳng chết đi được. Lâm Tiểu Nhị thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp vỗ vỗ bả vai Tôn Ngọc Hoa, vẻ mặt kiểu tôi xem trọng cậu đấy. Có tiền đồ lắm. Khi Tần Phi Yến và những người khác quay trở lại đường cũ, ngoài dự liệu của cô chính là nhóm Cố Thành vẫn còn ở tại chỗ. Nhìn nhóm Tần Phi Yến an toàn trở về, ánh mắt Cố Thành sáng lên, sải bước đi tới, nghi hoặc nhìn họ, giống như đang hỏi vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Tin tức bóng đen sinh ra bóng đen vô cùng nghiêm trọng, Tần Phi Yến lập tức nói ra chi tiết những gì cô nhìn thấy sau khi rời đi, từng cảnh tượng một. Từng câu từng chữ đều đánh vào lòng mọi người, sắc mặt ai cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Hoàn cảnh sinh tồn tận thế đã đủ hiểm trở rồi, bây giờ lại thêm bóng đen này. Quyết không thể để mặc chúng đi ra ngoài, chắc chắn phải phá hủy hoàn toàn nơi này mới yên tâm. Trong lòng như có một tảng đá lớn rơi xuống, đè nặng đến nỗi tất cả mọi người gần như không thể thở được. Trước đó mọi người tách ra để tìm kiếm xung quanh có lẽ là một quyết định sai lầm. Mọi người tản ra bốn phía sẽ khiến nhân số ít đi, tỷ lệ ra tay thành công của bóng đen sẽ cao hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ cho dù có nghĩ nhiều, lo lắng nhiều cho đám người kia cũng vô ích. Ít nhất hiện giờ bước vào nơi đây và phát hiện ra vấn đề thì vẫn tốt hơn là sau này những bóng đen bùng nổ, đánh họ không kịp trở tay. Bây giờ không phải là lúc oán trời, đổ lỗi cho ai hay cam chịu. Nếu ngay cả chính mình cũng từ bỏ mình thì không ai có thể cứu bạn được nữa. Càng tìm kiếm nhiều thì càng nhìn thấy nhiều hơn, sự khác biệt cũng được thể hiện rõ ràng. Nếu là một nơi bình thường thì ai lại cho xây một căn phòng bí mật lớn dưới lòng đất chứ? Hơn nữa lại giấu hàng trăm xác chết bên trong. Bóng đen kia đến tột cùng là như thế nào? Từng nghi vấn gõ vào trong đầu họ, càng nghĩ càng loạn, nhưng lại không thể mặc kệ tình hình trước mắt. Chỉ có thể tiếp tục kiên trì, cho dù bước tiếp theo sẽ càng thêm nguy hiểm. Bởi vì bên trong quá rộng lớn, giống như một thành phố dưới lòng đất vậy, họ không có bản đồ, không có mục tiêu, chỉ có thể đi theo cảm giác. Đi bộ một đoạn đường dài, khi mọi người đều đói bụng thì dừng lại để nghỉ ngơi và ăn uống. Trước khi tới đây, không ai nghĩ tới tình hình ở đây cả. Dựa theo sự chuẩn bị trước đó, chỉ cần một người mang theo thức ăn cho một vài ngày là đủ. Dị năng không gian ở căn cứ lớn Tây Bắc không khan hiếm giống như dị năng hệ quang, ít nhất bên trong tiểu đội của Cố Thành đều có dị năng giả không gian. Họ có thể yếu, có thể không làm gì cả, nhưng tất cả mọi người đều phải bảo vệ người đó, bởi vì đó là một nhà kho di động cung cấp vật tư cho tất cả mọi người. Nhưng không phải ai cũng chuẩn bị đầy đủ. Phải biết rằng lượng thức ăn của dị năng giả rất lớn. Ăn uống hơn người bình thường mấy lần vẫn bị coi là ít. Mang quá nhiều vật tư sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hành động nên các nhóm đều phải lên kế hoạch dựa trên độ khó của nhiệm vụ. Họ tính toán thời gian hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vẫn sẽ nhiều hơn kinh phí dự tính, chỉ sợ trên đường sẽ xảy ra sự cố. Lần này xảy ra chuyện bất ngờ, họ vào được nhưng tình hình bên trong đã trái với dự liệu của họ. Bây giờ không biết khi nào mới có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Bên trong không có một chút thức ăn nào, tiết kiệm được bao nhiêu khẩu phần ăn thì được bấy nhiêu. Cho nên mới có cảnh tượng như vậy, bốn người kia tính toán cẩn thận, chỉ hận không thể nhai thức ăn trong miệng 18 lần mới nuốt xuống. Mà bên Tần Phi Yến, nhóm cô lấy thức ăn từ trong ba lô ra rồi ăn nhồm nhoàm. Những người khác đều trợn to mắt nhìn, thật lãng phí. Thấy Tôn Ngọc Hoa nuốt lương khô, lại nhớ đến ban nãy anh ta đã giải vây cho mình, Lâm Tiểu Nhị bèn lấy một cái bánh từ ba lô phía sau ra cho anh ta. Tôn Ngọc Hoa nhìn cái bánh bột ngô trên tay, béo ngậy, mùi thơm ngào ngạt, hận không thể một ngụm trực tiếp nuốt. Giờ phút này anh ta cũng không để ý ánh mắt phức tạp của bốn người khác, anh ta vội vã xé miệng túi ra rồi ăn ngấu nghiến. Phải biết rằng sau khi họ dọn sạch thành phố Hưng Hoa thì đã lấy toàn bộ vật tư của thành phố. Những thứ như gạo, mì, dầu đều có rất nhiều. Mặc dù không có rau dưa, nhưng họ làm ra được những thứ này cũng đã rất hài lòng rồi.
đủ mì gạo để họ có thể thử nghiệm ra vô số cách nấu nướng. Cánh đàn ông tục tằng ban đầu đã trở thành cao thủ nội trợ rồi. Họ có thể làm ra những chiếc bánh bao vàng ươm để ăn. Ngoài ra còn có thể nhào nặn bánh với chút muối, đặt lên bếp và nướng ăn nữa. Hoặc là vo thành hình tròn, ấn dẹt rồi chiên trong dầu ăn. Mì to, mì mỏng, muốn làm thế nào là làm thế ấy. Tập 13 đến đây là hết rồi, chuyện sẽ có thêm tình tiết gì nữa thì mọi người cùng chờ nghe ở tập sau nhé. Còn giờ thì bye bye mọi người.